chỉ bất quá mới vừa tình thế nguy cấp, hắn là không thể nào ung dung đánh đàn. Thoát khỏi thiên nữ các người, Diệp Thần tâm tình buông lỏng không thiếu. Nhưng, hắn cẩn thận cảm ứng, vẫn là không cách nào tinh chuẩn phong tỏa Tôn Di chỗ. Ở tiếp liền xuyên qua mấy tầng không gian sau đó, Diệp Thần vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ thấy chi chít ma vật, ở khắp nơi tán loạn. Tôn Di, người con bé này, rốt cuộc tránh ở địa phương nào? Diệp Thần âm thầm cục cục, thử nghiệm phát ra ý chí, câu thông Tôn Di. Nhưng hắn ý chí phát ra sau đó, cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại. Không bằng dùng cỏ thần hoàng quan thử một chút. Cầm đế thiên tôn đề nghị, dòng. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức cầm ra tiểu thảo thần thanh nghiên giao cho nàng hoa vòng. Đây chính là cỏ thần hoàng quan, mặc dù đơn sơ, nhưng lại thừa tái hai đời cỏ thần tâm huyết lực lượng. Diệp Thần nắm hoa vòng, hít sâu một hơi, lần nữa phát ra ý chí, kêu. Tôn Di, mau trở lại cần phải ta. Lần này, ý chí phát ra sau đó, Diệp Thần cảm thấy chung quanh không gian xuất hiện chập chờn, rồi sau đó, hắn nghe được một đạo giọng nữ dễ nghe. Diệp Thần, là ngươi, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, ta ở chỗ này, ngươi mau tới đây. Chính là Tôn Di thanh âm. Diệp Thần nghe được Tôn Di thanh âm, nhất thời đại hỉ, nói, Tôn Di, có thể coi là liên lạc đến ngươi. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần tinh chuẩn bắt được Tôn Di vị trí, hai người bước đầu thành lập liên lạc. Tôn Di thanh âm mang điểm nóng nảy, nói, Diệp Thần, ngươi mau tới mang ta đi ra ngoài, ta đánh giá thấp đôi rắn tròm sao uy lực, vật này một khi xuất thế, sẽ tạo thành một cái vô hạn tuần hoàn thời không, sẽ đem người hoàn toàn phong kín. Mau, thần thuật trục cuốn đã ở triển khai, ta mau không ra được. Không, không được, ngươi vẫn là không nên tới. Không còn kịp rồi, thời không tuần hoàn lập tức tạo thành, ta muốn bị đóng kín, ngươi đi mau. Càng nói đến phần sau, Tôn Di thanh âm thì càng khủng hoảng, lại kêu Diệp Thần không nên tới. Thời không tuần hoàn. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời trong lòng rét một cái. Cầm đế thiên tôn nhướng mày một cái, suy nghĩ một hồi, nói thời không tuần hoàn mà. Ta tựa hồ cũng đã nghe nói qua, đôi rắn tròm sao thần thuật, niêm phong ở một bản trục cuốn bên trong. Làm vậy trục cuốn hoàn toàn mở ra, liền đại biểu đôi rắn tròm sao thần thuật, hoàn toàn xuất thế. Thần thuật thời điểm ra đời, sẽ ở chung quanh tạo thành một cái vô hạn tuần hoàn thời không, cái thời không này, tướng đối ngoại giới mà nói, là hoàn toàn bất động. Nhưng ở thời không nội bộ, không gian là tuần hoàn, thời gian cũng là tuần hoàn, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Chỉ có lấy loại nào đó cường đại lực lượng, mới khá đánh vỡ tuần hoàn thời không, thoát khốn ra. Mà có thể phá ra tuần hoàn thời không người, liền có thể được thời không đôi rắn đồng ý, chấp chưởng đôi rắn tròm sao. Nhưng theo ta biết, từ đôi rắn tròm sao ra đời đến nay, trăm triệu tỷ vạn kỷ nguyên tới nay, có thể chân tránh phá vỡ tuần hoàn thời không, thoát khốn đi ra người, lác đác không có mấy. Phần lớn người, cũng buồn ngủ chết vào lúc đó không bên trong, lâm vào là xương khô. Diệp Thần nghe xong cầm đế thiên tôn miêu tả, vậy cảm thấy ra đầu tê dại. Sống lưng lạnh cả người. Như vậy xem ra, vậy đôi rắn tròm sao, đích xác là vô cùng khủng bố, thần thông tuy huyền diệu vô cùng, nhưng chấp chưởng độ khó vậy cực cao. Hôm nay Tôn Di, lúc đầu không phải là bị ma vật vây khốn, mà là khốn tại đôi rắn tròm sao triển khai thời không bên trong. Vậy phiến thời không, hôm nay còn có chạy trốn ra ngoài có thể, nhưng nếu như lại trễ điểm, thời không tạo thành tuần hoàn, liền vĩnh viễn cũng chạy khỏi không đi ra ngoài. Mộ chủ, hành động nhanh một chút, nếu không thời không tạo thành tuần hoàn, vô hạn luân hồi, vậy liền ta cũng không thể đánh vỡ thoát khốn. Cầm đế thiên tôn ngưng trọng nói. Hắn biết, muốn Diệp Thần buông tha cứu Tôn Di, vậy là tuyệt đối không khả năng. Hắn chỉ muốn để cho Diệp Thần nhanh chóng hành động, đuổi ở thời không tuần hoàn mở ra trước, đem Tôn Di cứu ra. Dĩ nhiên, cái này đôi rắn tròm sao cơ duyên, là không muốn trông cậy vào thu lấy. Vô số kỷ nguyên tới nay, có thể từ tuần hoàn thời không thoát khốn ra, đạt được thời không đôi rắn công nhận người, như lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần vậy cảm thấy tình hình gay gắt, lập tức phong tỏa Tôn Di vị trí, mở ra tự do rực, nhanh chóng phá không đi. Từng tầng một không gian, bị Diệp Thần bể tan tành, ném chúng sau lưng. Tôn Di chỗ ở không gian, 10 phần xảo quyệt,
nếu như không phải là có xác thực tọa độ, Diệp Thần căn bản tìm được. Rất nhanh, Diệp Thần liền xuyên qua tầng tầng không gian, cuối cùng đi tới một nơi đặc thù bên trong không gian. Chỗ này không gian, và bên ngoài những cái kia không gian, là hoàn toàn bất đồng, giống như là chân chánh vũ trụ tinh không, có từng vì sao lơ lửng. Nơi này có thời gian pháp tắc nghĩa sâu xa, thời gian đang lưu động, cho nên chế sinh ra chân chính vũ trụ. Mộ chủ ngươi xem, thời không đôi rắn đổ đằng. Cầm đế thiên tôn than thở, ánh mắt lại nhìn hướng lên trên. Ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, có hai cái to lớn cổ rắn đổ đằng, một cái tản ra thời gian bí ẩn, một cái tản ra không gian hơi thở, thần hy chấm, ánh sáng rực rỡ lóng lánh, đầu đuôi tướng nuốt, tạo thành một cái chậm rãi chuyển động vòng tròn, hoàn mỹ luân chuyển, chính là thời không đôi rắn. Bên ngoài không gian, không có ngôi sao tồn tại, bởi vì chỉ có một cái không gian cổ rắn đổ đằng, không có ở đây phép tắc nghĩa sâu xa. Chỉ có không gian, không có thời gian, là không thể nào sáng tạo ra chân chính vũ trụ. Chân chính vũ trụ, muốn có thời gian lưu chuyển, mới có thể tạo hóa ra trời trăng sao, thành lập được ổn định trật tự. Chỉ có thời không kết hợp, mới có thể tạo hóa thế giới, đây chính là thời không đôi rắn bí ẩn. Diệp Thần nhìn khi đó không đôi rắn đổ đằng, cũng là khen ngợi không dứt, cảm thấy một hồi viễn cổ vĩ đại lực lượng. Ở thời không đôi rắn đổ đằng hạ, lơ lửng một bản trục cuốn. Cái này bản trục cuốn, giống như là vẫn thạch tinh thần đúc, nặng nề cho đen, mang theo đặc biệt thần bí cổ xưa hơi thở, đang chậm rãi mở ra, vô cùng vô tận thời gian cùng không gian bí ẩn nguyên thế chấp chảy ra, không ngừng mở rộng trước cái này phiến vũ trụ, tạo hóa ra vô cùng trời trăng sao. Cái này trục cuốn là khổng lồ như vậy, cho dù là trong vũ trụ nhất hằng tinh to lớn mặt trời, so sánh với, vậy giống như là một viên bụi nhỏ. Đây là trong vũ trụ nhất nguy nga đồ quyển, trục cuốn bên trên, một điểm điểm tinh thần câu liền, tạo thành một bức to lớn chòm sao đồ quyển, đó chính là đôi rắn chòm sao hình vẽ, cũng là hai cái cổ rắn, đầu đuôi tướng nuốt, hoàn mỹ tuần hoàn hình dáng. Vũ trụ trên đôi rắn đồ đằng, chính là cái này trục cuốn bên trong đôi rắn chòm sao hình chiếu. Tôn Di, Diệp Thần thấy đôi rắn chòm sao trục cuốn trước, có một người cô gái đang xuất thần ngẩn người, tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cô gái kia thân hình, cùng bức kia to lớn đôi rắn chòm sao trục cuốn so sánh, nhỏ bé không đáng giá để ra. Nhưng Diệp Thần vẫn là một mắt đã nhìn ra, đó chính là Tôn Di. Soát! Diệp Thần mở ra tự do rực, trong nháy mắt phá không bay vút ra, đi tới Tôn Di bên người, ôm nàng bả vai. Tôn Di cả người run lên, phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc thấy được Tôn Di. Đây là hắn ngày nhớ đêm mong gương mặt, một như thường lệ tuyệt đẹp. Diệp Thần thấy má của nàng, liền không nhịn được cúi đầu hôn nàng một cái. Diệp Thần, ngươi làm sao tới thật? Tôn Di sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần thật tới. Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần ôm Tôn Di eo thon, lập tức đi bên ngoài phi độn đi. Hắn có thể cảm giác được, vậy đôi rắn chòm sao trục cuốn, đang tản mát ra vô cùng kinh khủng hơi thở. Đó là thời gian cùng không gian hơi thở, khoáng đạt, bàng bạc, mênh mông, không thể ngăn trở, không thể trái kháng. Ở đó cổ thời không lực hạ, cho dù là thần minh, vậy giống như con kiến hôi nhỏ bé. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần thấy rõ, vậy đôi rắn chòm sao trục cuốn, thời gian và không gian nghĩa sâu xa năng lượng, đã mau bùng nổ đến mức tận cùng, vậy trục cuốn vậy mau hoàn toàn triển khai. Một khi trục cuốn mở ra hoàn toàn, vậy thì đại biểu. Đôi rắn chòm sao trục cuốn chân chính xuất thế, thời không tuần hoàn sẽ hoàn toàn tạo thành, hắn và Tôn Di cũng sẽ bị kẹt chết ở chỗ này. Coi như là thời kỳ toàn thịnh cầm đế thiên tôn, cũng không dám nói có thể đột phá thời không tuần hoàn. Tôn Di, đi mau. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức ôm Tôn Di eo thon, đem tự do rực tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, điên cuồng đi bên ngoài chạy khỏi đi. Ung ung, trục cuốn sắp hoàn toàn mở ra. Khủng bố năng lượng bàng bạc khí tượng bộc phát ra, ngoại giới thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, nhanh chóng bay vút tới, bọn họ cũng không biết thời không tuần hoàn truyền thuyết, chỉ cho rằng có thể không trải qua bất kỳ khảo nghiệm, có thể có được thời không đôi rắn đồng ý, chấp trưởng chòm sao, hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm. Mà rất nhiều ma vật yêu thú, cũng là cảm nhận được liền chòm sao quyển trục bàng bạc hơi thở, như thủy triều điên cuồng tràn tới. Diệp Thần cấp tốc phi hành. Liền thấy thời không tinh bích hệ ra, thiên nữ đám người bóng người,
còn có rất nhiều ma vật bóng người. Thiên nữ đám người và rất nhiều ma vật, xuyên thấu qua tinh bích hệ, xa xa thấy được vậy to lớn quyển trục vĩ đại bóng dáng, bọn họ cơn sóng trong lòng dâng trào, huyết mạch căng phồng, gần đây bình tĩnh thiên nữ, cũng không nhịn được kêu to lên. Là đôi rắn tròm sao? Khí tức thật là cường đại. Nếu là ta có thể chấp chưởng phương pháp này, vậy thì thật là nghịch thiên cải mệnh, độc bộ thiên hạ vô địch. Nàng trong mắt mang cuồng nhiệt, liền muốn xông phá tinh bích hệ, đi vào cướp đoạt tròm sao trục cuốn. Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc, rất nhiều ma vật, cũng là lấy cuồng nhiệt nhất tư thái, nhanh chóng xông lên gần. Ma Diệp Thần, nhưng là liều mạng chạy ra ngoài, thật giống như muốn né tránh kiếp nạn gì tựa như. Một bên là muốn đi bên ngoài trốn, một bên là muốn hướng bên trong xông lên, hình ảnh hình thành tương phản to lớn. Phịch, phịch, phịch. Nhưng mà, cái này phiến vũ trụ thời không tinh bích hệ, nhưng đổi được vững chắc vô cùng, vô số ma vật đụng, giống như đụng vào thế gian cứng rắn nhất trên vách tường, hoàn toàn không cách nào đột phá. Thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, xông thẳng lại, cũng bị tinh bích hệ chặn lại bước chân. Thiên nữ khua kiếm bổ ra, chanh đích một tiếng, tinh bích cột lên liền cái vệt trắng cũng không có xuất hiện, không gian quy luật vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Lâm Chấn Nhạc tuôn ra từng đạo phù lục oanh tạc, cũng là không có chút nào tác dụng. Mộ Thiên Châu lợi dụng con rối phương pháp, điều khiển rất nhiều ma vật liều chết đụng, cũng chỉ có bị vỡ thành thịt nát kết quả, hoàn toàn không thể dung chuyển cái này phiến thời không tinh bích. Còn như Diệp Thần, ôm Tôn Di, vọt tới tinh bích hệ trước, cùng thiên nữ đám người khoảng cách, chỉ ở kề bên tới giữa. Phịch! Diệp Thần mở thiên đế cánh tay, toàn lực một quyền, Titan tinh đấu quyền tuôn ra, cũng là hoàn toàn không cách nào dung chuyển, ngược lại chính hắn quả đấm, bị chấn động được rạn nứt, máu tươi chảy ròng. Thấy một màn này, Diệp Thần và thiên nữ các người, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này phiến thời không tinh bích vững chắc, ngoài bọn họ dự liệu. Nguy rồi, thời không tuần hoàn hình thành. Cầm đế thiên tôn hô to một tiếng. Liền nghe bóp đích một tiếng, vậy tròm sao trục cuốn, mở ra đến trình độ cao nhất, vững vàng trôi lơ lửng ở vũ trụ trong hư không, hào hùng thời không lực tản mát ra, tràn ngập vũ trụ mỗi một xó xỉnh. Vũ trụ ranh giới thời không tinh bích, hiện ra từng đạo cổ xưa vặn vẹo phù văn, cuối cùng đem nguyên tầng tinh bích bao phủ ở. Những phù văn kia, cũng là tản mát ra thâm thúy thời không quỷ bí hơi thở, làm cho không người nào có thể đoán. Ở những phù văn kia bao phủ hạ, Diệp Thần lại cũng không thấy được thiên nữ các người, thanh âm bên ngoài vậy hoàn toàn không nghe được, bốn phía chỉ có cô tịch lạnh nhạt vũ trụ tinh thần. Mà thiên nữ các người, thì thấy được vô cùng nguy nga cảnh tượng, bọn họ thấy được một viên thời không trứng khổng lồ, từ trước mắt từ từ dâng lên. Viên này thời không trứng khổng lồ, hiện đầy phù văn cổ xưa, Diệp Thần và Tôn Di, còn có vậy đôi rắn tròm sao trục cuốn, cũng bị phong ấn ở bên trong. Không tốt, cái này đôi rắn tròm sao cơ duyên, phải thuộc về luân hồi chi chủ. Lâm Chấn Nhạc lấy làm kinh hãi, sử dụng thiên bạo phù, muốn oanh bạo khi đó không trứng khổng lồ, nhưng vẫn là phí công. Trứng khổng lồ vô cùng vững chắc, phù văn xen lẫn, vĩ đại thời không quy luật năng lượng tách thả ra ra, thật giống như sắp là thiên đế chủ thần đích thân tới, cũng không thể đem công phá. Không đúng, thật là nguy hiểm thiên cơ, Diệp Thần và Tôn Di đều phải chết. Thiên nữ ánh mắt nhưng là run lên, nàng từ khi đó không chứng khổng lồ bên trong, bắt được vô cùng là kinh khủng thiên cơ hơi thở, tràn đầy điềm đại hung. Cái này cổ hung ác thiên cơ, báo trước trước nếu ai bị phong ấn ở chứng khổng lồ bên trong, người đó sẽ chết, không có mạng sống có thể. Nghe được thiên nữ như thế nói, Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, cũng là bắt được vậy nguy hiểm hơi thở, không khỏi có chút ra đầu tê dại, theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Không dám quá mức đến gần vậy trứng khổng lồ. Thiên nữ vậy lui về sau hai bước, liền thấy trứng khổng lồ lên phù văn, từng tầng một lưu chuyển, dần dần hình thành thời không đôi rắn đổ đằng, lộng lẫy sáng lạng, sau lưng lộ ra nguy hiểm to lớn. Mà trứng khổng lồ bên trong, nhưng là một phiến mênh mông tinh không vô tận vũ trụ. Diệp Thần và Tôn Di, cô độc trôi lơ lửng ở nơi này phiến vũ trụ bên trong, hai người đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không biết ngoại giới tình huống, nhưng vậy bắt được cực kỳ nguy hiểm nhân quả hơi thở. Bọn họ cũng có thể chết ở chỗ này. Thời không tuần hoàn đã bắt đầu sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, người mỗi một ngày thời gian, cũng sẽ bị lại đưa.
Bỏ mặc ngươi đi tới chỗ nào, đến khi ngày thứ hai, ngươi cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Bất kể là thời gian, vẫn là không gian, đều là vô hạn tuần hoàn. Nhưng, mài mòn nhưng sẽ tích lũy. Chờ thời gian mài mòn, tích lũy tới trình độ nhất định, các ngươi liền sẽ hóa thành xương khô. Nếu như không thể đánh phá thời không tuần hoàn, vậy chỉ có một con đường chết. Luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế Thiên Tôn giọng vô cùng ngưng trọng, coi như là hắn tột cùng nhất thời điểm, cũng không dám nói có thể phá đôi rắn tròm sao thời không tuần hoàn. Cái này tuần hoàn, quá đáng sợ, mỗi ngày không ngừng lại đưa thời gian, năm tháng mài mòn không ngừng tích lũy, đủ để đem thiên đế chủ thần, cũng từng bước xâm chiếm thành xương trắng. Không được, ta trước phải ngủ say, tránh năm tháng mài mòn. Mộ chủ, đây là không tuần hoàn, dựa hết vào các ngươi là không đi ra lọt, chỉ có thể trông đợi Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ hạ xuống cứu. Cầm Đế Thiên Tôn cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng, lập tức trở về mộ bia bên trong, tiến vào ngủ say, như ngủ đông vậy, chờ chuyển cơ xuất hiện. Phụ thân, đây là không tuần hoàn, có như thế đáng sợ sao? Tiểu Cấm Yêu bĩu môi, còn có chút không rõ ràng trạng huống trước mắt. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không để ý Tiểu Cấm Yêu lầm bầm, ánh mắt nhìn về Tôn Di, trong mắt mang một chút ôn nhu, nói. Ngươi sợ không? Tôn Di mới vừa vốn là vô cùng sợ, nhưng bây giờ biết mình đã rơi vào thời không tuần hoàn bên trong, phản mà bình tĩnh lại, cười nói, không sợ, Diệp Thần, có thể cùng ngươi chung một chỗ, ta cái gì cũng không sợ. Giờ khắc này, ta thật giống như trở lại ban đầu ở Hoa Hạ ngày, ngươi đi tới Ninh Ba, không có chỗ ở, ngủ ở ta khu nhà đại đô. Khu nhà đại đô ngày thật đẹp tốt, mỗi một ngày mở mắt ra, cũng có thể thấy được ngươi. Diệp Thần cười ha ha một tiếng. Tâm tình cũng là thoải mái rất nhiều, nói ta cũng không sợ, chúng ta tách ra lâu như vậy, rốt cuộc có thể đoàn viên, có thể thật tốt tốt tụ họp một chút. Nói xong, Diệp Thần vung tay lên, luân hồi khí tách thả ra, hóa thành một tòa luân hồi thiên quốc, trôi lơ lửng ở trong hư không. Hắn liền mời Tôn Di, bước lên luân hồi thiên quốc, ở một nơi trong cung điện uống rượu vui vẻ đoàn tụ, chỉ làm ngoại giới uy hiếp không tồn tại. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực. Hắn tạo hóa đi ra ngoài luân hồi thiên quốc, đã không phải là cái gì hư ảo khí tượng, mà là chân thực tồn tại vĩ đại đất nước, có thể coi như là hắn một cái lãnh vực. Ở luân hồi thiên quốc bên trong, có rất nhiều hơn tín đồ cuộc sống, vừa nhìn thấy Diệp Thần đi vào, cũng quỳ bái, dâng lên tán tụng cùng chúc phúc. Ở sau nên khi ăn uống no đủ, Diệp Thần cầm ra một cái hoa vòng, nói, người trước đeo cái này lên. Hoa này vòng. Là dùng violet cánh hoa và cỏ xanh biện thành, ở giữa nạm một viên màu xanh bảo ngọc, mang tự nhiên và sinh cơ hơi thở. Tôn Di nhìn cái này hoa vòng, trong lòng run lên, nói cỏ nhỏ thần cho ta vương nguyện. Diệp Thần nói, đúng vậy, người đeo cái này lên vương nguyện, từ nay về sau, người liền là mới cỏ thần. Bất quá, muốn mang vương nguyện, tất thừa hắn nặng, người chỉ phải thừa kế liền cỏ thần đạo thống, sau này chư thiên tất cả cỏ thần tín đồ. Cũng sẽ tin ngưỡng ngươi, đem ngươi gánh vác vô cùng trọng đại trách nhiệm. Tương lai chế tạo rừng rậm sách, cũng cần dựa vào ngươi. Mang còn chưa mang, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tôn Di ánh mắt hơi chăm chú, cũng không do dự bao lâu, liền đem hoa vòng nhận lấy, nói tự nhiên muốn mang, Diệp Thần, ngươi trước kia giúp ta như thế nhiều, ta hiện tại cũng muốn bước lên thần giúp ngươi chớ. Diệp Thần cười nói, rất tốt, chúng ta tổng không thể thật cả đời vây ở chỗ này. Ngươi thừa kế cỏ thần đạo thống, có lẽ có thể phá thời không phong tỏa, thoát khốn ra. Tôn Di nghe được có thoát khốn cơ hội, trong lòng động một cái, liền lập tức đeo lên hoa vòng. Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi, nhưng mà, đợi một lúc lâu, ở Tôn Di trên mình, cũng không có bất kỳ đặc thù khí tượng tản mát ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không có thể thừa kế cỏ mộ đạo thống. Diệp Thần chân mày nhất thời nếp nhăn chặt. Tôn Di sờ một cái trên đầu hoa vòng. Có chút lúng túng nói, Diệp Thần, ta tư chất căn cơ quá yếu, toàn dựa vào ngươi luân hồi máu nhân quả, mới lấy được cỏ nhỏ thần xem trọng. Cỏ này mộ đạo thống, ta có thể thừa kế, nhưng cần thời gian, bước lên thần không như vậy dễ dàng. Hoa này vòng vương miệt, hàm chứa hai đời cỏ thần lực lượng vĩ đại, trong đó mang theo nhân quả luật, chỉ có Tôn Di cái này người thừa kế, mới có thể thừa kế vương miệt bên trong lực lượng, người khác coi như cướp được vương miệt, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Bất quá, hai đời cỏ thần lực lượng, cuối cùng là quá to lớn liền một ít, Tôn Di muốn chấp trưởng mà nói, cần thời gian tiêu hóa.
vậy ngươi trước mang đi, từ từ đi, không gấp. Diệp thần có chút không biết làm sao, bất quá vậy không trách cứ tôn gì, dẫu sao hai đời cỏ thần lực lượng, thậm chí còn có rừng rậm sách rất nhiều khái niệm, đều không phải là nàng có thể nhẹ dễ tiêu hóa. Hắn để cho tôn gì tiếp tục mang hoa vòng, mang nàng ở luân hồi thiên quốc bên trong vui đùa, ăn uống vui đùa cả ngày, buổi tối lại ngủ chung một chỗ. Hai người trong lòng đều có điểm vô hình sợ hãi, nếu như thời không tuần hoàn thật sẽ phát sinh, vậy sáng sớm ngày mai, bọn họ sau khi tỉnh lại xảy ra bây giờ nơi nào? Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần và Tôn Di tỉnh lại, nhưng cảm thấy khắp cả người giá rét. Bọn họ không có nằm ở luân hồi thiên quốc trong tẩm cung, mà là trôi lơ lửng ở hư vô vũ trụ trên tinh không, cách đó không xa chính là vũ trụ biên hoang, phù văn đan vào tinh bích hệ âm thanh rõ ràng gặp. Đây là bọn họ ngày hôm qua nguyên điểm. Chúng ta trở lại nguyên điểm. Diệp Thần ngây ngẩn. Thời gian thật giống như cũng bị lại đưa. Tôn Di cũng là ngơ ngác xuất thần, chỉ Diệp Thần cổ. Nàng tối hôm qua và Diệp Thần ngủ chung thời điểm, ở Diệp Thần trên cổ trồng một viên ô mai. Nhưng hiện tại, cái đó đặc thù dấu môi son không thấy. Hoặc là nói, là thời gian bị lại đưa, cho nên Diệp Thần trạng thái thân thể, khôi phục lại đầu một ngày nguyên điểm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Di cổ, hắn tối hôm qua vậy trồng một viên ô mai, nhưng hiện tại cũng không có thấy bất cứ dấu vết gì. Hai người tối hôm qua lúc ngủ, động tác kịch liệt một ít, cầm quần áo xé rách không thiếu. Nhưng hiện tại, trên người hai người quần áo, đều là thật tốt, không có bất kỳ hư hại. Mà Tôn Di trên đầu hoa vòng, vậy quỷ dị biến mất không thấy. Điều này đại biểu, thời gian xác thực bị lại đưa. Đây thật là tà môn. Diệp Thần sống lưng có một cổ khí lạnh, thẳng xông tới, tay lộn một cái, liền lấy ra cái đó hoa vòng. Thời gian bị lại đưa, ngày hôm qua hắn giao cho Tôn Di hoa vòng, lại trở về hắn trên đầu. Không gian lại đưa, thời gian lại đưa, quỷ dị như vậy tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về vũ trụ biên hoang tinh bích hệ, một tiếng nổ, đột nhiên mở luân hồi nguyên thể, gió lốc lớn nổ, mãnh xông tới. Một đôi thiên đế cánh tay mở hết, dùng hết toàn lực bạo oanh ra. Phịch, quả đấm đánh vào tinh bích cột lên, to lớn va chạm, để cho được Diệp Thần xương cốt tan vỡ, thế nhưng tinh bích hệ, vậy như ngày hôm qua vậy, không nhúc nhích tí nào. Thấy vậy, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, muốn dựa vào man lực xông phá tinh bích hệ, xem ra là khả năng không lớn. Còn như Tôn Di, nàng thừa kế cỏ thần hoàng quan lực lượng, cần thời gian, nhưng thời gian lại bị lại đưa. Nàng nếu như không có thể nắm giữ cỏ thần lực, tự nhiên cũng không khả năng đến giúp Diệp Thần, đột phá tinh bích hệ. Chúng ta đi nơi khác đi tới lui. Diệp Thần trong lòng phiền muộn, mang Tôn Di, bay đến vậy trôi lơ lửng ở vũ trụ trong tinh không, to lớn nhất đôi rắn tròm sao trục cuốn trước. Trục cuốn đã hoàn toàn mở ra, phía trên đôi rắn đổ đằng, tản ra kinh tâm động phách tráng lệ. Diệp Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, bởi vì trục cuốn quá lớn. Tạo thành đôi rắn tròm sao đổ đằng mỗi một đường kẻ đường, cũng như ngân hà tinh mang vậy to lớn vĩ đại, sâu như trời hắc. Diệp Thần vuốt ve lúc đó, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tròm sao đường dây vĩ đại cùng minh mông. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn chấp chưởng đôi rắn tròm sao, vậy thì thật là nói vớ vẩn. Ngày này, Diệp Thần và Tôn Di, liền trôi lơ lửng ở tròm sao trục cuốn trước, học hỏi một ngày, thẳng đến ở giữa đêm. Bọn họ mạnh chống. Không để cho mình ngủ đi, muốn phải rõ ràng xem, khi đó không là như thế nào tuần hoàn. Nhưng, thời gian ước đến gần tử đêm, hai người liền cảm thấy mí mắt càng trầm nặng, giống như gặp phải cái gì nhân quả luật áp chế, cuối cùng ở tử đêm một khắc đến lúc tới, hai người hoàn toàn ngủ đi. Diệp Thần chỉ kịp, đang ngủ trước khi đi, ở trên MU bàn tay tìm một vết thương. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, hai người lúc tỉnh lại, quả nhiên lại trở về nguyên điểm. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, liền thấy hắn ngày hôm qua ở trên MU bàn tay vạch vậy vết thương, đã kỳ tích vậy hoàn toàn khép lại. Hoặc là nói, thời gian lại đưa, hắn trạng thái thân thể, cũng bị lại đưa. Quả nhiên lại bị lại đưa, vậy có phải hay không nói, ta coi như tự sát, ngày thứ hai cũng có thể sống lại. Diệp Thần nhếch mép, Tôn Di sợ hết hồn, nói, đừng làm chuyện ngu xuẩn, vạn nhất không lại đưa làm thế nào. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, hắn và người khác không cùng, luân hồi huyết mạch đặc biệt đặc thù,
hắn chỉ có một cái thời gian sợi tồn tại, chỉ có một cái mạng. Nếu như tự sát, vậy liền thật đã chết rồi. Cái này đôi rắn tròm sao thời không tuần hoàn lực, coi như lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể sống lại luân hồi chi chủ tánh mạng. Phụ thân, chúng ta là rơi vào trong bẫy dập liền sao? Muốn không muốn ta đi thử một chút, đánh vỡ cái bẫy này. Tiểu Cấm Yêu vậy cảm thấy được không được bình thường, cái này hai ngày hắn ăn rất nhiều nguyên ngọc, nhưng ăn hết nguyên ngọc, ngày thứ hai số lượng lại khôi phục. Mà trong cơ thể hắn tích lũy linh khí, thì trở lại nguyên điểm, không có một chút tiến bộ. Không cần, người vậy đánh không phá. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không cần thử, khi đó không tinh bích hệ, vững chắc hết sức, có thể cả ngày đế chủ thần, đều không thể oanh phá, Tiểu Cấm Yêu tự nhiên vậy không thể ra sức. Ta phải thử. Tiểu Cấm Yêu tính tình quật cường, liền trực tiếp từ luân hồi mộ địa bên trong sông ra, nội tức lay động, thân thể như thổi khí cầu vậy tăng, sau lưng sinh ra một đôi ác ma rực, hướng vậy tinh bích hệ bay sông tới, cả người yêu khí nhô lên, ở sau lưng hóa thành vạn yêu thiên tôn to lớn bóng người, một chưởng đánh ra. Oanh! Kinh thiên động địa một chưởng, đánh vào tinh bích cột lên, bộc phát ra sóng trùng kích, bắn ngược trở về. Thậm chí đem chu vi mấy trăm tỷ bên trong phạm vi tinh thần, toàn bộ nghiền bạo nghiền, uy lực to lớn. Nhưng mà, như thế uy lực to lớn, lại không thể dung chuyển tinh bích hệ chút nào. Ai yêu, phụ thân, ta tay thật là đau. Tiểu Cấm Yêu bị mình trưởng lực phản chấn đánh vào, lập tức liền đau được nước mắt cũng rớt xuống, sau lưng vạn yêu thiên tôn khí tượng tán loạn, ô ô khóc thút thít, rũ đầu bay trở về Diệp Thần trên bả vai. Quả nhiên! Cho dù là Tiểu Cấm Yêu, dựa vào man lực cũng không cách nào xông phá tinh bích hệ. Tôn Di thấy hắn bộ dáng như vậy, ngược lại cũng cảm thấy đáng yêu, bật cười, nói, Diệp Thần, cái này đứa nhỏ, là ngươi sủng vật sao? Diệp Thần còn chưa mở miệng, Tiểu Cấm Yêu liền quật cường nói, không phải, không phải, ta là phụ thân. Hài tử, ừ, hài tử. Tôn Di tiếng cười lớn hơn, nháy mắt nhìn Tiểu Cấm Yêu, nói, có thể cho ta sờ một cái không? Tiểu Cấm Yêu theo bản năng dục về phía sau, đồng thời dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tôn Di, còn hướng về phía nàng thử nhe răng, một bộ hung tợn hình dáng. Diệp Thần nói, đứa nhỏ, nếu như ngươi kêu ta phụ thân, vậy tỷ tỷ này, chính là ngươi nương thân. Ách, Tiểu Cấm Yêu ngây ngẩn, trong chốc lát không phản ứng kịp. À, thôi, ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần tức giận lắc đầu một cái. Đem Tiểu Hiện Cấm Yêu ném về luân hồi mộ địa bên trong đi, để cho hắn ở gió tiếng nói hồ tiên bên trong ngâm chữa thương. Thời gian lại qua một ngày, ngày hôm qua bị Tiểu Cấm Yêu lực lượng nghiền bạo rất nhiều tinh thần, hôm nay đã hoàn toàn khôi phục. Thời gian lại một lần nữa bị lại đưa. Thấy vậy, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, như vậy thời gian không ngừng luân hồi lại đưa, ngày nào mới là một đầu. Phụ thân, ta đau. Đây là... Tiểu Cấm Yêu từ luân hồi mộ địa nhảy ra, đứng ở Diệp Thần trên bả vai, rũ đầu nói. Thế nào, ngươi ngày hôm qua thương thế còn chưa lành sao? Diệp Thần tò mò nhìn hắn một mắt, theo lý mà nói, thời gian lại đưa, Tiểu Cấm Yêu thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Cấm Yêu nói, không phải, ta tay không đau, nhưng trong lòng cảm thấy đau, rút ra rút ra. Nghe vậy, Diệp Thần và Tôn Di nhìn nhau. Trong lòng rét một cái. Tôn Di nói, là hắn đạo tâm mài mòn. Diệp Thần gật đầu, biểu thị rõ ràng. Ở nơi này phiến không ngừng tuần hoàn thời không bên trong, mặc dù thời gian sẽ không bị đoạn lại đưa, nhưng năm tháng dấu vết, đau đớn tổn hại, sẽ tạo thành mài mòn, không ngừng tích lũy. Đến khi mài mòn tích lũy bùng nổ, đó chính là ngày dỗ đến lúc tới. Cẩn thận một chút, sau này không muốn bị thương nữa. Diệp Thần dặn dò. Tiểu Cấm Yêu hoảng vội vàng gật đầu, lại lầm bầm nói. Phụ thân, cái bẫy này, chúng ta có phải hay không cả đời cũng leo không đi ra ngoài? Diệp Thần và Tôn Di, đều là yên lặng, không có trả lời. Thời gian một ngày trôi qua, tháng một đi qua, một năm trôi qua, Tiểu Cấm Yêu nói tựa hồ ứng nghiệm, Diệp Thần và Tôn Di, thật khốn ở nơi nãy chạm bẫy bên trong, bó tay. Diệp Thần thử tất cả biện pháp, hắn thậm chí điên cuồng đến đem mình tất cả pháp bảo binh khí bảo vật, Titan thần hạp, Luân hồi thiên kiếm, Kim Trương thần ấn, Hoàng Tuyền đồ, Đại Thánh tặng âm đàn, Luân hồi thiên quốc, Bụi gai ngai vàng, toàn bộ hiến tế hết. Hắn khẩn cầu lấy hiến tế bùng nổ uy lực,
xông phá tinh bích hệ, đột phá ra ngoài. Ở Diệp Thần đáng sợ hiến tế dưới sự xung kích, vậy tinh bích hệ bị to lớn rung chuyển, thậm chí xuất hiện từng cái kẽ hở, nhưng tiếc là vẫn không thể đánh vỡ. Tới ngày thứ hai, thời gian lại đưa, bị Diệp Thần hiến tế rơi đồ, lại toàn bộ trở về, vậy tinh bích cột lên kẽ hở, vậy toàn bộ không thấy, hết thảy đều bị lại đưa. Duy nhất không có bị lại đưa, là dấu vết hư hại. Diệp Thần hiến tế rơi đồ, tuy trở về, nhưng nhiều một tầng dấu vết hư hại, nếu như hắn tiếp tục kiên trì hiến tế mà nói, những bảo vật này có thể thật sẽ hoàn toàn hủy diệt, lại cũng không về được, mà hắn vậy không ra được, không lãng phí đồ, phí của trời. Thấy vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể dừng lại hiến tế. Còn như luân hồi huyền bia, Diệp Thần vậy điên cuồng đến nghĩ tới hiến tế, nhưng mà, luân hồi huyền bia phảng phất có lực lượng nào đó tồn tại, lại thì không cách nào bị hiến tế. Còn có thiên đế linh khiếp, vậy là đặc biệt đặc thù pháp bảo, cùng luân hồi vãng thế thư có liên quan, lúc ban đầu chế tạo mục đích, chính là dùng để trang sách, cũng không cách nào hiến tế. Cái này từng năm trôi qua, Diệp Thần tất cả thủ đoạn, cũng tuyên cáo thất bại. Năm tháng vội vã, đã là ngàn năm trôi qua. Nột ngàn năm này thời gian, mỗi một ngày đều bị không ngừng lại đưa, vô hạn luân hồi. Ngoại giới đi qua nhiều ít thời gian, bọn họ cũng không biết, có thể bất quá là ngay lập tức thôi, cũng có thể ngừng trước. Lấy Diệp Thần và Tôn Di Tu Vi, ngàn năm mài mòn, không coi vào đâu, bọn họ còn có thể ung dung chịu đựng. Còn như Tiểu Cấm Yêu, hắn mới vừa ra đời còn không bao lâu, ngàn năm mài mòn, ở giữa không có bất kỳ thiên địa linh khí tư bổ điều dưỡng, hắn là không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể thống khổ hướng Diệp Thần tuyên cáo, hắn cũng phải xem Cầm Đế Thiên Tôn như vậy, trước ngủ say một đoạn thời gian, chờ đợi chuyển cơ cứu viện. Tiểu Cấm Yêu và Cầm Đế Thiên Tôn, cũng ngủ say. Diệp Thần và Tôn Di ngày, nhàm chán rất nhiều. Càng cuộc sống nhàm chán, còn ở phía sau, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày lại đưa, 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, triệu năm. Đã là mấy triệu năm thời gian trôi qua, Diệp Thần và Tôn Di, còn không có thoát khốn. Còn như bên ngoài vô vô thở ý không, chân chính mất đi thời gian, có thể cũng chỉ mấy hơi thở. Cái này phiến vô hạn tuần hoàn đôi rắn vũ trụ, thời không quy luật và ngoại giới hoàn toàn không cùng, nơi này đi qua mấy triệu năm, bên ngoài chỉ trải qua mấy hơi thở thời gian, thậm chí có thể chỉ là bắn ra chỉ. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn vạn năm, mấy chục triệu năm, trăm triệu năm. Lúc ấy gian mất đi tiêu chuẩn, đạt tới lệnh trăm triệu năm đáng sợ trình độ sau đó, Diệp Thần và Tôn Di, rốt cục thì cảm nhận được liền năm tháng dấu vết hư hại. Năm tháng mài mòn không ngừng tích lũy hạ, hai người đạo tâm bắt đầu lay động, xuất hiện chập chờn, khó mà lại giữ đầu óc tỉnh táo. Lúc ấy gian kéo vừa được trăm tỷ năm sau, nguyên bản một thành không đổi tinh không, bởi vì năm tháng hư hại không ngừng tích lũy, từng vì sao chết chết đi. Cuối cùng, có ở đây không biết qua nhiều ít trăm triệu năm sau, trong vũ trụ tất cả tinh thần, toàn bộ chết, toàn bộ vũ trụ rơi vào tuyệt đối vắng lặng. Ở vô biên vô tận lạnh như băng cùng cô độc bên trong, Diệp Thần và Tôn Di, cũng không biết vượt qua nhiều ít năm, trước mắt lạnh như băng hưu quạnh vũ trụ, ở thời gian và không gian quy luật lực lượng hạ, dần dần xuất hiện mới tinh thần. Làm sao dày đặc phủ đầy vũ trụ, chết đi đốm nhỏ lần nữa sáng lên, cũng không biết nhiều ít trăm triệu năm trôi qua, một cái kỷ nguyên thời gian, chính thức đi qua. Diệp Thần và Tôn Di, trước mắt tu vi cũng còn không có bước lên thần. Kỷ nguyên năm tháng rất lâu mài mòn, bọn họ nhưng là có chút không chịu nổi, cảm thấy tâm thần phiền não, da không còn trước kia bóng loáng. Diệp Thần Thái Sơ Sinh Diệt nói, ở chỗ này nhưng là mất hiệu lực, không cách nào chậm tách ra năm tháng mang tới mài mòn. Đây chính là cảnh giới tu vi tầm quan trọng. Nếu như là một cái thần đạo cảnh tu sĩ, đủ để chịu đựng kỷ nguyên mài mòn. Nhưng Diệp Thần, coi như hắn sức chiến đấu, có thể hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch. Nhưng tự thân cuối cùng cũng không có đạt đến thần đạo cảnh, đối mặt đếm lấy hàng tỷ năm kế kỷ nguyên năm tháng, hắn rất khó chịu đựng sau lưng mài mòn. Luân hồi mộ địa chấn động, Cầm Đế Thiên Tôn tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần gặp nguy hiểm, tỉnh lại. Cầm Đế tiền bối, người tỉnh. Diệp Thần cười khổ một tí, thấy Cầm Đế tỉnh lại, lại có chút mong đợi. Có lẽ, sự việc có chuyển cơ. Cầm Đế nhìn vòng quanh tinh không bốn phía. Bấm ngón tay tính toán, thở dài nói, sao trời, cũng đã tắt sống lại một lần, đã qua một cái kỷ nguyên liền sao? Còn không người tới cứu chúng ta.
Diệp Thần lắc đầu nói, không có. Cầm Đế nói, đúng rồi, nơi này tuy đi qua một cái kỷ nguyên thời gian, nhưng bên ngoài thời gian, có thể đi qua vẫn chưa tới 15 phút, người luân hồi trận doanh cao tầng cường giả, cũng không khả năng nhanh như vậy hạ xuống. Diệp Thần nói, Nhâm Tiền Bối còn đang ngủ, hắn sẽ không tới, hơn nữa ở chỗ này, tin tức vậy không truyền ra đi. Cầm Đế trong lòng trầm xuống, nói cũng vậy, hơn nữa đáng sợ hơn phải, nếu như cái này tuần hoàn thời không, từ bên ngoài bị phá vỡ nói, lập tức liền sẽ đưa tới thời không sụp đổ, chúng ta đều phải chết. Giống như trứng gà như nhau, chỉ có từ bên trong đánh vỡ, mới có thể tạo ra sinh mạng. Từ bên ngoài đánh vỡ nói, đó là tai họa ngập đầu. Diệp Thần nói, Tiền Bối, chúng ta muốn đi ra nói, còn được suy nghĩ một chút biện pháp khác, dựa vào người khác cứu viện là không được. Cầm Đế trầm ngâm một hồi, nói ta đây là có một cái biện pháp, có thể thử một chút. Diệp Thần và Tôn Di nghe vậy, trong lòng đều là đại động, cùng kêu lên hỏi, biện pháp gì? Bọn họ bị vây ở chỗ này, đã dài đến một cái kỷ nguyên thời gian, chỉ muốn mau sớm đi ra ngoài. Diệp Thần trong lòng lại muốn, một cái kỷ nguyên, cũng khó như vậy chịu đựng, thật không biết trước kia Nhâm Phi Phàm, ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua ngàn thế kỷ nguyên, rốt cuộc là làm sao làm được. Cầm Đế do dự nói, ta có thể thử nghiệm khải đàn nằm mộng xuân hiểu, đó là ta sáng chế uy lực lớn nhất bài hát, hơn nữa không phải ta một người sáng tạo, là ta và một cái kêu là hoàng giả thiên ảo thuật cao thủ, cùng phổ viết ra khúc đàn, coi như là chính ta, nghĩ xong nguyên trình diễn khúc này, vậy đặc biệt khó khăn. Diệp Thần nói, nằm mộng xuân hiểu. Hắn biết vậy nằm mộng xuân hiểu, là thập đại giang khúc xếp hạng thứ nhất tồn tại, uy lực to lớn đến liền Cầm Đế thiên tôn, đều không dám truyền thụ cho hắn, sợ hắn rơi vào xuân hiểu trong giấc mộng mặt, không cách nào thoát thân. Cầm Đế nói, đúng vậy, coi như là ta và hoàng giả trời, trình diễn nằm mộng xuân hiểu nói, đều cần dùng đến cửu tiêu hoàn bội cầm, nếu như không có cái đàn này, chúng ta qua loa trình diễn, ắt gặp cắn trả mà chết. Cửu tiêu hoàn bội cầm, là đệ nhất thiên hạ tên đàn, đã sớm bị hoa tổ hủy diệt. Diệp Thần trong tay có đại thánh tặng âm đàn, đây là được gọi là hạng nhì đàn, nhưng bàn về phẩm chất, và cửu tiêu hoàn bội cầm chênh lệch quá nhiều, cũng không có trình diễn nằm mộng xuân hiểu tư cách. Nếu là có thể thành công trình diễn nằm mộng xuân hiểu, ta có thể đem cái này vô hạn tuần hoàn đôi rắn thời không, đổi thành là mộng ảo giác. Chỉ cần các ngươi có thể từ trong mộng tỉnh lại, là có thể thoát thân. Cầm Đế nói, ra đây chính là hắn kế hoạch, trình diễn nằm mộng xuân hiểu, đem cái thế giới này biến thành một giấc mộng cảnh. Chỉ cần Diệp Thần và Tôn Di, có thể từ trong mộng tỉnh lại, bọn họ liền có thể phá hư vô hạn tuần hoàn thời không, thoát khốn ra. Diệp Thần thất kinh, nói, vẫn còn có cái loại này biện pháp. Cầm Đế gật đầu một cái, nhưng lại cau mày nói, ta ý tưởng tuy tốt, nhưng cái khó lấy thực hiện, coi như ta hy sinh cái này cái thần hồn, không để ý tánh mạng. Nhưng không có cửu tiêu hoàn bội cầm trợ lực, cũng khó mà tấu vang nằm mộng xuân hiểu, đại thánh tặng âm đàn phẩm chất còn chưa đủ. Hơn nữa, mộ chủ, lấy ngươi và Tôn Di Tu Vi, nói thật, muốn từ ta xuân hiểu trong giấc mộng tỉnh lại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Các ngươi ở nơi này phiến vô hạn tuần hoàn thời không bên trong, có lẽ có thể sống sót trên trăm cái kỷ nguyên thời gian, chờ đợi chuyển cơ, nhưng ở ta trong giấc mộng. Không ra mấy ngày, các ngươi sẽ bị trong giấc mộng xuân hiểu đêm mưa giết chết. Thật ra thì ở lúc mới bắt đầu nhất, Cầm Đế liền muốn qua cái biện pháp này, nhưng bởi vì khó mà thực hiện, hắn cũng không muốn hại chết Diệp Thần, cho nên liền chưa nói. Hiện tại một cái kỷ nguyên đi qua, sự việc còn không xuất hiện chuyển cơ, hắn mới đưa mình ý tưởng nói ra. Diệp Thần và Tôn Di nhìn nhau, hai người dĩ nhiên là không sợ cái gì mộng giết hại, bọn họ đã bị vây một cái kỷ nguyên thời gian. Nếu như có cơ hội thoát khốn, vậy không quản nguy hiểm gì, cũng dám đi thử nghiệm. Tiền Bối, chúng ta không sợ nguy hiểm gì, chỉ cần ngươi có thể tấu vang tựa bài hát kia. Không có cửu tiêu hoàn bội cầm, thì thật không cách nào tấu vang sao? Diệp Thần hỏi. Cầm Đế suy tư một hồi, nói, vậy mà nói, đúng vậy. Nhưng ta suy tính đến một cái phương pháp phá cuộc, chỉ cần ngươi hiến tế thiên đế linh khiếp, mượn thiên đế linh khiếp hiến tế lực. Tăng lên đại thánh tặng âm đàn lực lượng, có lẽ có thể giúp ta tấu vang nằm mộng xuân hiểu, hơn nữa ta có thể cũng sẽ không biến mất. Nhưng, thiên đế linh khiếp, cùng luân hồi vãng thế thư tương quan, vô cùng chân quý, người sợ người bỏ không được. Thiên đế linh khiếp,
là dùng để trang luân hồi vãng thế thư đặc thù cái dương, nếu như không có vật này, tương lai cho dù luân hồi vãng thế thư xuất thế, thế gian vậy không có bất kỳ vật gì, có thể chịu đựng được. Ngày này đế linh khiếp, đối ngày xưa luân hồi trận doanh mà nói, là vô cùng đồ trọng yếu. Nhưng Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái gì luân hồi vãng thế thư, quá mức hư không mờ mịt, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới có thể chế tạo ra tới. Ngày này đế linh khiếp, đối hắn mà nói, coi như chân quý, cũng không phải không thể hy sinh. Tiền bối, ta không có vấn đề, hiến tế cũng không sao, nhưng cái này thiên đế linh khiếp, tựa hồ hiến tế không? Diệp Thần nói, thật ra thì ở chỗ này trước, hắn vậy đã thử hiến tế thiên đế linh khiếp, nhưng cũng không có thành công. Vật này và luân hồi vãng thế thư có liên quan, tựa hồ là đặc biệt đặc thù tồn tại, không cách nào hiến tế. Cầm đế nói, có thể, chỉ cần đem ngươi luân hồi máu tươi bôi lên đi, liền có thể hiến tế. Diệp Thần trong lòng đại động, nói, phải không? Hắn lúc này sử dụng thiên đế linh khiếp, tâm tình cũng có chút kích động, nói. Vậy, cầm đế tiền bối, ta lập tức hiến tế thiên đế linh khiếp, giúp ngươi tấu vang nằm mộng xuân hiểu. Cầm đế vội vàng nói, đừng quá nóng nảy, chuyện này không phải chuyện đùa, tu được chuẩn bị thật tốt, ta và Hoàng giả thiên sáng tạo ra khúc này nơi biến thành mộng thế giới, là hết sức bưng nguy hiểm, thiên đế chủ thần rơi vào, đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Ngươi phải giữ thanh tỉnh vững chắc đạo tâm, mới khá tự âm khúc trong giấc mộng tỉnh lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ưm. Cầm đế nói, các người đạo tâm, đã có kỷ nguyên năm tháng mài mòn, ta trước vì các người hóa giải, ngồi xuống đi. Hắn nhảy ra đại thánh tặng âm đàn, bàn tay nhẹ nhàng để lên, liền bắt đầu trình diễn một khúc không sơn tân vũ. Diệp Thần và Tôn Di, ngồi xếp bằng xuống, nghe cầm đế khải đàn không sơn tân vũ, bữa giác tâm cảnh yên lặng, như có thanh mưa lướt qua, tim tỳ thoải mái, tinh thần đại chấn. Không thể không nói, cầm đế khúc đàn thành tựu, so với Diệp Thần là lợi hại hơn. Cái này kỷ nguyên năm tháng mài mòn, Diệp Thần mình đánh đàn không cách nào hóa giải, nhưng nghe đến cầm đế tiếng đàn, liền cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều. Mộ chủ, ta lại truyền cho ngươi nằm mộng xuân hiểu điệu nhạc, nhưng cái này khúc phổ, huyền ảo tinh thâm, ngươi tu vi còn chưa đủ, tùy tiện tiếp xúc, rất có thể có lõm sâu mộng cảnh nguy hiểm. Ta cầm bài hát bên trong. Cung thương sừng trưng vũ nốt nhạc giai điệu, toàn bộ đánh loạn, một cái nữa cái chuyển cho ngươi, cuối cùng lại nói cho ngươi chính xác nốt nhạc sắp hàng phương pháp, từ từ cầm bài hát này giáo hội cho ngươi. Tôn Di cô nương, ngươi cũng tốt hiếu học. Các ngươi chỉ có quen thuộc bài hát, tương lai rơi vào xuân hiểu mộng cảnh thế giới, mới có thể khôi phục thanh tỉnh đi ra. Cầm đế tuần tuần dặn dò nói. Diệp Thần và Tôn Di cùng kêu lên kêu, ưng. Thời gian kế tiếp. Bọn họ liền cùng cầm đế thiên tôn, tu tập nằm mộng xuân hiểu. Bài hát này, là thế gian hạng nhất khúc, bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu, coi như là lấy cầm đế thiên tôn đây, cũng không cách nào độc lập sáng tác đi ra, là muốn cùng một cái kêu là hoàng giả thiên ảo thuật cao thủ, phối hợp lẫn nhau, mới cuối cùng phổ tả ra khúc này. Mà vậy hoàng giả trời, đặc biệt khiêm tốn, công thành lui thân, cho tới mọi người cũng cho rằng, cái này nằm mộng xuân hiểu, là cầm đế một người độc chế. Không hề biết sau lưng hoàng giả thiên tồn tại. Cầm đế đem nằm mộng xuân hiểu khúc phổ, một cái nốt nhạc truyền cho Diệp Thần và Tôn Di. Tôn Di không có âm khúc cơ sở, thiên phú lại không đạt tới Diệp Thần, muốn học lại từ đầu, khá là khó khăn. Hai người từng cái nốt nhạc tu tập, cùng tất cả nốt nhạc cũng học biết, cầm đế lại dạy hai người chính xác thứ tự sắp xếp phương pháp, thận trọng một đoạn đoạn truyền thụ. Khúc phổ truyền thụ xong sau đó, cầm đế lại giảng giải bài hát này, vậy một đoạn sẽ mang đến biến hóa gì, nơi diễn hóa ra trong giấc mộng mặt, lại có hạng giết hại chỗ hung hiểm. Diệp Thần và Tôn Di nghiêm túc nghe nhớ, toàn bộ hành trình học được khá là gian khổ. Rốt cuộc, ở ước chừng tiêu phí mấy ngàn năm thời gian sau đó, Diệp Thần bước đầu nắm giữ nằm mộng xuân hiểu tinh túy. Diệp Thần có lòng tin, chỉ cần cho hắn phẩm chất đầy đủ đàn khí, hắn có thể đem bài hát này đánh tấu. Mà Tôn Di thì chỉ là bước đầu rõ ràng bài hát này cơ cấu, nốt nhạc sau lưng ẩn chứa rất nhiều giết hại hung hiểm vân. Còn như khải đàn, đó là chớ hòng mơ tưởng, nàng thiên phú và Diệp Thần kém được quá nhiều, lại học mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, vậy học không biết. Coi như nàng cầm nốt nhạc toàn bộ ghi nhớ, nhưng không thể hiểu được bài hát sau lưng ý cảnh tinh túy, coi như đánh tấu, vậy chỉ là trống không giai điệu,
sẽ không có bất kỳ uy lực. Tốt lắm, xong hết rồi, mộ chủ, người hiến tế thiên đế linh khiếp, ta cho ngươi trình diễn nằm mộng xuân hiểu. Khúc này tiếng vang, cái thế giới này liền sẽ đổi thành thành mộng, các ngươi đem tiến vào mộng bên trong, chúc các ngươi có thể thuận lợi tỉnh lại. Truyền thụ xong, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cầm đế đem đại thánh tặng âm đàn, đặt nằm ngang trước đầu gối, hơi thở thu liếm, ánh mắt ngắm nhìn vũ trụ trong hư không trôi lơ lửng đôi rắn tròm sao trục cuốn, đã làm xong khải đàn chuẩn bị. Dẫu sao mấy ngàn năm thời gian trôi qua, nên truyền thụ cho đồ, hắn đã hoàn toàn truyền thụ. Ừ, Diệp Thần sử dụng thiên đế linh khiếp, ở đầu ngón tay bước ra vài giọt luân hồi máu tươi, sức lên đi, liền chuẩn bị thử nghiệm hiến tế. Đúng rồi, mộ chủ, người như có thể thuận lợi thoát khốn, cùng sau khi đi ra ngoài, tốt nhất có thể giúp ta tra một chút hoàng giả thiên rơi xuống. Thật ra thì hoàng giả trời, chỉ là ta bạn bình thường. Hắn nói hắn muốn sáng tạo ra một môn chí cao mộng ảo thuật, muốn tìm ta hợp tác, ta đáp ứng. Chúng ta chung nhau phổ tả ra nằm mộng xuân hiểu, khiếp sợ thiên hạ, nhưng lại hắn 10 phần khiêm tốn, không có bại lộ mình danh tiếng, cầm nơi có danh tiếng công lao đều cho ta. Ta bị hoa tổ giết chết sau đó, hắn vậy bị liên lụy, gặp phải hoa tổ đuổi giết, tình huống chắc hẳn 10 phần thê thảm. Nhưng ta suy tính đến, hắn còn chưa có chết. Nếu như có thể... Người giúp ta tra một chút hắn ở nơi nào, cầm hắn kế đó luân hồi trận doanh, rất nhiều hắn một cái an ổn cuộc đời còn lại. Cầm đế than thở một tiếng, ánh mắt nhìn về thâm thúy vũ trụ hư không, nhớ lại ngày xưa chuyện. Hoàng gia thiên tuy chỉ là hắn bạn bình thường, nhưng dẫu sao cùng nhau phổ tả ra nằm mộng xuân hiểu, hắn vậy hoài niệm cảm kích rất. Hôm nay hoàng gia trời, ở ngày xưa hoa tổ đuổi giết chèn ép hạ, tất nhiên thê thảm. Hắn muốn ủy thác Diệp Thần. Thay thế chiếu cố. Hoàng giả thiên, được, tiền bối, ta nhớ. Diệp Thần gật đầu một cái, trong sâu thẳm, lại bắt được một cổ mịt mờ thần thuật thiên cơ. Hắn nội tâm đại chấn, nói tiền bối, truyền thuyết bên trong, 33 thiên thần thuật hạng thứ tư vạn hoa đồng huyết nhãn, có phải hay không cái này hoàng giả thiên sáng tạo? Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, cái này hoàng giả trời, cùng vạn hoa đồng huyết nhãn, tồn tại một chút nhân quả liên lạc. Cầm đế sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ bắt được một điểm này, hắn yên lặng sau một lúc, liền gật đầu nói. Đúng vậy, vạn hoa đồng huyết nhãn, đích xác là hắn sáng tạo, nhưng hắn đặc biệt khiêm tốn, cho tới bây giờ không bại lộ mình tồn tại, thế gian cơ hồ không người biết, hắn chính là vạn hoa đồng huyết nhãn thần thuật người sáng tạo, thậm chí liền hoa tổ cũng không biết. Diệp Thần nội tâm một hồi kích động, vạn hoa đồng huyết nhãn uy lực, hắn là thấy qua, là đệ nhất thiên hạ ảo thuật. Rất lợi hại. Cái này hoàng giả trời, có thể sáng tạo ra vạn hoa đồng huyết nhãn, ảo thuật tu vi nhất định là thông thiên triệt địa, coi như thế nào đi nữa suy yếu, có thể tìm được đối phương mà nói, cũng có thể đạt được thiên đại cơ duyên. Bất quá, việc cần kíp, dĩ nhiên là rời đi cái này phiến tuần hoàn thời không. Nếu như không thể thoát khốn, hết thảy đều là xa xỉ nói. Cầm đế vậy biết rõ một điểm này, nói thôi, mộ chủ, không nói những thứ này. Ta trước giúp ngươi thoát khốn, các ngươi chuẩn bị xong. Diệp Thần nói, Dứt lời, Diệp Thần lập tức phát động ý chí, hiến tế thiên đế linh khiếp. Rắc rắc, một cổ luân hồi huyết mạch, nhất thời từ thiên đế linh khiếp bên trên vọt lên, sức Diệp Thần luân hồi máu thiên đế linh khiếp, quả nhiên có thể bị hiến tế. Thiên đế linh khiếp nứt ra một cái lỗ, theo Diệp Thần hiến tế ý chí tâm niệm, càng ngày càng mãnh liệt, linh khiếp lên kẽ hở, cũng là càng ngày càng nhiều. Bàng bạc năng lượng khí tức bạo dũng ra. Cuối cùng, thiên đế linh khiếp hoàn toàn tuyên cáo bể tan tành, đại lượng luân hồi tinh hoa, vô cùng năng lượng, phóng lên cao, hóa thành một đạo năng lượng trụ. Đi đi. Diệp Thần tâm niệm vừa động, năng lượng đó trụ chính là hóa thành một cổ nước lũ, toàn bộ đi cầm đế trước người đại thánh tặng âm đàn đổ sông lên đi. Oanh! Đại thánh tặng âm đàn đạt được đại lượng luân hồi tinh hoa bơm vào. Lập tức toát ra trước đó chưa từng có kim quang, thần hy cuồn cuộn, phẩm chất thật to tăng lên. Giờ khắc này đại thánh tặng âm đàn, đã có trình diễn nằm mộng xuân hiểu tư cách. Cầm đế cũng nhận được không thiếu luân hồi lọc sạch bồi bổ, nhất thời tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng. Thiên đế linh khiếp hiến tế sau sinh ra năng lượng, 10 phần hùng hồn bàng bạc, vừa tăng lên đại thánh tặng âm đàn phẩm chất, vậy tăng lên cầm đế lực lượng. Diệp Thần chỉ hy vọng. Cầm đế trình diễn hoàn nằm mộng xuân hiểu sau đó, còn có thể giữ thần hồn năng lượng,
chưa đến nỗi biến mất. Nghe ta khải đàn, Cầm Đế một tiếng thét dài, hai tay bắt đầu kích thích dây đàn, một cổ tiếng càng như đề chim, như gió mưa thổi hoa rơi vậy thanh dương tiếng đàn, chính là chậm rãi từ hắn trong ngón tay, dòng nước chảy ra. Diệp Thần và Tôn Di, tay cặp tay, lắng nghe Cầm Đế tiếng đàn, dần dần cảm thấy tâm thần rung, khắp cả người sinh lạnh, giống như đưa thân vào mưa gió hoa rơi, khắp nơi để chim xuân hiểu thế giới. Bọn họ thấy cái này phiến đồi rắn thời không, vặn vẹo, từ vũ trụ minh mông tinh không, hóa thành một cái trong trẻo lạnh lùng sơn thủy thế giới. Cái này vùng núi nước thế giới, tiếng đàn đãng địch, chính là hàn xuân lành lạnh, mưa tặng hoa rơi, để chim bốn bay, chim ngói tiếng thê thiết, giữa trời đất khí lạnh xâm nghiêm. Diệp Thần và Tôn Di đều biết cái này là ảo cảnh mộng giác, bởi vì bọn họ tu tập qua nằm mộng xuân hiểu, biết vậy một đạo âm phù vang lên, sẽ xuất hiện vậy một chỗ ảo giác. Tiếng đàn kéo dài, ở trong trẻo lạnh lùng sơn thủy trong thế giới, xuất hiện một tòa nhà lá, có khói bếp lượn lờ dâng lên, trước nhà lá có đốt lửa than lò, Lục Nghĩ mới phôi rượu, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy ấm áp, muốn đi hơ lửa uống rượu. Có chút lạnh, Diệp Thần, chúng ta đi hơ lửa đi. Ở nơi này tòa nhà lá sau khi xuất hiện, Tôn Di ánh mắt thì trở nên được hoảng hốt, muốn đi hướng vậy nhà lá đi. Đừng đi, là ảo giác. Diệp Thần vội vàng kéo lại nàng, biết nàng đã sắp bị lạc ở ảo giác bên trong, không biết nơi này là mộng thế giới. Cái đó nhà lá là trong giấc mộng cạm bẫy, một khi tiến vào, liền cũng không đi ra được nữa. Nghe được Diệp Thần mà nói, Tôn Di đột nhiên thanh tỉnh, không khỏi được ra đầu tê dại. Bắt chặt Diệp Thần cánh tay, nói thật là nguy hiểm. Cái này nằm mộng xuân hiểu mộng thế giới, quá quỷ dị, nàng một khắc trước vẫn là thanh tỉnh, nhưng một khắc sau, thiếu chút nữa bị lạc, quên nơi này là huyễn mộng thế giới. Xuân càng mưa càng lớn, tích tí tách lịch, đánh vào Diệp Thần và Tôn Di trên mình, rất nhanh cầm bọn họ quần áo đều ướt đẫm. Hai người cắn răng kềm chế, biết đây cũng là ảo giác, nhẫn đi qua thì không có sao. Diệp Thần thấy ở hàn xuân xám mai bầu trời bên trong, xuất hiện đôi rắn tròm sao đồ đằng, cũng biết Cầm Đế cái này một khúc nằm mộng xuân hiểu, không chỉ là cầm hắn và Tôn Di kéo vào mộng, hoàn thành công đem vậy vô hạn tuần hoàn đôi rắn thời không, vậy chuyển hóa thành mộng. Nằm mộng xuân hiểu chỗ lợi hại nhất, đó là có thể để cho chân thật thời không thế giới, đổi thành mộng ảo tồn tại. Trong quá khứ mấy ngàn năm trong thời gian, Diệp Thần cũng nghe Cầm Đế miêu tả qua. Lúc ban đầu, Cầm Đế và Hoàng Già Trời, liên thủ phổ tả nằm mộng xuân hiểu thời điểm, hai người vậy tham khảo vượt qua kiểm tra tại cuối cùng vấn đề. Cái gì trật tự, mới thật sự là trung cực, hoàn mỹ trật tự. Hoàng Già Thiên cho ra mình câu trả lời, đó chính là đem cả thế giới, đổi thành ảo giác cùng mộng, người ở ảo mộng bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ thống khổ, như vậy có thể có được chân chính vô cùng vui. Cái này nằm mộng xuân hiểu, coi như là hắn bước đầu thử nghiệm. Cầm Đế khải đàn ra nằm mộng xuân hiểu sau đó, vặn vẹo thời không, để cho được toàn bộ đôi rắn thời không, cũng chuyển biến thành mộng thế giới. Có thể tưởng tượng được, cái này nằm mộng xuân hiểu, có đáng sợ dường nào, liền đôi rắn thời không đều có thể vặn vẹo. Xoát xoát xoát, mộng còn đang kéo dài, không sơn mưa xuân bên trong, xuất hiện từng cái sát thủ quần áo đen, xách đoản đao, trong mắt tóe ra sắc bén quang, hướng Diệp Thần và Tôn Di ám sát tới. Tôn Di lấy làm kinh hãi, nàng lúc này trên đầu mang cỏ thần hoa vòng, thấy rất nhiều sát thủ tấn công tới, lập tức mượn dùng cỏ thần lực, ở trong tay hóa ra một đoàn bích lục ánh sáng, liền muốn phát ra. Đừng động, đây là ảo giác. Diệp Thần bắt tay nàng, trực tiếp đem trong tay nàng ánh sáng đè bể. Xuất hiện trước mắt sát thủ quần áo đen, cũng là mộng cảnh một phần chia. Trong giấc mộng sát thủ, là giết người không chết, chỉ cần ngươi không tin. Đạo tâm không xuất hiện hỗn loạn, liền không có việc gì. Ngược lại, nếu như tin tưởng sát thủ tồn tại, thậm chí phản kích, vậy thì sẽ ở trong lòng, trồng chân thật hạt giống, cho rằng đây là một cái thế giới chân thật, vậy thì lại cũng không khả năng thoát khỏi đi ra ngoài. Tôn Di nhất thời tỉnh ngộ, thật ra thì trong quá khứ trong thời gian, Cầm Đế vậy cảnh cáo qua vô số lần, nhưng hôm nay đích thân trải qua, nàng hốt hoảng dưới, vẫn là thiếu chút nữa trúng chiêu. Thật may có Diệp Thần cảnh cáo, Tôn Di bình tĩnh lại, cắn răng, nhắm mắt lại, cũng không đi phản kháng sát thủ tập kích. Những sát thủ kia tập sát tới, một đao đao chém cắt ở trên hai người nhất thời máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất. Tôn Di mấy lần muốn phản kháng,
nhưng cũng nhịn được. Cùng những sát thủ quần áo đen kia thối lui, trên người hai người vết thương cùng đau đớn, nhưng là kỳ tích vậy biến mất. Đừng hoảng hốt, đều là mộng ảo giác, vượt qua liền tốt. Diệp Thần nắm Tôn Di tay, nói. Cái này một sóng mộng ảo giác sau này, hạ một sóng đánh tới, cũng không phải sát thủ, mà là tất cả man hoang cự thú, từ trong núi lao ra, gầm thét chấn thiên. Tôn Di tim căng thẳng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Diệp Thần kéo nàng, lắc đầu một cái, cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Tôn Di thoáng an tâm, cũng biết đây là mộng một phần chia. Hai người tại chỗ đứng, cứng rắn bị rất nhiều man hoang cự thú chà đạp, cảm giác thân thể đều sắp bị đạp thành thịt nát, đến khi đau đớn đi qua, phục hồi tinh thần lại, hết thảy cũng lại bình yên vô sự. Tiếp theo, ảo giác giết hại, một sóng tiếp một sóng. Sát thủ, cự thú, thiên băng, đất đá lưu, động đất, lũ lụt, binh tai, phong tai vân. Vân, vô số đáng sợ ảo giác đánh vào, nhưng Diệp Thần và Tôn Di cũng chịu đựng xuống. Đến cuối cùng, tất cả mộng cảnh giết hại đi xa, ở giữa thiên địa, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, chỉ có hàn xuân mưa lạnh, không ngừng tung bay lên cao. Cái này phiến mộng thiên địa, màn đêm buông xuống xuống, ban đêm tiếng mưa gió, Diệp Thần và Tôn Di đứng ở hoang dã bên trong, thừa nhận đêm mưa tập kích, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Những thứ này lạnh ý, cũng không phải ảo giác, mà là mộng xâm nhập bọn họ ý thức, mang cho bọn họ lạnh như băng thấu xương cảm thụ. Cái này xuân hiểu đêm mưa, chỉ có thể dựa vào tự thân đạo tâm, cứng rắn vượt qua. Nếu như đạo tâm không đủ cường đại, đêm mưa tưới tắt tâm hỏa, người liền chết. Diệp Thần vận chuyển võ tổ đạo tâm, cắn răng chống đỡ, chỉ mong Tôn Di cũng có thể chống đỡ đi qua. Tôn gia Di quyền rút thành một đoàn, run lẩy bẩy. Diệp Thần vô cùng đau lòng nhìn, nhưng cái này xuân hiểu đêm mưa xâm nhập giết, chỉ có thể dựa vào mình vượt qua. Hắn cũng không cách nào đến giúp Tôn Di, cưỡng ép tương trợ, ngược lại có thể hại nàng. Thật may, Diệp Thần thấy ở Tôn Di trên đầu, vậy cỏ thần hoa vòng, đang tản mát ra lệ dĩnh lục quang, bảo vệ Tôn Di. Có cỏ này thần hoa vòng bảo vệ, có lẽ Tôn Di có thể tới ngay đây. Chỉ cần nàng không chết, có cỏ thần lực lượng chống đỡ, nàng sớm muộn có thể quật khởi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Thần cảm thấy chung quanh nước mưa dừng lại, gió chỉ hơi thở, màn đêm tảng sáng, mảnh thế giới này nhanh chóng đổi được một phiến quang minh, thậm chí quang minh được có chút nhức mắt. Diệp Thần ánh mắt hơi nheo lại, cùng hắn một lần nữa mở hai mắt ra, nhưng phát hiện mình đã từ mộng trong thế giới đi ra. Trước mắt, là thiên nữ, mộ thiên châu, lâm chấn nhạc các người, còn có vô số ma vật, ở chung quanh mắt lom lom. Ta đi ra, đây là ngoại giới. Không còn là vậy không ngừng nghỉ khốn cảnh, rốt cuộc thoát khốn. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, cảm đến đỉnh đầu lạnh buốt, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng thấy một bức trục cuốn, phía trên in đôi rắn tròm sao đồ đằng. Vậy trục cuốn phơi bày cổ xưa bằng đá, ông ông tác hưởng, giờ phút này dần dần hóa thành nhỏ vụn ánh sáng, như ngàn vạn điều đom đóm vậy, tụ vào Diệp Thần thiên linh cái. Oanh! Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần trong đầu tràn vào rất nhiều minh mông quy luật nghĩa sâu xa, thời gian cùng không gian bí ẩn, như nước lũ vậy hung hăng đánh thẳng vào hắn. Hắn tựa như thấy được vô số năm tháng thời không dấu vết, ở mình trước mắt lướt qua. Những thứ này năm tháng thời không sau lưng, đều có không hai cái cổ rắn bóng dáng, đó chính là thời không đôi rắn, giống như mãi mãi không đổi tồn tại, vĩnh viễn duy trì đầu đuôi tướng nuốt, hoàn mỹ tuần hoàn hình dáng. Một đạo động trời thần mang. Từ Diệp Thần đỉnh đầu vọt lên, mang thời gian cùng không gian lực lượng vĩ đại, lập tức liền nghiền nổ song xà ma sơn, cả ngọn núi nhạc nổ tung, hóa thành vô số loạn thạch ở trong nước biển phóng. Cuồng bạo uy mãnh thời không quy luật chập chờn, ở sông lên nổ song xà ma sơn sau đó, vậy giải khai tầng tầng nước biển, xuyên qua thiên ma tinh hải, trên ngất trời khung, tại thiên khung bên trong, hình chiếu ra đôi rắn tròm sao đồ đằng. Giờ khắc này, thiên nữ, mộ thiên châu, Lâm Chấn Nhạc các người, còn có Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Sở Băng tiếng nói các người, hoàn toàn kinh hãi. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người ánh sao chấm, thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật không ngừng luân chuyển, hơi thở khoáng đạt thật lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, như nắm giữ thời không thần minh, nhất niệm gian liền có thể tiêu diệt chư thiên. Toàn bộ vô thời ý không, vậy đang chấn động. Bỏ mặc ở biết bao xa xôi xó xỉnh,
đều có thể thấy đôi rắn tròm sao đồ đằng bóng dáng. Tất cả mọi người đều biết, vào giờ khắc này, Diệp Thần chấp trưởng đôi rắn tròm sao, thừa kế vĩ đại nhất thời không lực. Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, Nhâm Phi Phàm vốn là đang ngủ say, cũng bị thức tỉnh, chỉ cảm thấy đầu biến dạng vậy đau đớn, hắn thấy bầu trời đôi rắn tròm sao, tự lẩm bẩm. Diệp Thần thằng nhóc này, lại có thể lấy được to lớn như vậy cơ duyên. Bất quá, hắn đã bại lộ, ở tử thần giáo đoàn lãnh địa bên trong, chỉ có một con đường chết. Ta phải hạ xuống. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm cũng không để ý đầu đau đớn, liền muốn hạ xuống đi tử thần giáo đoàn. Nhâm huynh, bình tĩnh. Lúc này, Thượng Hoàng Thiên Cung Phật quang sáng chói, một đạo to lớn màu vàng bóng người nổi lên, vươn tay ngăn lại Nhâm Phi Phàm đường đi, chính là Phật Tổ. Phật Tổ, người muốn theo ta cùng nhau hạ xuống sao? Nhâm Phi Phàm nói. Phật Tổ trầm giọng nói, không, ta là tới ngăn cản ngươi. Ở tử thần giáo đoàn lãnh địa, người ta nếu như hạ xuống, đó hơn phân nửa là không ra được. Nếu như là ở đất vô chủ tác chiến, vậy Phật Tổ không sợ người bất kỳ. Nhưng ở tử thần giáo đoàn địa bàn, cho dù là hắn, vậy không chắc chắn đối kháng Thiên Khải Chí Tôn. Nhâm Phi Phàm nói, vậy muốn xem Diệp Thần chết. Phật Tổ nói, đừng lo lắng, hắn là đại khí vận người, không như vậy dễ dàng chết, ta tin tưởng hắn có thể thoát khốn đi ra. Đừng quên, trong tay hắn có một đạo đế rơi vũ trụ phù chiếu, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng, không người có thể giết chết hắn. Ngươi cùng ta tới, ta tra được một chút đế rơi vũ trụ tin tức. Nhâm Phi Phàm trong lòng rét một cái, cũng nhớ tới Diệp Thần có đế rơi vũ trụ phù chiếu, đúng là không cần quá lo lắng, liền gật đầu một cái, đi theo Phật Tổ đi. Mà lúc này, to lớn thiên ma tinh hải, đã xuất hiện một cái rãnh vậy lỗ hổng, đó là Diệp Thần trên mình bộc phát ra thời không lực, tạo ra thiên ma tinh hải, xuất hiện nguy nga khí tượng. Nước biển cuồn cuộn, dọc theo thời không vách đá, như thác vải vậy xông lên rơi xuống, mười phần nguy nga. Diệp Thần treo lơ lửng trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Hắn liền thấy, vô số ma vật, cũng sợ hãi hắn hơi thở, chật vật chạy trốn rời đi. Tôn Di đang phát run, trên đầu cỏ thần hoa vòng, không ngừng tách thả ra sáng chói lục mang, nàng bi thương thương xót nhìn về phía Diệp Thần, nói. Diệp Thần, ta lạnh quá, đầu cũng tốt đau. Diệp Thần ánh mắt ngây ngốc, lập tức liền nhìn ra, Tôn Di mới vừa từ Xuân Hiểu đêm mưa trong giấc mộng thoát khỏi, đêm mưa thấu xương mang tới lạnh như băng, còn như phụ cốt thư vậy, vẫy không đi. Mà cỏ thần hoa vòng, vậy chảy ra vô cùng là kinh khủng năng lượng, không ngừng bơm vào nhập nàng trong cơ thể. Như vậy năng lượng, đối như vậy trạng thái Tôn Di mà nói, là khó mà tiếp nhận, cho nên nàng nhức đầu vô cùng. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần cảm thấy phương xa, có tử thần giáo đoàn cao tầng cường giả, đang cấp tốc phóng tới. Tiểu Cấm Yêu, tỉnh lại cho ta, lập tức mang mẹ ngươi rời đi. Trốn thiên ma tinh hải chỗ sâu đi, mau. Diệp Thần thức tỉnh Tiểu Cấm Yêu, chợt quát lên. Tiểu Cấm Yêu từ luân hồi mộ địa bên trong tỉnh lại, một mặt ngẩn ra, nhưng nghe đến Diệp Thần tiếng quát, cũng là nhanh chóng phản ứng, tung người nhảy ra, liền mang theo Tôn Di rời đi, đi thiên ma tinh hải chỗ sâu lẻn đi. Hôm nay Tôn Di, trạng thái thân thể không ổn, không cách nào ngày rời đi ma tinh biển, nếu không ngoại giới quy luật lực lượng, có thể sẽ đem nàng ép vỡ. Hơn nữa, tử thần giáo đoàn cao tầng cường giả, lập tức tới sát, nàng cũng không khả năng rời đi. Diệp Thần có thể làm, chính là để cho Tiểu Cấm Yêu mang đi nàng, trốn trước. Thiên ma tinh hải lớn như vậy, chỉ cần Tôn Di trốn, che giấu hơi thở, cùng nàng tương lai hoàn toàn thừa kế cỏ thần hoàng quan lực lượng, vậy cũng không cần người bất kỳ cứu, nàng có thể lấy thần minh dung mạo, nghịch giết ra, không người có thể ngăn trở nàng. Diệp Thần. Tôn Di không muốn rời đi Diệp Thần, nhưng đau đầu dữ dội, cũng không cách nào nói gì nữa, cuối cùng bị Tiểu Cấm Yêu mang đi. Thiên Nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, cũng không có ngăn trở. Bởi vì bọn hắn lúc này, hoàn toàn chấn nhiếp tại Diệp Thần khí thế cường đại. Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Sở Băng tiếng nói đám người ánh mắt, cũng là mang kinh hãi ý, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đã chấp trưởng đôi rắn tròm sao, trên mình bộc phát ra thời không uy áp, chân thực quá mãnh liệt, để cho toàn trường tất cả người, cũng không thở nổi, cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn bốn phía, thấy được một cái gãy nhào đàn cổ, chính là Đại Thánh tặng âm đàn. Còn như cầm đế,
hắn bóng người đã không có ở đây. Cầm đế cuối cùng là mất mạng. Diệp thần bắt được thiên cơ, cũng biết cầm đế trình diễn nằm mộng xuân hiểu sau đó, cuối cùng là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Tiền bối, ta nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Diệp thần khẽ cắn răng, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như không phải là cầm đế liều chết tương trợ, hắn căn bản không có thể thoát khốn ra, càng không thể nào nắm trong tay đôi rắn tròm sao. Hôm nay cầm đế biến mất, hắn tương lai có năng lực nói, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp sống lại. Vậy vô hạn tuần hoàn đôi rắn thời không, thành công bị cầm đế đổi thành thành mộng, Diệp thần hôm nay từ trong giấc mộng tỉnh lại, tự nhiên cũng là thoát khốn ra, cũng nhận được thời không đôi rắn đồng ý. Diệp thần hơi ngưng thần một cái, liền cảm thấy trong lòng có vô số thời gian pháp tắc, không gian quy luật bí ẩn dòng nước chảy qua. Những thứ này thời không quy luật, 10 phần cổ xưa, so với hắn trước kia tiếp xúc qua thời không quy luật, không biết mạnh mẽ nhiều ít, mang theo một cổ nguyên sơ lực lượng, là không gian thời gian ngọn nguồn, vĩ đại mênh mông. Như vậy mạnh mẽ mênh mông thời không quy luật, lấy Diệp thần vô lượng cảnh tầng 8 thiên tu vi, là rất khó nắm trong tay, vậy rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng hiện tại, hắn mới vừa đạt được đôi rắn tròm sao, có lúc không đôi rắn chúc phúc, đủ để ngắn ngủi nắm trong tay, cho nên uy chấn toàn trường, không người dám ngẩng mặt. Không gian phong tỏa. Diệp thần vung tay lên, từng cái quy luật dây nhỏ đánh ra, cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình hộp không gian, đem chu vi vạn dặm vùng biển phong tỏa ở, ngăn cách người ngoài. Cái này không gian phong tỏa, tuy nói không có thể chân tránh ngăn trở tử thần giáo đoàn cao tầng cường giả, nhưng chí ít có thể trì hoãn một tí bọn họ bước chân. Ở tử thần giáo đoàn cao tầng đến trước, Diệp thần đủ để nghiền ép thiên nữ. Diệp thần ánh mắt, nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ thân thể, lập tức run rẩy, cảm thấy vô cùng sợ hãi, quay đầu chạy. Nàng biết, chấp trưởng đôi rắn tròm sao Diệp thần, đã là vô địch tồn tại, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng, nàng tuyệt đối không thể nào đối kháng. Thiên nữ, không cần chạy. Diệp thần vung tay lên, một cổ không gian phép tắc lực lượng bộc phát ra đi, ở trên trời nữ trước mặt tạo thành một tầng không gian cự vách đá. Phịch, thiên nữ đối diện đụng tại không gian cự trên vách, nhất thời sưng mặt sưng mũi, 10 phần chật vật lui về phía sau. Diệp thần tay lại vung lên, mấy cái không gian dây nhỏ xen lẫn thành một cái không gian cũi, đem thiên nữ hoàn toàn khóa. Thấy Diệp thần thủ đoạn, toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Bàn về chân thực sức chiến đấu, thiên nữ đủ để chém chết thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, nhưng vào thời khắc này Diệp thần dưới quyền, nhưng giống như con kiến hôi nhỏ bé, trong nháy mắt liền bị trấn áp phong tỏa. Diệp thần, người muốn giết ta. Thiên nữ trong mắt toát ra to lớn không cam lòng. Nàng không cách nào tưởng tượng, chấp trưởng đôi rắn tròm sao sau Diệp thần, lại có thể cường đại đến tình cảnh này, lập tức liền trấn áp nàng. Thật ra thì, nàng trên đầu có mấy lá bài tẩy còn không dùng. Nhưng Diệp thần không gian uy áp bao phủ tới đây, nàng bài tẩy gì đều không thi triển được, như đợi làm thịt dê con. Diệp thần khóe miệng gợi lên một chút lãnh khốc độ cong, nhìn xem Sở Băng tiếng nói, hướng nàng nói. Sở cô nương! Ta để cho thiên nữ làm ngươi người chết thế, để cho nàng thay thế ngươi, đi cho kiếm tử tiên trần nhúng kiếm, như thế nào? Sở Băng tiếng nói thân thể mềm mại run lên, ấp a ấp úng nói ta, nàng dĩ nhiên là chẳng muốn đưa vào hỏa lò, bị nhúng kiếm mà chết, nhưng nàng trời xanh tính hiền lành, nhưng cũng không muốn tổn thương người khác, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Hàn Diễm vui vẻ nói, cứ quyết định như vậy, đại ca, người cầm thiên nữ giao cho ta. Ta mang đi cho kiếm bên trái dùng. Hắn lại vỗ vỗ Sở Băng tiếng nói đầu vai, nói, Băng tiếng nói muội muội, ngươi liền yên tâm đi về nhà đi, ngươi không cần chết, người đáng chết là thiên nữ. Ngươi đừng quên, trước thiên nữ ở gia tộc các ngươi, cũng làm không thiếu buồn nôn chuyện, nàng là các ngươi Sở gia cửu nhân. Sở Băng tiếng nói nghe lời nói này, lung tung kia ánh mắt cũng thay đổi được kiên định, nói, ừ, vậy ta phải về nhà. Y nói. Nàng vậy đồng ý, để cho thiên nữ thay thế nàng đi chết. Trước đây thiên nữ ở Sở gia, từng hủy diệt Diệp thần luyện chế một lò đan dược, đưa đến Sở Băng tiếng nói ca ca Sở Phong, không cách nào tu thành tử vong kiếm, cũng không cách nào xuất chiến thiên tiệm cung, cuối cùng phải dựa vào Diệp thần ra tay. Thiên nữ còn muốn cướp đoạt Sở gia chí bảo, Viêm Thiên Đế đùi phải, Sở Băng tiếng nói cũng đã nghe nói qua. Lúc này nếu như nàng lại bảo vệ thiên nữ mà nói,
không khỏi có chút lấy đức báo oán, làm sao để báo đức. Diệp Thần nghe được Sở Băng tiếng nói đồng ý, ánh mắt liền đổi được xâm nghiêm, nhìn về phía thiên nữ nói, thiên nữ, đáng tiếc không thể tự tay giết chết ngươi. Ngươi đã từng là nuôi heo kế hoạch, cho ta kiểm vô số cơ duyên, ta rất là cảm kích, cho dù ngươi là vì cuối cùng giết ta. Chúng ta đã từng có một đoạn cảm tình, ta cũng nhớ, đáng tiếc ngươi đại khái là quên mất. Ngươi ta tới giữa, luân lạc tới ngày hôm nay tình cảnh này, không thể trách ta, là ngươi quá tàn bạo, không chỉ là muốn giết ta, còn muốn tiêu diệt ta toàn bộ luân hồi trận doanh người, ta không thể lưu ngươi. Ngày xưa rất nhiều ân oán, hôm nay tới đây thôi. Dứt lời, Diệp Thần không có nói nhảm nữa, vung tay lên, cái đó phong tỏa thiên nữ không gian cũi, liền rơi xuống hàn diễm trước mặt. Thiên nữ thân thể run lên, vành mắt lại vào thời khắc này đỏ lên, rơi xuống một giọt nước mắt. Hàn đệ, lập tức mang đi thiên nữ, thừa dịp tử thần giáo đoàn người còn chưa tới. Diệp Thần quát to một tiếng, ngón tay nặn quyết, hóa ra một cái không gian lối đi, một mực đi thông thiên ma tinh hải ra. Hàn Diễm không dám thở ơ, lập tức phát lên cái đó không gian cũi, đạp không gian lối đi, bước nhanh chạy như bay. Từ giờ khắc này, thiên nữ là được Sở Băng tiếng nói người chết thế, nàng đem sẽ thay thế Sở Băng tiếng nói, trở thành kiếm tử tiên trần nhúng kiếm vật liệu. Cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ. Sở Băng tiếng nói vừa cảm thổn thức, lại khó mà che giấu mạng sống vui sướng, trong lòng mười phần cảm kích, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy sùng bái kính mến ý. Diệp Thần thật là quá vô địch, giờ phút này xẻ thịt toàn trường, bá đạo như quân vương, để cho được Sở Băng tiếng nói cũng là chân thành không dứt. Băng tiếng nói muội muội. Lâm Chấn Nhạc thấy Sở Băng tiếng nói bộ dáng như vậy, trong lòng mười phần không phải mùi vị, vừa cảm chua xót, vừa ghen tị. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, liếc về hướng Lâm Chấn Nhạc, nói, làm sao, ngươi khó chịu. Lâm Chấn Nhạc cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, đạo tâm thiếu chút nữa cũng hỏng mất. Cả người rơi vào vô cùng khủng hoảng lớn, khoát tay lia lịa nói, không phải, không phải. Không có, không có. Chấp trưởng đôi rắn tròm sao Diệp Thần, vậy bộc phát ra thời không uy áp, chân thực quá quá mãnh liệt cùng vô địch, thần đạo cảnh bên trong, tựa như không người nào có thể ngăn cản. Coi như là xuất thân đạo tông, tâm tính vô cùng bền bỉ trầm ổn Lâm Chấn Nhạc, ở tiếp xúc tới giờ phút này trạng thái Diệp Thần ánh mắt sau đó, cũng thiếu chút nữa muốn tan vỡ. Hoàn toàn không thể đối kháng, trong lòng chỉ có sợ hãi, chấn động tùng, kinh hãi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo to lớn bạo tiếng, từ ngoài vạn dặm truyền tới. Diệp Thần thân thể hơi lắc lư một tí, biết là tử thần giáo đoàn cao tầng cường giả, chính tại công kích hắn bày ra không gian phong tỏa. Hắn không nhìn được bao nhiêu thời gian. Mộ Thiên Châu. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thấy Độc Cô Già La còn bị khốn khóa, ánh mắt liền nhìn về Mộ Thiên Châu. Mộ Thiên Châu tại chỗ quỳ xuống, bình bịch bịch cho Diệp Thần dập đầu, mặt đầy sợ hãi nói, luân hồi chi chủ, đừng giết ta, đừng giết ta. Diệp Thần cười nói, lúc đầu ngươi vậy sẽ sợ hãi sao? Ta còn lấy là ngươi là gỗ con rối, là sẽ không sợ hãi. Mộ Thiên Châu chỉ là cười khổ, nào dám trả lời. Giờ phút này Diệp Thần uy thế, đích thực quá đáng sợ, hắn cũng không dám chống lại, không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Ở Độc Cô Già La trước mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không loạn hạ sát thủ, nói. Mau đưa Già La cô nương thả. Mộ Thiên Châu nói, phải phải phải. Hắn lập tức thu hồi tiên thiên độn long thung pháp bảo hư ảnh, thả Độc Cô Già La. Đa tạ. Độc Cô Già La cảm kích nhìn Diệp Thần một mắt, từ Sở Băng tiếng nói cầm trong tay hồi dù đen, mình trống. Nàng là toàn bộ trận duy nhất dám nhìn thẳng Diệp Thần người. Già La cô nương. Nhờ người bảo vệ Hàn Diễm, để cho hắn có thể thuận lợi rời đi nơi đây. Diệp Thần khẩn cầu nói. Hàn Diễm tuy mang đi thiên nữ, nhưng cái này bên trong dẫu sao là tử thần giáo đoàn lãnh địa, hắn có thể hay không thuận lợi đi ra ngoài, cũng là một cái vấn đề. Nếu là hắn thất bại, thiên nữ bị tử thần giáo đoàn người cứu đi, vậy thì dã tràng xe cát. Độc Cô Già La vậy biết rõ một điểm này, con mắt nhìn xem Sở Băng tiếng nói, sờ một cái đầu tóc nàng. Nàng biết, nếu là không có thiên nữ cái này người chết thế, Sở Băng tiếng nói nhất định là phải chết. Nàng cảm kích Sở Băng tiếng nói mới vừa che dù chi nghị, tự nhiên sẽ không để cho một điểm này phát sinh, liền gật gật đầu nói. Luân hồi chi chủ, người yên tâm,
ta sẽ bảo đảm đem thiên nữ đưa đến kiếm tử tiên trần trong tay. Dứt lời, nàng liền che dù, bước lên Hàn Diễm mới vừa bước lên không gian lối đi, nhìn như dáng người nhẹ chậm, nhưng chớp mắt một cái lúc đó, đã không thấy bóng dáng. Diệp Thần thoáng an tâm, biết Độc Cô Già La mạnh mẽ, muốn hộ tống Hàn Diễm rời đi, vậy là đủ rồi. Dẫu sao hiện tại, tử thần giáo đoàn sự chú ý, đều ở đây trên người hắn, còn không cảm thấy được thiên nữ biến cố. Sở cô nương, ngươi tới đây, ta mang ngươi về nhà. Diệp Thần đáp xuống, hướng Sở Băng Tiếng nói vẫy vẫy tay. Sở Băng Tiếng nói nghe được về nhà hai chữ, thân thể mềm mại run lên, không biết sao, lại rơi lệ, ừ một tiếng, nhanh chóng chạy nhanh đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần dắt tay nàng, liền muốn rời đi. Băng Tiếng nói muội muội, thực, Lâm Chấn Nhạc tràn đầy không thôi, kêu một tiếng. Sở Băng Tiếng nói, Lâm đại ca, ta phải về nhà. Những lời này mười phần khách khí được có chút hời hợt, Lâm Chấn Nhạc trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúng ta đi. Diệp Thần mang Sở Băng Tiếng nói, phi thân tới, đi tới Thiên Ma Tinh Hải mặt biển. Oanh! Mà lúc này, ngoài vạn dặm, một đạo to lớn nổ vang truyền tới. Diệp Thần bày ra không gian phong tỏa, cuối cùng bị đánh phá. Thấy vậy, Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, hướng Sở Băng Tiếng nói, xem ra, vẫn là cần muốn giải quyết trước mắt phiền toái, ta mới có thể mang ngươi về nhà. Sở Băng Tiếng nói, luân hồi chi chủ, chúng ta thật có thể còn sống rời đi sao? Nơi này dẫu sao là tử thần giáo đoàn địa bàn, ngoại giới coi như là thiên đế chủ thần cường giả hạ xuống, cũng không thể đối kháng toàn bộ tử thần giáo đoàn. Diệp Thần coi như lợi hại hơn nữa, một thân một mình, lại làm sao có thể cùng tử thần giáo đoàn chống lại. Hơn nữa, Sở Băng Tiếng nói cảm giác được, Diệp Thần trên mình thời không uy nghiêm, đang chậm rãi suy yếu đi xuống. Rõ ràng, lấy trước mắt Diệp Thần tu vi, vẫn không thể chân chính nắm trong tay đôi rắn tròm sao uy lực, mới vừa bộc phát ra kinh thiên thời không thần uy, định trước chỉ có thể như sao rơi ngắn ngủi vạch qua. Nếu như lại để cho Mộ Thiên Châu quỳ xuống, là căn bản không thể nào. Sau này Diệp Thần muốn ổn định phát huy ra như thế cường đại uy năng, còn cần từ từ tu luyện tinh tiến. Diệp Thần nghe Sở Băng Tiếng nói hỏi, cười nói, không có sao, có thể. Mặc dù đặt mình vào ở tử thần giáo đoàn lãnh địa bên trong, nhưng Diệp Thần nhưng hết sức rõ ràng thấy, mình khí vận thịnh vượng, đỉnh đầu ẩn nhiên có kim long quanh quẩn. Bây giờ trời bỏ mặc đối mặt như thế nào uy hiếp, Diệp Thần đều có lòng tin phá đánh ra. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này lớn nhất tin tức đến từ đế rơi vũ trụ. Cái này lá bài tẩy hoàn toàn có thể chống lại rất nhiều Diệp Thần ngửa mặt trông lên cường giả lực lượng. Hiu hiu hiu. Từng đạo động trời khí lưu tiếng rít, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Diệp Thần liền thấy, có vô số bóng tối tín đồ, ma thần cường giả, từ các phương gào thét tới, ùn ùn kéo đến, chi chít, sợ là có ngàn vạn đám người. Tử thần giáo đoàn cảm nhận được Diệp Thần hơi thở sau đó, lập tức phát động ngàn vạn tín đồ, bạo giết ra. Ùn ùn kéo đến chào giết tới, trên trời trên biển khắp nơi đều là cuồn cuộn ma khí, các loại tràn đầy tử vong cùng bóng tối tiếng ngâm sướng, tràn ngập bát phương. Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, vậy từ đáy biển bên trong đi ra, thấy trước mắt thiên thiên vạn vạn hắc ám cường giả, bọn họ vậy hoàn toàn kinh hãi. Như thế nhiều hắc ám cường giả vây khốn, cho dù là thiên đế chủ thần, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Ùng ùng, đi đôi với một hồi thật lớn năng lượng tiếng nổ. Rất nhiều hắc ám tín đồ tách ra, từ phía sau hiện ra ba cổ đáng sợ khí tượng. Thứ nhất cổ khí tượng, là một vòng to lớn màu đen mặt trời, ma khí cuồn cuộn, trôi lơ lửng ở trong hư không, chiếu sáng được phía dưới Thiên Ma Tinh Hải, cũng là sôi trào lên. Thứ hai cổ khí tượng, chính là một tòa sáng chói hải đăng, giống như mang vô thượng chỉ dẫn, để cho người cảm thấy an tâm, yên lặng, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không bị lạc. Cổ thứ ba khí tượng, là một tôn to lớn. Trên người vòng quanh hoàng hôn huy quang, đỉnh thiên lập địa, nguy nga hết sức. Cái này ba cổ khí tượng, đang đại biểu tử thần giáo đoàn ba chức cao tầng hộ pháp cường giả, theo thứ tự là Hắc Mặt Trời Mạnh Thiên Tàn, Hải Đăng Phong Uyên Lan, Hoàng Hôn Cự Nhân. Ba đạo cường đại bóng người, chậm rãi hạ xuống, chính là Mạnh Thiên Tàn, Phong Uyên Lan, Hoàng Hôn Cự Nhân ba người. Trong đó, Phong Uyên Lan thực lực mạnh nhất. Hắn ở tử thần giáo đoàn 12 tiệc hộ pháp bên trong, hạng thứ hai, biệt hiệu Hải Đăng. Ba người bên trong, cũng là lấy hắn ở giữa,
uy tín nhất là Hừng Hực, cả người toát ra vô cùng thần thánh chói lọi, giống như có thể chiếu phá hết thảy hắc ám hỗn độn, cả người giống như là vĩ đại tiên tri, có thể chỉ dẫn hết thảy lạc đường phương hướng. Hắc Mặt Trời mạnh thiên tàn thực lực, hơi kém tại Phong Uyên Lan, nhưng cũng là một vị thiên đế chủ thần cường giả, thập phần cường đại. Còn như Hoàng Hôn Cự Nhân, thực lực yếu nhất, chỉ có cửu đỉnh cảnh, một cái thượng vị thần, bất quá đối với Diệp Thần mà nói, cũng là đủ để cho hắn hít thở khó khăn tồn tại. Ha ha, thật là cho ta mặt mũi à, lại có thể điều động ba vị cao cấp hộ pháp cường giả. Bất quá, cũng chỉ có các ngươi sao, Thiên Khải Chí Tôn đâu? Diệp Thần cười một tí, trong phảng phất lại bắt được thiên cơ, cảm thấy được Thiên Khải Chí Tôn, tựa hồ là âm thầm chuẩn bị cái gì lớn sát trận, không phải phải đối phó hắn, mà là ở đề phòng Nhâm Phi Phàm. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, dám hạ xuống, ngay trước Khải Chí Tôn lập tức thì phải phát động sát trận, chu diệt hết thảy tới địch. Ở Tử Thần Giáo Đoàn trên địa bàn, Thiên Khải Chí Tôn là vô địch tồn tại, Nhâm Phi Phàm tới cũng không khả năng là địch thủ của hắn. Thấy Diệp Thần như vậy trêu chọc tư thái, Phong Uyên Lan, Mạnh Thiên Tàn, Hoàng Hôn Cự Nhân đám người sắc mặt, đều thay đổi đổi. Ở Diệp Thần một bên Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, còn có Sở Băng tiếng nói, đều cảm thấy Diệp Thần điên rồi. Tử Thần Giáo Đoàn đại quân áp sát biên giới, Diệp Thần vẫn là như vậy lạnh nhạt hình dáng, thật không sợ chết sao. Coi như không có Phong Uyên Lan cùng cao cấp cao thủ, chung quanh thiên thiên vạn vạn hắc ám tín đồ, vậy đủ để đem bọn họ chìm ngập. Phong Uyên Lan nhìn xem Diệp Thần đỉnh đầu bầu trời, vậy đôi rắn tròm sao đồ đằng, vẫn là rõ ràng có thể gặp. Hắn cong ngón tay tính toán, suy tính đến đủ loại thiên cơ, sắc mặt bộc phát ngưng trọng, phân biệt hướng Mạnh Thiên Tàn và Hoàng Hôn Cự Nhân nói. Người đuổi theo giết tôn di. Người đi cản đường kiếm ma và thần tuyết giao cơ con gái, đừng để cho bọn họ mang đi thiên nữ. Mạnh Thiên Tàn và Hoàng Hôn Cự Nhân, vậy cảm giác sâu sắc tình hình gay gắt. Cùng kêu lên kêu, liền lĩnh mệnh đi. Phong Uyên Lan thì lưu lại, nhìn thẳng Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới, ngươi lại dám đạp nhập ta Tử Thần Giáo Đoàn địa bàn, ngươi chủ động xúc phạm ở phía trước, thiên đao thể ước có thể không bảo vệ được ngươi. Diệp Thần cười nói, ta cũng không dự định muốn cái gì bảo vệ. Phong Uyên Lan thấy Diệp Thần như vậy bình tĩnh tư thái, vỗ tay cười nói, rất tốt, dũng khí đáng khen. Thiên ma tinh hải bên trong, lại có thể cất giấu đôi rắn tròm sao đại cơ duyên, ta cũng là lần đầu tiên biết. Ngươi không hổ là đại khí vận người, lại có thể như thế thuận lợi, liền chấp trưởng này cùng thần thuật. Diệp Thần cười nói, thật ra thì không quá thuận lợi. Hắn bị thời không tuần hoàn khó khăn, chịu đủ đau khổ khổ sở, mặc dù ngoại giới chỉ trải qua ngắn ngủi 15 phút thời gian, nhưng hắn nhưng trải qua rất dài một cái kỷ nguyên. Để thoát khốn. Hắn hiến tế rất thiên đế linh khiếp, cầm đế vậy mất mạng, ban đầu liền hoa tổ đều không cách nào hoàn toàn hủy diệt đại thánh tặng âm đàn, hôm nay vậy hoàn toàn hủy xấu xa, giá phải trả to lớn. Phong Uyên Lan nói, bất quá, người muốn bằng vào chính là một đạo thần thuật, liền muốn chống lại ta Tử Thần Giáo Đoàn, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Người đôi rắn tròm sao thần thuật mạnh hơn nữa, người cuối cùng chỉ là một vô lượng cảnh tầng 8 thiên tồn tại, ở trong mắt ta. Bất quá là con kiến hôi, ta muốn giết ngươi, trong nháy mắt đủ rồi. Diệp Thần cười nói, vậy ngươi tới giết à? Phong Uyên Lan gặp Diệp Thần như vậy bình tĩnh tư thái, không biết hắn là cố làm ra vẻ huyền bí, vẫn là khác có lá bài tẩy, nhưng muốn đến đây là Tử Thần Giáo Đoàn địa bàn, người bất kỳ cũng lật trời không được, hắn liền cười nói. Ta cho ngươi cái cơ hội, cầm ngươi hộ đạo giả gọi tới đi, cái gì Nhâm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Vu Yêu Lão Tổ. Ngươi cầm bọn họ toàn bộ gọi tới, để cho bọn họ tới cứu ngươi. Diệp Thần lắc đầu nói, không cần, ta không gọi người, ngươi có bản lãnh, hiện tại liền ra tay giết ta đi. Hắn biết, Phong Uyên Lan là muốn một lưới bắt hết. Tử Thần Giáo Đoàn dẫu sao chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, nếu là Nhâm Phi Phàm các người hạ xuống, tuyệt đối chiếm không được bất kỳ chỗ tốt. Phong Uyên Lan nghe được Diệp Thần mà nói, ra mặt quất rút ra, nói, ngươi thật không sợ chết. Diệp Thần nói, sợ, nhưng ngươi còn không giết được ta. Những lời này, nhưng là trực tiếp đem Phong Uyên Lan chọc giận, hắn tròng mắt run lên, nói. Rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì, có thể nghịch kháng ta cái này thiên đế chủ thần. Tiếng nói rơi xuống, Phong Uyên Lan chỉ điểm một chút giết ra. Cái này chỉ một cái,
là thiên đế chỉ một cái, đủ để xuyên qua tinh không, nghiền diệt vũ trụ. Cái này chỉ một cái giết ra, cuồng bạo, bá đạo, hung mãnh, dễ như bỡn uy thế, chính là gào thét ra. Phong Uyên Lan chỉ là chỉ điểm một chút tới, Diệp Thần trên đỉnh đầu đôi rắn tròm sao đồ đằng, liền ngay tức thì vặn vẹo hỏng mất. Ở to lớn đến ngoại hạng cảnh giới chênh lệch hạ, cái gì thần thuật đều vô dụng. Diệp Thần chẳng qua là vô lượng cảnh tầng 8 trời, như vậy tu vi, ở chân chính thiên đế chủ thần trước mặt, có thể nói là con kiến hôi cũng không bằng. Nếu như có thiên đao thể ước hạn chế, Phong Uyên Lan là không dám xuất thủ. Nhưng hiện tại, là Diệp Thần xúc phạm ở phía trước, hắn không cố kỵ chút nào, cái này chỉ một cái bộc phát ra thiên đế chủ thần hung mãnh lực lượng, 10 phần đáng sợ. Lâm Chấn Nhạc, Mộ Thiên Châu, Sở Băng tiếng nói ba người, đều là vô cùng kinh hoàng. Thiên đế chủ thần uy nghiêm, chân thực quá kinh khủng. Phong Uyên Lan đầu ngón tay lực lượng, còn không giết tới, phía dưới thiên ma tinh hải, liền kịch liệt sôi trào, bộc phát ra từng cơn sóng gió kinh hoàng. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Tử thần giáo đoàn thiên thiên vạn vạn hắc ám tín đồ, lớn tiếng hoan hô, tán tụng thiên đế vĩ đại cùng minh mông. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng chút nào không hoảng hốt, hắn sớm có chuẩn bị, thiêu đốt lên liền một đạo phù chiếu, ngâm sướng nói. Đế rơi vũ trụ, hạ xuống đi. Hắn thực lực ở loại cấp bậc này cường giả trước mặt, giống như con kiến hôi. Duy nhất có thể chống lại, chỉ có đế rơi vũ trụ. Đạo bùa này chiếu, chính là tiểu thảo thần Thanh Nghiên cho hắn đồ, Thanh Nghiên nói là thiên mẫu nương nương ban cho, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng. Truyền thuyết bên trong, đế rơi vũ trụ là thập đại cổ thần khí một trong, là thiên mẫu nương nương chế tạo ra pháp bảo, uy lực cực đoan đáng sợ, đủ để cho thiên đế chủ thần chết. Vậy phiến vũ trụ bên trong, mai táng có rất nhiều thiên đế hải cốt. Thật ra thì trước đây bị kẹt ở tuần hoàn thời không thời điểm, Diệp Thần liền muốn triệu hoán đế rơi vũ trụ, thử nghiệm dùng đế rơi vũ trụ lực lượng, đánh vỡ tuần hoàn. Bất quá tuần hoàn thời không, cùng ngăn cách ngoại giới, hắn cũng không cách nào vận dụng phù này chiếu. Vậy thật may phù chiếu còn ở, Diệp Thần mới có phấn khích như vậy, dám can đảm trực diện Phong Uyên Lan. Ung ung, Diệp Thần phù chiếu một cháy, ở giữa thiên địa, cuồng bạo năng lượng nổ, thần hy cuồn cuộn. Một phiến tinh không mênh mông vũ trụ, tại thiên khung trên nổi lên. Đó chính là trong truyền thuyết đế rơi vũ trụ, đủ để cho thiên đế rơi xuống vũ trụ thế giới, trong suốt, thấu rõ, sáng sủa, ánh sao sáng chói, rất nhiều tinh thần câu nối thành một tấm hình họa. Vậy hình vẽ, là một tôn 16 dực thiên thần hình dáng, chính là Diệp Thần trước kia đã gặp, cái gọi là trung cực thần, cái gọi là chủ hình dáng. Bất quá cái này trung cực thần, gương mặt không còn là chỗ trống. Mà là có người ngũ quan, là một cái đặc biệt hiền hòa, đặc biệt thánh khiết, bảo tương trang nghiêm, phượng nghi thiên hạ, ung dung hoa quý cô gái hình dáng. Là tiểu thảo thần Thanh Nghiên nói trung cực thần, vô thượng hóa thân, chúng thần nắm giữ, thiên mẫu nương nương. Ngày này mẫu nương nương, chính là cái này đế rơi vũ trụ, tinh không sau lưng vĩ đại đồ đằng, là lực lượng ngọn nguồn. Đây là, đế rơi vũ trụ, làm sao có thể, người tại sao có thể có loại vật này? Phong Uyên Lan cao giọng kêu to lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đế rơi vũ trụ, đó là truyền thuyết bên trong, đã sớm thất truyền thần khí, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể mượn dùng đế rơi vũ trụ lực lượng. Theo lý mà nói, cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì Diệp Thần tu vi, chỉ là vô lượng cảnh tầng 8 trời, tuyệt không khả năng mượn dùng như thế hào hùng lực lượng. Coi như là có đặc thù triệu hoán phù chiếu, cũng không khả năng. Bởi vì đế rơi vũ trụ phù chiếu bản thân, chính là vô cùng đáng sợ tồn tại, không thiên đế không thể chịu đựng. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, nhưng chịu đựng được, đang chậm rãi đem vậy thật lớn đế rơi vũ trụ, triệu hoán xuống. Đế rơi vũ trụ bên trong, thiên mẫu nương nương đồ đằng, tràn ngập kim quang, mơ hồ tới giữa, là Diệp Thần cung cấp che chở. Chính là cái này che chở, để cho Diệp Thần chịu đựng được đế rơi vũ trụ lực lượng. Vậy một phiến đế rơi vũ trụ thỏng xuống, bao trùm toàn bộ thiên ma tinh hải, ở vũ trụ minh mông nổi bật hạ, tất cả người, đều cảm thấy tự thân là vô cùng nhỏ bé. Đáng chết! Phong Uyên Lan thân thể chấn động, cho dù là hắn cái này thiên đế, ở đế rơi vũ trụ bao phủ hạ, vậy cơ hồ cảm thấy nghẹt thở. Hắn ngày trước đế chỉ một cái, tất cả khí tượng, ở vũ trụ minh mông uy áp hạ, sớm đã là hội diệt tiêu tán.
Hắn nội tâm vô cùng hối hận, nếu như hắn ở thấy Diệp Thần ngay tức thì, cũng không cố bất cứ giá nào, trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần là rất khó ngăn trở. Nhưng là, hắn khinh thường. Hắn còn lấy là, Diệp Thần là cá trong chậu, chỉ có bó tay chịu trói kết quả. Thậm chí, hắn còn muốn cầm Diệp Thần làm mồi, đi dẫn dụ Nhâm Phi Phàm các người hạ xuống. Mới vừa hắn ngày trước đế chỉ một cái, vậy không dùng toàn lực, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, Diệp Thần có thể liền phóng thích phù chiếu cơ hội cũng không có. Lần này đế rơi vũ trụ hạ xuống, Phong Uyên Lan cả người khí cơ bị áp chế, còn muốn tiêu diệt Diệp Thần, đã là muôn vàn khó khăn. Thiên ma tinh hải đã không thấy được, đế rơi vũ trụ vô tận ánh sao, vô cùng quy luật, tràn ngập ra, đem thiên ma tinh hải cũng che giấu, màu đen đại dương hóa thành thâm thúy vũ trụ tinh không, có vô số mảnh vụn tinh thần tô điểm trong đó, mười phần nguy nga. Tử thần giáo đoàn ngàn vạn tín đồ, vô số ma vật phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ vậy đế rơi vũ trụ bên trong, bắn tán loạn ra vô số đạo ánh sao, mỗi một đạo ánh sao đều là như phi kiếm vậy, xuyên thấu lực cực mạnh, đem từng cái hắc ám tín đồ, rối rít đánh chết. Bọn họ hài cốt, bị thâm thúy vũ trụ tinh không chiếm đoạt, hóa thành chất dinh dưỡng, bồi dưỡng đế rơi vũ trụ, để cho cái này kiện thần khí pháp bảo, không ngừng lớn mạnh. Diệp Thần cũng cảm nhận được khủng bố, cái này đế rơi vũ trụ, đi qua vô số kỷ nguyên lớn mạnh, bàn về uy lực, có lẽ không kém chút nào bốn đại chí cao thần khí. Ở có bữa mẫu nương nương ý chí ra chỉ xuống, cái này phiến vũ trụ bộc phát ra uy lực, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi bước. Từng đạo đáng sợ ánh sao, chiếu sáng ở Phong Uyên Lan trên người, những cái kia ánh sao giống như thực chất, lại là đem hắn thân thể, xuyên thấu được mình đầy thương tích. Mạnh như Phong Uyên Lan, tử thần giáo đoàn hạng thứ hai hộ pháp, được gọi là ải đang tồn tại, ở đế rơi vũ trụ nghiền ép hạ, cũng là vô cùng chật vật. Thiên đế hải đăng, chiếu sáng bát phương, phá cho ta. Phong Uyên Lan thần sắc như điên, quát to một tiếng, sau lưng trống lên một đạo to lớn hải đăng, nóng rực thần mang chiếu sáng, cuồn cuộn thiên đế khí trùng tiêu, muốn đột phá đế rơi vũ trụ phong tỏa. Oanh! Chói mắt hải đăng ánh sáng, bạo vọt tới bầu trời trên, để cho được vô số trời trăng sao chết. Nhưng cái này phiến đế rơi vũ trụ biên hoang tinh bích hệ, nhưng là vô cùng vững chắc, liền Phong Uyên Lan đều không thể xuyên qua, hắn chỉ có thể bị kẹt ở nơi này phiến vũ trụ bên trong, thẳng đến chết. Đây chính là đế rơi vũ trụ đáng sợ, một khi hạ xuống, cả ngày đế cũng không ngăn nổi, cũng phải bỏ mạng ở trong đó. Hắn bắn ra hải đăng thần quang, lúc này liền bị vũ trụ tinh bích hệ bắn ngược trở về, phản xạ đến trên người mình. Phốc xích! Phong Uyên Lan tại chỗ hộc máu, gương mặt một phiến thảm trắng, đã kinh bị trọng thương, trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Đế rơi vũ trụ, tại sao có thể có loại vật này? Thần khí này, không phải đã sớm hủy diệt sao? Đột nhiên, một đạo kinh hãi giọng nữ, từ vũ trụ ra truyền tới. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, xuyên thấu qua đế rơi vũ trụ tinh bích hệ, liền thấy vũ trụ ra, xuất hiện một cái ung dung hoa lệ phụ nhân, da thịt trắng như tuyết, đan mắt phượng, đôi môi răng trắng, ăn mặc mong mỏng đồ trắng, ngạo nghễ nửa lộ, xuất trần tuyệt thế, phong vận vô cùng động lòng người. Giao cơ nương nương. Ở Diệp Thần cách đó không xa, Mộ Thiên Châu thấy mỹ phụ kia người, nhất thời kinh hãi, lại lật đật quỳ xuống dập đầu. Diệp Thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ, người mỹ phụ này người, chính là người ngu hoang dã lãnh chúa, chấp trưởng người ngu thần điện nắm giữ, thần tuyết giao cơ. Phịch, chỉ gặp thần tuyết giao cơ vung ra một trường, thiên địa pháp tướng hiển hóa, bàn tay hóa thành ngàn vạn trượng vậy to lớn, che khuất bầu trời, hung hăng đánh vào đế rơi vũ trụ tinh bích cột lên. Cái này đế rơi vũ trụ, vô cùng vững chắc, tự nhiên không phải thần tuyết giao cơ có thể oanh phá. Nhưng, nàng mạnh mẽ trưởng lực, để cho được toàn bộ vũ trụ, cũng lay động, lực lượng cuồng bạo thấm vào xuống, có một chút truyền đến Diệp Thần trên mình. Phốc! Diệp Thần tại chỗ trào máu, ngũ tạng lục phủ sôi trào, hơi thở kịch liệt rung. Cái này thần tuyết giao cơ, uy năng quá hung mãnh, chỉ là một chút xíu trưởng lực, đánh liền được Diệp Thần hộc máu. Diệp Thần bị thương nặng, cái này đế rơi vũ trụ, vậy đi theo kịch liệt đung đưa, cuối cùng ánh sao hội diệt, toàn bộ vũ trụ nhanh chóng tiêu tản mát, tất cả vĩ đại khí tượng không còn tồn tại. Đế rơi vũ trụ tiêu tán, bầu trời bị một tầng sương tuyết vậy ánh sáng bạc lấp đầy, đó là thần tuyết giao cơ thiên đế trói lọi. Nàng cao cứ ở trên bầu trời, da thịt trắng như tuyết thần thánh huy hoàng,
như nhật nguyệt vậy ánh chiếu, lại để cho phía dưới bóng tối thiên ma tinh hải, ma khí cũng giống như tiêu lui xuống. Thần Tuyết Giao Cơ, là ngươi. Phong Uyên Lan thấy Thần Tuyết Giao Cơ hạ xuống, da mặt run run một cái. Cái này Thần Tuyết Giao Cơ, nhưng mà người ngu hoang dã lãnh chúa, một tay sáng lập người ngu thần điện tồn tại, uy phong bá đạo, bàn về thực lực, còn ở trên hắn. Hắn hôm nay bị trọng thương, có thể tuyệt đối không phải Thần Tuyết Giao Cơ địch thủ. Mà tử thần giáo đoàn ngàn vạn tín đồ, rất nhiều hắc ám các tu sĩ, ở đế rơi vũ trụ tiêu tán sau đó, bọn họ liền sợ hãi kêu tứ tán thoát đi, vậy không dám nói gì chu diệt luân hồi. Mới vừa đế rơi vũ trụ uy áp đáng sợ, đã nghiền diệt tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Liền liền Phong Uyên Lan, cũng là trọng thương trong người. Bất quá, Diệp Thần tâm tình không vui sướng chút nào. Bởi vì hắn thấy, Thần Tuyết Giao Cơ đúng như một vòng nhật nguyệt vậy, chậm rãi hạ xuống, hào hùng thiên đế uy áp, làm được toàn bộ thiên ma tinh hải cũng sôi trào lên. Thần Tuyết Giao Cơ mắt đẹp, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, để cho được Diệp Thần có dũng khí linh hồn vậy xuyên thấu cảm giác, cả người biến dạng vậy đau đớn. Giờ khắc này, Diệp Thần lại rõ ràng cảm nhận được, luân hồi mộ địa truyền ra to lớn chấn động. Có một khối mộ bia, lóe lên đen nhánh kịch độc, như mực nước ép vậy ánh sáng, phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại, sắp muốn tỉnh lại. Bởi vì Thần Tuyết Giao Cơ mà tỉnh lại. Thần Tuyết Giao Cơ, người tới ta tử thần giáo đoàn làm gì? Mà lúc này Phong Uyên Lan, mạnh chống thân thể trọng thương, cảnh giác nhìn Thần Tuyết Giao Cơ. Tử thần giáo đoàn không muốn cùng người ngu hoang dã kết thù, hắn chỉ lo lắng Thần Tuyết Giao Cơ lần này hạ xuống, là tới người không tốt. Ta tới tìm ta con gái ngoan đâu, các ngươi giúp nàng giấu đi nơi nào. Thần Tuyết Giao Cơ sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nguyên lai là phải tìm Độc Cô Già La. Dừng một chút, nàng lại hướng Mộ Thiên Châu nói, Mộ Thiên Châu, đại tiểu thư người đâu? Mộ Thiên Châu hoảng hốt vội nói, đại tiểu thư đã đi rồi. Thần Tuyết Giao Cơ nhướng mày một cái, lập tức cong ngón tay suy tính, thoáng chốc tới giữa, cũng biết là Diệp Thần kêu Độc Cô Già La, hộ tống Hàn Diễm mang thiên nữ rời đi. Thậm chí, nàng ngược dòng trước kia, còn mơ hồ cảm nhận si tình cổ sự việc. À, luân hồi chi chủ, người thật là to gan, dám động ta con gái ngoan. Người viên này lớn ung thư, người là thế gian hết thảy cực khổ ngọn nguồn. Ta vốn còn muốn để cho ngươi sống tạm một đoạn thời gian, chờ ngươi luân hồi thiên quốc lớn mạnh, sẽ chậm chậm thu hoạch ngươi cũng không muộn. Nhưng, nếu là ngươi dám đụng con gái ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Coi như Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ tới, cũng không cứu được ngươi. Thần Tuyết Giao Cơ vô cùng tức giận, và giống vậy người ngu tín đồ không cùng, nàng là thật tin, thật cho rằng người ngu trật tự, chính là thế gian cuối cùng trật tự. Mà muốn núp người ngu mà nói. Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, dĩ nhiên là không thể thiếu được vật liệu. Từ Diệp Thần phi thăng một khắc kia bắt đầu, Thần Tuyết Giao Cơ liền muốn săn giết Diệp Thần, bất quá có Nhâm Phi Phàm trấn thủ, nàng không chỗ ra tay, ngược lại gặp phải Nhâm Phi Phàm trả thù, tổn thất to lớn, liền lãnh địa đều bị cắt đi một khối. Bất quá, nếu là Diệp Thần dám đụng con gái nàng, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp động sát thủ, bỏ mặc Diệp Thần sau lưng là ai. Ở nơi này thế gian, Thần Tuyết Giao Cơ duy nhất quan tâm, chính là con cái mình Già La. Diệt sinh thiên trưởng. Thần Tuyết Giao Cơ vung ra một trường, cuồng bạo hung mãnh trưởng lực, nghênh mặt ngó về phía Diệp Thần gào thét đi, nàng lại thật muốn giết người. Cái này diệt sinh thiên trưởng, là người ngu thần thuật kèm võ kỹ, uy lực lớn, có thể diệt tuyệt chư thiên hết thảy sinh linh, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Thần cảm thấy Thần Tuyết Giao Cơ một trường đánh tới, nhất thời nghẹt thở. Cả người không cách nào nhúc nhích. Nhưng ở nơi này sống chết trước mắt, Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong, hiện ra một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Hắn theo bản năng đón nhận cổ lực lượng này, cánh tay liền đột nhiên nâng lên, bàn tay tuôn ra từng luồng kịch độc hắc mang, như sình sệt mực, cùng Thần Tuyết Giao Cơ một trường va chạm. Phịch! Hai tay giao kích, Diệp thờ phốc đích một tiếng, máu tươi cuồng phún, liên tiếp lui về phía sau, cả người tạng phủ kinh mạch. Cơ hồ đều bị đánh được nổ tung. Nhưng hắn cũng chỉ là trọng thương, cũng chưa chết. Cùng thiên đế cao thủ, giao phong một trường, lại có thể không chết, cái này là chuyện không thể nào. Nhưng cái này chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác ở Diệp Thần trên mình xảy ra. Diệp Thần có chút kinh ngạc, rõ ràng cảm nhận được,
Ở luân hồi mộ địa bên trong, có một đạo đen nhánh thân ảnh khổng lồ, đang chậm rãi dâng lên. Đó là một cái râu tóc như mực nước ép vậy đen nhánh ông già, hơi thở khoáng đạt, bàng bạc, ngũ quan lộ ra âm lệ sát khí, trong tròng mắt lại mang to lớn thê lương, tựa như trải qua bể râu. Độc thủ dược thần, là ngươi sao? Diệp thần thấy cái này ông già, thiên cơ bắt, mơ hồ cảm nhận liền ông lão thân phận, trong lòng nhất thời đại chấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này ông già, chính là trong truyền thuyết độc thủ dược thần. Là độc cô già La phụ thân, thần tuyết giao cơ trưởng phu. Mới vừa chính là độc thủ dược thần, mượn lực cho Diệp thần, để cho hắn chặn lại thần tuyết giao cơ một trường. Bất quá, độc thủ dược thần lực lượng bên trong, ẩn chứa có đáng sợ kịch độc nguyên thế chấp, bên trong thậm chí còn mang theo thiên đế uy áp, cho dù Diệp thần có cổ độc thần mạch, cũng khó mà chịu đựng, dẫu sao hắn tu vi còn chưa đủ. Cái này một tí, Diệp thần liền cảm thấy, cả người kinh mạch ở kịch độc xâm nhiễm hạ, đã đổi được đen nhánh, thật giống như bùn nát vậy đi về phía mục nát, cả người hô hấp rất cố hết sức, thật giống như tùy thời có thể bị kịch độc hủ hóa thành một đống xương khô. Mà thần tuyết giao cơ, chúng Diệp thần kịch độc một trường, tuy không có bị độc tính ăn mòn, nhưng ở Diệp thần to lớn trưởng lực hạ, vẫn là lui về phía sau mấy bước. Ngươi, cái này cổ hơi thở, là... Thần tuyết giao cơ ngơ ngác nhìn Diệp thần, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trong mắt toát ra khiếp sợ, kinh ngạc, oán hận, ủy khuất, xin niệm vân. Vân các loại phức tạp tâm trạng. Độc thủ dược thần mượn Diệp thần ánh mắt, thấy được thần tuyết giao cơ, trong mắt thần sắc vậy là đặc biệt phức tạp, tràn đầy năm tháng thổn thức. Hắn muốn lên tiếng nhận nhau, nhưng tựa hồ cố kỵ chút gì, cuối cùng không có mở miệng, già nua thân thể run rẩy, cuối cùng xoay người, ý hưng suy yếu nói. Mộ chủ, nếu như ngươi không muốn chết ở thê tử ta dưới quyền, vậy nhanh lên một chút đi thôi. Những lời này, nhưng là thức tỉnh Diệp thần. Titan thần hạp, đi. Diệp thần quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng Titan thần hạp, kéo Sở Băng tiếng nói tay, nhảy đến hạm thuyền trên, khu thuyền phá thiên xuyên vân, nhanh chóng rời đi. Thần tuyết giao cơ, mau ngăn lại hắn. Phong Uyên Lan hô to, con người cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn người bị thương nặng, không có sức ngăn trở Diệp thần. Mà tử thần giáo đoàn rất nhiều hắc ám tín đồ, đã sớm chạy tứ tán đi. Toàn trường bên trong, duy nhất có năng lực cản đường Diệp thần, chỉ có thần tuyết giao cơ. Nhưng, thần tuyết giao cơ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cả người thất hồn lạc phách, không biết đang suy nghĩ chút gì, lại trơ mắt nhìn, mặc cho Diệp thần rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn còn chưa có chết, hắn trở về. Thanh âm giống như mớ, báo. Băng tiếng nói muội muội. Mà lúc này, đạo tông phù tổ đệ tử Lâm Chấn Nhạc, thấy Diệp thần mang đi Sở Băng tiếng nói, trong lòng nhất thời chấn động, phi thân lên, trong tay tuôn ra từng đạo linh phù, gào thét hướng Diệp thần nổ đi. Lúc này Diệp thần, trạng thái rất gay gâu. Trước đây thần tuyết giao cơ, một trường dung chuyển đế rơi vũ trụ, để cho được Diệp thần bị thương nặng. Mà mượn dùng độc thủ dược thần lực lượng, vậy để cho Diệp thần thật sâu trúng độc. Nhưng ở Diệp thần trên mình, còn lưu lại một giờ không đôi rắn ban phúc lực lượng. Điểm này lực lượng, đủ hắn đối phó Lâm Chấn Nhạc. Vù vù. Diệp thần vung tay lên, đầu tiên là vải xuống một tầng vách không gian chướng, chặn lại Lâm Chấn Nhạc linh phù nổ. Năm tháng thiên cổ, già nua đi. Rồi sau đó, Diệp thần phát ra một tiếng ngâm sướng, một cổ hào hùng thời gian pháp tắc uy áp, như nước lũ vậy đánh vào xuống. Hung hăng xông lên soát ở Lâm Chấn Nhạc trên mình. Lâm Chấn Nhạc kịch liệt hét thảm lên, ở đó năm tháng phép tắc dưới sự xung kích, hắn thân thể nhanh chóng già đi, ngay chớp mắt từ một cái to lớn tráng kiện tuổi trẻ nam tử, biến thành một cái còng lưng tuổi xế chiều lão đầu tử, tóc bạc hoa râm. Cái này vẫn chưa xong, hắn thân thể còn ở già đi, lại nhanh chóng từ một cái tuổi xế chiều ông già, hóa thành một cái khô lão hài cốt, đánh rơi đến thiên ma tinh trong biển. Tại chỗ chết đi. Dĩ nhiên, hắn là đạo tông phù tổ đệ tử, mộ đạo căn nguyên hùng hậu, sẽ không như thế dễ chết biến mất, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ bảo đảm lưu chút thời gian tuyến, còn có sống lại có thể. Nhưng Diệp thần ngón này, trong chớp mắt, liền để cho một cái thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, khô lão nhi chết, thần thông vẫn là quá kinh khủng, để cho được bên cạnh mộ thiên châu, cũng là run lẩy bẩy. Ai yêu? Sở Băng tiếng nói thấy Lâm Chấn Nhạc chết đi. Kêu lên một tiếng, tiến lên trước hai bước, muốn đi cứu viện,
nhưng cuối cùng lại dừng lại ở bước chân. Bởi vì lúc này Diệp Thần, trạng thái rất không ổn, đang lợi dụng thời gian lực lượng, giết chết Lâm Chấn Nhạc sau đó, trên người hắn cuối cùng còn sót lại đôi rắn ban phúc linh khí, cũng là hoàn toàn tiêu tán đi. Hắn lại cũng không khả năng bên sử dụng thủ đoạn như vậy. Ho! Diệp Thần ngã ở trên bong, ho ra một hơi mang kịch độc đen nhánh máu tươi, gương mặt nhưng là một phiến trắng bệch. Luân hồi chi chủ, ngươi không có sao chứ? Sở Băng tiếng nói đi tới, lật đật đỡ hắn. Không có sao, ta mang ngươi về nhà. Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý nàng không muốn lo lắng, điều động trong cơ thể khí lực cuối cùng, thúc giục Titan thần hạm, rời đi từ thần giáo đoàn lãnh địa, lái vào vô vô thời y không mờ mịt hắc ám trong hư không, đi Sở Băng tiếng nói gia tộc phương hướng đi tới. Diệp Thần trọng thương chúng độc dưới, Titan thần hạm chạy tốc độ, cũng thay đổi được tương đương tốc độ rùa, ở trong hư không từ từ tiến về trước. Độc thủ dược thần tiền bối, ta trúng độc. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, định liên lạc độc thủ dược thần, để cho hắn hỗ trợ giải độc. Nhưng, độc thủ dược thần đưa lưng về phía Diệp Thần đứng, bóng người tiêu điều thê lương, phảng phất có vô cùng tâm sự, thật giống như không nghe được Diệp Thần kêu gọi, lại không nghe thấy không hỏi. Diệp Thần đành phải đem gió tiếng nói hồ tiên, từ luân hồi mộ địa bên trong điều ra, đặt vào Titan thần hạm trên bong, hắn khó khăn bỏ lăn nhập gió tiếng nói hồ tiên bên trong đi, mượn hồ tiên linh khí, từ từ chữa thương. Hồ tiên linh khí, tràn vào quanh thân huyệt khiếu bên trong, Diệp Thần cả người tê ngứa lợi hại, rên lên một tiếng, liền đã ngủ mê man. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Diệp Thần ở ngủ mê man bên trong, tựa như nghe được Sở Băng tiếng nói tiếng hô. Sư phụ, luân hồi chi chủ bị thương rất nặng, mời ngươi mau cứu hắn. Sở Băng tiếng nói hình như là ở cầu nguyện cầu khẩn. À, muốn ta cứu, ta thân xác lực lượng cho hắn hồi phục. Thân xác lực lượng hồi phục là ý gì? À, như vậy à? Cái này, như vậy sao được? Diệp Thần mơ mơ màng màng bên trong, cảm thấy có cái mát rượi lại ấm áp thân thể mềm mại, gần sát mình, mềm hồ hồ. Đồng thời một cổ nhu hòa linh khí hội tụ đến mình thân thể. Hắn thật giống như trong giấc mộng, trong mộng lấy được vô thượng vui vẻ cùng vô cùng vui, cả người mỗi một cái lỗ chân lông cũng dương ra, tựa như đều đang nhảy cẫng hoan hô, có từng luồng ấm áp dư thừa linh khí nguyên thế chấp, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, tư bổ trước hắn bị thương trúng độc thân thể. Rồi sau đó, Diệp Thần từ thoải mái tuyệt vời trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện mình còn ngâm ở gió tiếng nói hồ tiên bên trong. Nhưng, hắn không phải một người, ở hắn bên cạnh, còn có một cô gái, và hắn cùng nhau ngâm ở ao nước bên trong. Hắn không mặc quần áo, cô gái kia vậy không mặc quần áo, hai người khỏa thân đối nhau. Ở thiếu nữ trên đầu vai, còn đứng một đầu quả nhân sâm tựa như tiểu yêu, chính là tiểu cấm yêu. Phụ thân, người tỉnh, ngươi cũng hôn mê 7 ngày. Tiểu cấm yêu hướng về phía Diệp Thần phất phất tay, nhìn xem Diệp Thần. Lại nhìn xem cô gái kia, gặp hai người đều không quần áo, hắn sắc mặt có chút lúng túng. Chuyện giữa nam nữ, hắn vậy không hiểu lắm, nhưng luôn cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn ở cùng Diệp Thần lên tiếng chào sau đó, liền ừng ực một tiếng, lặn rơi vào gió tiếng nói hồ tiên đáy nước bên trong đi. Sở cô nương, Diệp Thần vậy không rảnh quản tiểu cấm yêu, mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ chính là Sở Băng tiếng nói. Sở Băng tiếng nói gò má mắc cỡ đỏ bừng, tựa hồ nàng và Diệp Thần tới giữa chuyện gì xảy ra. Diệp Thần trước đây bị thương trúng độc, trạng thái rất gay gâu, nhưng hiện tại đã kém không nhiều hoàn toàn khôi phục, tinh thần sáng láng, tinh thần sảng khoái, cả cuộc sống long sống hổ. Là ngươi cứu ta. Diệp Thần cau mày nói. Sở Băng tiếng nói gò má vẫn là mắc cỡ đỏ bừng, thân thể ngâm đến trong nước đi, che lại chỗ hiểm, ngập ngừng nói. Ừ. Luân hồi chi chủ, thân thể ngươi không sao chứ? Diệp Thần cẩn thận cảm ứng thân thể một chút, khắp mọi mặt trạng thái, đích xác là khôi phục được xong hết rồi, nói ta không sao, ho. Đa tạ cứu giúp. Hắn đại khái vậy đoán được, là Sở Băng tiếng nói dùng một ít đặc thù biện pháp, đem hắn cứu tới đây. Sở Băng tiếng nói gò má đỏ bừng, nói, người bị thương sau đó, ta từng hướng sư phụ khấn cầu, muốn mời hắn rơi xuống ban phúc cứu ngươi. Nhưng, sư phụ nói, ta thân xác bên trong ẩn chứa vô cùng tinh hoa, ta dựa vào mình liền có thể cứu ngươi. Vì vậy, ta sẽ dùng ta lực lượng tới cứu ngươi.
Diệp Thần lại ho khan một tiếng, nói tốt lắm, chớ nói, ta đều biết. Sở Băng tiếng nói sư phụ, chính là đạo tông bên trái dùng kiếm tử tiên trần. Kiếm tử tiên trần vì nhúng kiếm, hao phí vô số thiên tài địa bảo, chân quý tài nguyên, dùng để nuôi Sở Băng tiếng nói, lấy khẩn cầu nhúng kiếm có thể thuận lợi thành công. Cho nên, ở Sở Băng tiếng nói thân xác bên trong, hàm chứa vô cùng dư thừa linh khí tinh hoa. Nàng đem nàng thân thể linh khí tinh hoa, thông qua nghi thức nào đó và tiếp xúc, truyền cho Diệp Thần, liền để cho được Diệp Thần trạng thái khôi phục như cũ. Diệp Thần nghĩ rõ ràng khúc mắc trong đó, cũng là cảm thấy vẻ lúng túng. Hắn cùng Sở Băng tiếng nói, chỉ là ngắn ngủi tình cờ gặp gỡ, lại xảy ra này cùng quan hệ. Kiếm bên trái dùng chịu kêu ngươi hy sinh thân xác tinh hoa, vậy chắc hẳn thiên nữ đã rơi vào trong tay hắn, hắn có đồ thay thế, cũng không lại cần ngươi nhúng kiếm. Diệp Thần nói, Sở Băng tiếng nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, Hàn Diễm đại ca và già La tỷ tỷ, đã đem thiên nữ đưa đến cổ kiếm hoang mộ, đó là sư phụ ta lãnh địa. Sư phụ rất hài lòng, nói thiên nữ so ta thích hợp hơn, làm hắn nhúng kiếm vật liệu, ta là không cần chết. Nói xong lời cuối cùng, Sở Băng tiếng nói vừa có mạng sống vui sướng ung dung, lại có một chút áy náy. Cho dù thiên nữ đã từng tổn thương Sở gia, nhưng nàng trời xanh tính hiền lành, nghĩ đến thiên nữ thành mình người chết thế, cuối cùng là có chút áy náy. Tốt lắm, ta mang ngươi về nhà đi, không cần xen vào nữa cái gì thiên nữ. Diệp Thần cười nói. Sở Băng tiếng nói nhưng là gò má đỏ bừng, nói, không cần, luân hồi chi chủ, ngươi nếu đã tỉnh lại, vậy ta cũng nên đi, chính ta trở về thì tốt. Vừa nói, nàng vội vã từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong bò ra ngoài, đưa lưng về phía Diệp Thần mặc vào quần áo, sải bước sẽ phải rời khỏi. Gấp như vậy trước đi sao? Diệp Thần kêu lên. Sở Băng tiếng nói dừng chân một cái, quay đầu lại, vẻ mặt lại là xấu hổ, lại là cảm kích nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ người cứu vớt ta. Ta muốn trở lại ca ca ta bên người. Tương lai chờ ngươi hoàn toàn thừa kế Viêm Thiên Đế đại người đạo thống, có lẽ chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Ta sẽ trở thành là con dân của ngươi. Còn như hiện tại, ta cáo từ trước, chúc ngươi võ vận xương long. Dứt lời, Sở Băng tiếng nói mũi chân ở Titan thần trên hạm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể mềm mại bay vút ra, trôi giạt rời đi, thân hình rất nhanh dần dần không nhìn thấy ở hạm thuyền bên ngoài hắc ám trong hư không. Nàng đi về nhà. Diệp Thần nhìn nàng đi xa hình bóng, trong lòng buồn bã mất mát. Phụ thân, đây là, tiểu cấm yêu từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong ló đầu ra, khá có chút thấp thỏm nhìn Diệp Thần. Mẹ ngươi đâu? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Tiểu cấm yêu ngập ngừng nói, nương thân còn ở thiên ma tinh trong biển. Diệp Thần nói, ta không phải kêu ngươi chăm sóc nàng sao? Tiểu cấm yêu nói, ta xem nương thân dần dần thừa kế cỏ thần lực lượng. Thân thể khôi phục rất nhiều, hơi thở vậy càng ngày càng lớn mạnh, xem ra vậy không cần ta chiếu cố, ta liền lặng lẽ chạy trở lại. Hắn vẫn là thấp thỏm Diệp Thần, tình nguyện chạy về Diệp Thần bên người, vậy không muốn cùng tôn di. Diệp Thần thở dài một cái, biết trách cứ tiểu cấm yêu cũng là vô dụng. Hắn nặn chỉ thoáng suy tính, liền phát hiện nay tử thần giáo đoàn, loạn thành một đoàn. Thiên nữ rơi vào kiếm tử tiên trần trong tay, phải bị cầm đi nhúng kiếm. Đây là tử thần giáo đoàn tuyệt không muốn nhìn thấy sự việc. Tử thần giáo đoàn vì đào tạo thiên nữ, trả giá quá nhiều, thiên nữ tư chất thiên phú cực tốt, nàng là tương lai có thể thay thế ma nữ, trở thành tử thần giáo đoàn nồng cốt tồn tại. Nếu như thiên nữ bị kiếm tử tiên trần ném nhập lò lửa nhúng kiếm, vậy tử thần giáo đoàn tổn thất, liền quá khổng lồ. Dưới mắt, tử thần giáo đoàn đã hướng kiếm tử tiên trần sách lên giao thiệp, yêu cầu thả người. Bất quá. Kiếm tử tiên trần là đạo tông hộ pháp sứ giả một trong, địa vị cao quý, kêu hắn thả người, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dẫu sao, vốn là nhúng kiếm thí sinh Sở Băng tiếng nói, thân xác tinh hoa đã toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, coi như lại đem nàng bắt trở về, cũng không thể lại nhúng kiếm, kiếm tử tiên trần không thể nào thả người. Còn như tôn di, trước mắt còn núp ở thiên ma tinh hải chỗ sâu, cũng không người nào biết nàng rốt cuộc núp ở chỗ nào. Tử thần giáo đoàn bận bịu giải cứu thiên nữ, cũng không cách nào phân ra nhiều ít tinh lực, lại đi lùng bắt tôn di. Tướng so với trước kia, tôn di an toàn rất nhiều. Cùng dòng nàng hoàn toàn thừa kế cỏ mộ đạo thống, nắm giữ cỏ thần nhất mạch tất cả lực lượng, nàng đem sẽ nghịch thiên quật khởi,
phá giết ra tới. Diệp Thần biết Tôn Di an toàn, cũng là yên tâm rất nhiều, trừng mắt một cái tiểu cấm yêu, nói. Lần sau không cho phép quấy rối nữa. Dứt lời, Diệp Thần cầm tiểu cấm yêu ném hồi gió tiếng nói hồ tiên bên trong đi, lại đem gió tiếng nói hồ tiên thu vào luân hồi mộ địa. Rào. Luân hồi mộ địa bên trong, tiểu cấm yêu nhô đầu ra, nhưng thấy cách đó không xa, có một đạo to lớn thê lương bóng người, tràn đầy kịch độc hơi thở, không khỏi được trong lòng phát mao, kêu lên. Phụ thân, người này ai à, thật là đáng sợ hơi thở. Ta muốn trúng độc. Hắn nên không phải là cầm đế gia ra nói độc thủ dược thần đi. Tiểu cấm yêu rất thông minh, mơ hồ đoán được ông lão thân phận, lập tức hù được mặt cũng xanh biếc, lật đật lại chui vào gió tiếng nói hồ tiên đáy nước bên trong đi. Chỉ có mượn gió tiếng nói hồ tiên, hắn mới có thể thoáng chống lại độc thủ dược thần trên người tán phát ra khí tức đáng sợ. Đó là vô cùng kịch độc hơi thở, giống như có thể ăn mòn thiên địa. Thuốc thần tiền bối. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, thử nghiệm kêu gọi một tiếng. Độc thủ dược thần thân thể run lên, chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt mỗi một cái nếp nhăn, cũng mang theo bể râu tịch mịch dấu vết, thở dài nói. Xin lỗi, mộ chủ, đi qua trí nhớ đau đớn quá sâu, ta có chút chìm đắm vào, xin hãy thứ lỗi. Diệp Thần gặp độc thủ dược thần thái độ khách khí, nói chuyện vậy mười phần ôn hòa, âm thầm giải sầu, nói, không sao, tiền bối, ta nghe qua quá khứ của ngươi, đúng là. À, độc thủ dược thần thở dài nói, ngươi nghe qua liền tốt, bất quá có một số việc, ngươi hẳn còn chưa biết. Diệp Thần nói, à, độc thủ dược thần trong mắt thấm ra một chút bể râu, tựa như lại lâm vào nhớ lại bên trong, nói. Thật ra thì ta và thê tử ta thần tuyết giao cơ, lúc ban đầu là Thanh Liên đạo tổ tọa hạ đệ tử. Diệp Thần cả kinh, nói, Thanh Liên đạo tổ, vậy nói như thế tới, các ngươi há chẳng phải là và Hoa tổ là đồng môn. Thanh Liên đạo tổ, là một vị thập phần thần bí nhân vật lớn, là sáng thế Thanh Liên hóa thân, là mở ra nguyên sơ thế giới vĩ đại tồn tại. Độc thủ dược thần gật đầu nói, đúng vậy, tên ta kêu Đằng Thanh Châu, thê tử ta lúc ban đầu là sư muội ta, nàng trời xanh ngọc tuyết nguyên thể, có này cùng thể chất người, vạn tà bất xâm, có thể ngăn cản hết thảy hắc ám dơ bẩn. Khi đó, sư muội ta nói, nếu ai có thể phá hư nàng ngọc tuyết nguyên thể, để cho nàng dính dù là một chút xíu dơ bẩn, nàng gả cho ai. Lúc ấy, sư phụ tòa hạ rất nhiều đệ tử, bao gồm Hoa tổ và Phách đao thương lôi ở bên trong, cũng muốn thử nghiệm, nhưng bọn họ không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng cả kinh, ngắt lời nói, đợi một chút, tiền bối, người nói gì sao, Phách đao thương lôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ vào thời khắc này, nghe được cái này tên quen thuộc. Chẳng lẽ, đạo tông hộ pháp sứ giả Phách đao thương lôi, năm đó cũng là Thanh Liên đạo tổ đệ tử. Độc thủ dược thần nói, đúng vậy, hắn rất lợi hại, thế gian truyền thuyết vô tưởng một đao là nhất đỉnh cấp, nhưng hắn nhưng nhìn hờ hững, cảm thấy chắc có lợi hại hơn đao pháp, hắn từ thời điểm còn nhỏ bắt đầu, liền vì theo đuổi vượt qua vô tưởng một đao tồn tại, mỗi ngày chăm chỉ luyện đao. Sư phụ tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, liền đếm hắn đạo tâm nhất là thuần khiết, trong mắt chỉ có đao pháp. Đao pháp của hắn bá đạo rất, chúng ta liền cho hắn cái danh hiệu, kêu Phách đao thương lôi. Ta không biết đao pháp của hắn, cuối cùng tu luyện tới cảnh giới gì, cũng không biết hắn có hay không vượt qua vô tưởng một đao. Ta chỉ biết là, sư phụ cuối cùng bị hắn một đao giết chết. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nói Thanh Liên đạo tổ là bị Phách đao thương lôi giết chết. Thanh Liên đạo tổ, có thể nói là nguyên sơ thế giới nắm giữ, nếu như hắn không chết, nguyên sơ thế giới không sẽ bị tiêu diệt. Nếu như Phách đao thương lôi, thật giết sư phụ, chém giết Thanh Liên đạo tổ. Vậy hắn liền ngang hàng gián tiếp hủy diệt nguyên sơ thế giới. Độc thủ dược thần nói, không sai, chuyện này đặc biệt bí mật, thậm chí liền Hoa tổ cũng không biết, chỉ có ta biết chân tướng, sư phụ là bị Phách đao thương lôi giết chết. Lúc ấy ta đã mười phần tinh thông độc cổ thuật, ta một cái sâu bay cổ, thấy được Phách đao thương lôi, một đao chém chết sư phụ hình ảnh. Ta ở trên mình ngươi, bắt được một chút cùng Phách đao thương lôi tương quan nhân quả, ta nói cho ngươi chuyện này. Chỉ là muốn cảnh cáo ngươi. Mộ chủ, Phách đao thương lôi người này, trong mắt chỉ có đao pháp, hắn không có bất kỳ cảm tình, lãnh khốc đến đáng sợ, ngươi đừng muốn cùng hắn kết làm cái gì thiện duyên, cái này là chuyện không thể nào. Diệp Thần trong lòng rét một cái,
Huyền Trần Tiên Đế từng phân phó qua, cùng hắn bước lên thần sau đó, có thể đi Thương Lôi Sơn, gặp mặt Phách Đao Thương Lôi, thỉnh cầu đối phương tặng cho cơ duyên. Nhưng bây giờ nghe độc thủ dược thần mà nói, cái này Phách Đao Thương Lôi, rõ ràng muốn so với Diệp Thần tưởng tượng, muốn tàn bạo rất nhiều. Muốn từ trong tay hắn, bắt được cơ duyên gì, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Độc thủ dược thần thấy Diệp Thần cái này ngưng trọng hình dáng, liền cười nói, ha ha, mộ chủ, không cần quá lo lắng, Phách Đao Thương Lôi tánh tình tuy lãnh khốc, nhưng hắn ân oán rõ ràng, cũng không phải là người xấu, người gặp là có thể gặp hắn, nhưng đừng nghĩ thâm giao, vậy không thể nào. Diệp Thần nói, hắn giết chết Thanh Liên đạo tổ à? Độc thủ dược thần lắc lắc đầu nói, hắn không phải là cố ý, hắn nói hắn đao pháp đại thành, muốn sư phụ kiểm chứng. Sư phụ gật đầu đáp ứng, hắn liền rút ra đao. Nhưng, nào nghĩ tới, hắn một đao rút ra, sư phụ lại có thể không đỡ được, tại chỗ liền bị hắn giết chết. Ở trước khi chết, sư phụ vậy rất vui vẻ yên tâm, nói hắn đao pháp đã mau vô địch, chỉ cần tái chiến thắng một người, thì thật có thể vô địch. Diệp thần nói, ai? Độc thủ dược thần nói, đạo tông đại chủ tể. Diệp thần nói, đại chủ tể. Độc thủ dược thần nói, đúng vậy. Phách Đao Thương Lôi ở chém chết sư phụ sau đó, không nói một lời rời đi, hắn rời đi nguyên sơ thế giới, đi ra tìm đại chủ tể. Hắn cuối cùng là tìm được, bất quá, hắn không đánh lại đại chủ tể, hai bên giao phong ngàn chiêu, hắn cuối cùng sa sút. Đại chủ tể yêu quý hắn năng lực, liền đem hắn mang theo bên người, hắn sau đó thành đạo tông hộ pháp sứ giả, cùng đại chủ tể quan hệ mật thiết rất. Hắn ở lại đạo tông, chỉ có một cái mục đích, chính là tu luyện tiến bộ. Một ngày kia, có thể giết chết đại chủ tể. Diệp thần nghe xong Phách Đao Thương Lôi chuyện đã qua, rung động trong lòng được không nói ra lời. Không nghĩ tới Phách Đao Thương Lôi đi qua, như vậy lại có thể hung mãnh, một đao giết sư phụ, vừa có thể ở đại chủ tể dưới quyền, chống đỡ ngàn chiêu mới sa sút, có thể nói là không xuất thế cao cấp cường giả. Độc thủ dược thần nói tiếp, bất quá, Phách Đao Thương Lôi coi như lợi hại hơn nữa, năm đó vậy không phá hết sư muội ta Ngọc Tuyết nguyên thể. Cuối cùng là ta, đảo làm ra rất nhiều độc dược, rốt cuộc để cho sư muội ta Ngọc Tuyết nguyên thể, được chút ô nhiễm, ta rất nhanh giúp nàng giải độc, nàng cũng tin thủ cam kết, thật gả cho ta, ha ha ha. Nói tới chỗ này, độc thủ dược thần thoải mái cười to, giữa hai lông mày ứ động ý quét một cái sạch. Hiển nhiên, năm đó có thể bằng vào một tay độc thuật, ôm mỹ nhân về, hắn vậy đặc biệt đắc ý. Bất quá như vậy biểu tình đắc ý, chỉ là kéo dài ngay tức thì. Chính là bị phiền muộn cùng không biết làm sao thay thế. Hắn tiếp tục nói, ta cưới liền sư muội ta sau đó, không lâu, sư phụ liền bị Phách Đao Thương Lôi sát chết, nguyên sơ thế giới cũng phải sụp đổ, ta và sư muội ta chạy nạn đi ra, đi tới vô vô thời y không chủ thế giới, gặp được so nguyên sơ thế giới hung tàn nhiều lắm giết hại. Ở vô cùng vô tận giết hại bên trong, ta và sư muội ta cả ngày lo lắng đề phòng, chúng ta khi đó đã có một đứa con gái. Chỉ muốn qua điểm cuộc sống an ổn, cũng không ý cùng ngoại giới phân tranh. Nhưng, khói lửa cả ngày, giết hại vô cùng, liền không có một cái an ổn địa phương, chúng ta coi như muốn né tránh, cũng không biết tránh đi nơi nào. Ở nơi này vậy khốn cảnh bên trong, ta muốn, là không ngừng tăng lên tu vi, tăng lên độc thuật, mạnh mẽ tự thân, tiến tới bảo vệ bên người người chí thân. Nhưng sư muội ta, nàng nhưng ngộ nhập đường rẽ, đi thờ phượng cái gì người ngu thần thuật. Nàng cảm thấy, chư thiên giết hại không ngừng, là bởi vì là quá nhiều người, sinh linh cũng quá hơn. Chỉ cần cầm chư thiên sinh linh, toàn bộ giết sạch, đúc thành người ngu, vậy thế gian liền thái bình. Nàng cùng ta nói người ngu thần thuật sự việc, nàng nói đem bên ngoài sinh linh toàn bộ giết sạch, đúc thành người ngu, cuối cùng chỉ để lại vợ chồng chúng ta và con gái, thế gian liền lại không yêu sầu, ta nói nàng điên rồi, chư thiên trăm triệu 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 sinh linh. Lại làm sao có thể giết được sạch sẽ? Nàng nói có thể, chỉ cần có thể lĩnh ngộ người ngu thần thuật bí ẩn, liền có thể đồ sát nhất thiên hạ. Đây quả thực là bất chấp lý lẽ, hoàn toàn bị một ít thứ che đôi mắt, thậm chí có thể hại ta và con gái. Diệp thần nghe đến chỗ này, nói, thì ra là như vậy, vậy nói như vậy, thần tuyết giao cơ tiền bối tín niệm, mặc dù cực đoan, nhưng vậy không cực đoan đến không thể hiểu bước, nàng vậy chỉ là vì bảo vệ người thân. Nhất cực đoan người ngu tín ngưỡng, là cầm nơi có sinh linh toàn bộ tàn sát hết, bao gồm mình và chí thân, để cho thế giới quy về người ngu,
vậy thì thật là Diệp Thần không cách nào hiểu cực đoan tín niệm. Mà Thần Tuyết Giao Cơ ý tưởng, mặc dù vậy 10 phần cực đoan, nhưng chí ít Diệp Thần là có thể hiểu được. Độc Thủ Dược Thần nói, người nói thế nào loại cầm mình vậy hiến tế hết, dùng để đúc người ngu tín niệm sao? Như vậy cực đoan ngoại hạng ý tưởng, sợ rằng chỉ có sáng tạo ra người ngu thần thuật người kia, mới biết nghĩ như vậy. Sư muội ta mặc dù cực đoan cùng điên cuồng, nhưng đối với ta và con gái ta, vẫn là rất tốt rất tốt. Nói tới chỗ này, Độc Thủ Dược Thần lại có chút vui vẻ yên tâm. Nhưng rất nhanh, hắn cái này cổ vui mừng vẻ mặt, lại lần nữa đổi được bất đắc dĩ, nói. Bất quá, ta và nàng bởi vì người ngu thần thuật chuyện, sinh ra nghiêm trọng khác nhau, dần dần quyết liệt, nàng từ đầu đến cuối cố chấp cho rằng, chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh ngộ người ngu thần thuật bí ẩn, liền có thể tàn sát hết chư thiên, không người nào có thể ngăn cản. Ta cùng nàng nói rất nhiều lần, căn bản không có mạnh mẽ như vậy thuật pháp, cường hãn đến đủ để tàn sát thiên hạ bước, cái này lại làm sao có thể. Nhưng, nàng không hề nghe, chúng ta giữ vết rách càng ngày càng lớn, nàng đối với ta từ thích biến thành ghét, thậm chí mệnh lệnh thủ hạ nàng người ngu người của thần điện, tới đuổi giết ta. Ta ở nàng dưới sự đuổi giết, cả người độc thuật cùng độc cổ công phu, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng thành chư thiên độc công người thứ nhất, thật là châm biếm. Nàng đuổi giết, cho đến mặt pháp thời đại hạ xuống sau mới dừng lại, ta và con gái ta núp ở Già La núi thần, may mắn tránh thoát mặt pháp thời đại, nhưng đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên. Mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, vì sinh tồn, ta là hoa tổ làm việc, ta ở hắn trong vườn thuốc, phát hiện cầm đế hài cốt dấu vết, biết hắn giết chết cầm đế, nhưng không dám tiết lộ cho người bất kỳ. Hắn kêu ta hỗ trợ hủy diệt cầm đế vật lưu lại, lấy xóa đi cầm đế tồn tại dấu vết, miễn được hắn hồi phục, ta cũng không thể làm gì khác hơn là ra tay tương trợ, nếu không con gái ta không có đầy đủ tài nguyên còn sống. Nàng lúc ấy tu luyện độc công, độc nhiệt tích lũy đã vô cùng là sâu nặng, cần hoa tổ cung cấp đại lượng dược thảo bồi bổ, mới khá kéo dài tánh mạng. Cầm đế nhất yêu quý hai cây đàn cổ một trong, đại thánh tặng âm đàn, chính là bị ta độc dược hủy diệt, dây đàn dính liền kịch độc, tiếp xúc tức chết. Diệp Thần gật đầu một cái, nói tiền bối, vậy ngươi có thể được ở cầm đế thiên tôn trước mộ, thật tốt nói xin lỗi một phen, hắn khi còn sống nhất yêu quý, chính là hắn rất nhiều nhạc khí. Độc Thủ Dược Thần phạm vào lỗi, bất quá cũng không coi là quá nghiêm trọng, dẫu sao coi như không có hắn, hoa tổ vậy sẽ nghĩ đủ phương cách, hủy diệt cầm đế vật lưu lại. Hơn nữa, Độc Thủ Dược Thần cũng là bị buộc không biết làm sao, mới sẽ như vậy. Độc Thủ Dược Thần nói, đây là tự nhiên, ta thật xin lỗi cầm đế thiên tôn, đáng tiếc hắn đã biến mất, ta liền nói xin lỗi cơ hội cũng không có. Nói tới chỗ này, hắn lại thâm sâu cảm tiếc nuối. Thật ra thì trước đây có nhiều lần, hắn cũng mau có thể tỉnh lại, nhưng cuối cùng luôn là kém một chút thời cơ. Cho đến thấy Thần Tuyết Giao Cơ sau đó, hắn mới rốt cục tỉnh lại. Bất quá hắn lúc tỉnh lại, cầm đế thần hồn đã tan mất. Hôm nay muốn sống lại cầm đế mà nói, chỉ có dựa vào Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng, mới có thể sống lại cầm đế loại cấp bậc này cường giả. Diệp Thần lại hướng Độc Thủ Dược Thần hỏi, tiền bối. Vậy cuối cùng, là hoa tổ giết chết ngươi. Độc Thủ Dược Thần nói, đúng vậy, khi đó, hoa tổ ý nghĩ ra một kiện kêu bảy bảo liên đăng pháp bảo, ta đã bắt được hắn sát tâm. Hắn muốn giết ta, cầm ta thiên đế hài cốt, đi bổ túc pháp bảo ảo tưởng, đem vậy bảy bảo liên đăng đúc đi ra. Hắn biết ta tung tích của nữ nhi, con gái ta cũng cần dựa vào hắn còn sống, ta không dám phản kháng hắn. Nhưng, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Ta tìm được một cái lánh đời nữ đế, cầu nàng hỗ trợ, chế tạo ra liền một kiện đặc thù pháp bảo, kêu âm la tiên dù. Có vậy âm la tiên dù, con gái ta thì có che chở, chỉ cần không tiếp xúc chuyện của ngoại giới vật, trong cơ thể độc nhiệt ma chướng, liền sẽ không dễ dàng phát tác. Từ nay về sau, con gái ta coi như không có hoa tổ cung cấp tài nguyên, cũng có thể sống đi xuống. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu độc cô già la vậy hộ thân dù đen, kêu âm la tiên dù. Chính là Độc Thủ Dược Thần năm đó, ủy thác người khác tạo ra. Người nữ kia đế là, Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Độc Thủ Dược Thần lắc lắc đầu nói, nàng đã sớm lánh đời, ta không thể tiết lộ nàng tên chữ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng chưa có lại hỏi tiếp. Độc Thủ Dược Thần nói tiếp, ta bắt tay chặt đứt, con gái ta cùng ngoại giới dính líu dấu vết, để cho nàng mai danh ẩn tính,
không nên ra ngoài. Đồng thời, ta chế tạo ra liền si tình cổ, chuẩn bị dùng ở sư muội ta trên mình, chỉ cầu nàng có thể hồi tâm chuyển ý, đừng nữa ngông suy nghĩ gì đúc người ngu. Chỉ cần nàng trở lại bên người ta, vợ chồng chúng ta hai người hợp lực, đủ để đánh chết Hoa Tổ. Nhưng không ngờ, ta một người làm, bán đứng ta, đem tin tức nói cho Hoa Tổ. Hoa Tổ biết ta có phản tim, lập tức tiên hạ thủ vi cường, đem ta mai phục chu diệt, cuối cùng lại dùng ta hài cốt, đúc tạo ra được bảy bảo liên đăng. Thật may, con gái ta đã thành công che giấu, tất cả cùng nàng tương quan thiên cơ dấu vết, ta toàn bộ chặt đứt, cho dù là Hoa Tổ, cũng không cách nào theo dõi nàng chỗ. Những thứ này chuyện đã qua, độc thủ dược thần toàn bộ nói cho Diệp thần nghe, giọng mang vô tận bể dâu cùng thổn thức, lại có một chút vui mừng. Dẫu sao hiện tại con gái hắn, còn sống khỏe mạnh, đây là may mắn lớn nhất. Diệp thần nghe xong những chuyện này, thật sâu cảm thấy Hoa Tổ đáng ghét, nói tiền bối ngươi yên tâm, Hoa Tổ hại được ngươi và Cầm Đế Thiên Tôn, luân lạc đến đây, ta tương lai nhất định giết hắn, giúp các ngươi trả thù. Độc thủ dược thần vuốt cằm nói, rất tốt, mộ chủ, ngươi có phần tâm tư này, ta rất là cảm kích. Dừng một chút, hắn vừa cẩn thận quan sát Diệp thần, cau mày nói, bất quá, ngươi tu vi quá kém, thậm chí còn không bước lên thần, ta có rất nhiều thần thông độc thuật, đều không thể truyền thụ cho ngươi, nếu không ngươi có thể gặp cắn trả. À, ta nơi này có một bản cỏ độc chân kinh, bên trong thu lục vô vô thời ý không rất nhiều cỏ độc độc tài, ngươi trước xem, bên trong có rất nhiều là đào tạo độc cổ vật cần, sau này chờ ngươi tu vi cường đại, ta lại truyền cho ngươi chân chính độc thuật. Độc thủ dược thần sử dụng một bộ kinh thư, giao cho Diệp thần. Vậy kinh thư bìa, in cỏ độc chân kinh bốn chữ, từng tia nhàn nhạt sương mù màu đen ải, lượn lờ ở cuốn sách bên trên, thấm ra một chút quỷ bí hơi thở. Diệp thần nhận lấy, mở ra vừa thấy, liền thấy chân kinh bên trong, thu lục rất nhiều cỏ độc dược liệu hình vẽ, còn có ảo tưởng tạo hóa phương pháp. Vô vô thời ý không tồn tại đặc thù tạo vật quy luật, trên lý thuyết, chỉ cần năng lực đủ, tài nguyên đủ, có thể tự ảo tưởng bên trong, sáng tạo ra bất kỳ đồ. Cỏ độc chân kinh bên trong ghi lại cỏ độc, thiên thiên vạn vạn, nếu như muốn đi thu thập nói, đơn giản là khó hơn lên trời, nhưng nếu như là dựa vào ảo tưởng tạo vật, vậy thì đơn giản nhiều. Diệp thần tính toán huyền bí trong đó, chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, lập tức hướng độc thủ dược thần chắp tay nói. Đa tạ tiền bối truyền thụ. Chỉ cần quen thuộc cỏ độc chân kinh, Diệp thần là có thể đánh tốt cơ sở, sau này lại đi tu luyện độc thuật, vậy thì đơn giản nhiều. Độc thủ dược thần gật đầu nói, không sao, không cần cảm ơn ta, mộ chủ, tương lai hướng Hoa Tổ báo thù, còn được dựa vào ngươi. Nói đến Hoa Tổ thời điểm, độc thủ dược thần trong mắt lướt qua một chút che lấp, cho dù năm tháng bể dâu, hắn đối Hoa Tổ cừu hận, vậy không có chút nào yếu bớt. Diệp thần nói, ừ. Độc thủ dược thần nói, cái này Hoa Tổ, thật đúng là đáng ghét rất. Năm đó hắn còn muốn ô nhục sư mẫu, bị sư phụ phát hiện, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Người này tâm thuật bất chánh, làm ác đa đoan, ta thật không biết đại chủ tể là nghĩ như thế nào, lại có thể cầm hắn mời chào vào đạo tông. Diệp thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, sư mẫu của ngươi là. Độc thủ dược thần nghe được vấn đề này, chần chờ một tí, tựa hồ cũng có chút nỗi niềm khó nói, nhưng cuối cùng vẫn là thản nhiên hướng Diệp thần nói. Ta sư mẫu là sư phụ huyễn muốn tạo ra cô gái, hắn rút ra mình một cây xương sườn, lại hao phí vô số tài nguyên, vô tận bổn mạng tinh hoa, đem sư mẫu chế tạo ra tới, lấy tên là Thiên Mẫu, thậm chí phải đem nàng cung phụng là Trung Cực Thần. Hôm nay ở vô vô thời ý không, có vài người sẽ đem ta sư mẫu Thiên Mẫu nương nương, làm là Trung Cực Thần, thật ra thì không phải vậy. Cũng không có gì Trung Cực Thần, Thiên Mẫu nương nương là ta sư mẫu, là sư phụ ta Thanh Liên Đạo Tổ thê tử. Vì chế tạo ra Thiên Mẫu, sư phụ tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể chính là bởi vì như vậy, hắn cuối cùng lại không ngăn được phách đao thương lôi một đao, à. Diệp thần nội tâm đại chấn, vậy nói như thế tới, tiểu thảo thần Thanh Nghiên tín ngưỡng Thiên Mẫu, thật ra thì cũng không phải là Trung Cực Thần, chẳng qua là Thanh Liên Đạo Tổ thê tử. Mơ hồ tới giữa, Diệp thần cảm nhận thiên cơ, thấy được vô tận cổ xưa năm tháng. Năm đó Thanh Liên Đạo Tổ, vì chế tạo Thiên Mẫu, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Vị kia Thiên Mẫu nương nương, thừa kế hắn phần lớn lực lượng, cho nên mới lớn mạnh như vậy, thậm chí đủ để sáng tạo ra đế rơi vũ trụ này cùng pháp bảo.
Mà Thanh Liên đạo tổ, tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó, đã đổi được vô cùng suy yếu, cuối cùng bị phách đao thương lôi một đao chém chết. Nếu như là đỉnh cấp thời điểm Thanh Liên đạo tổ, vậy tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, sẽ chết ở phách đao thương lôi trong tay. Đây chính là nguyên sơ thế giới nắm giữ, là tạo ra hỗn độn, mở ra thiên địa vĩ đại tồn tại, nơi nào có như thế dễ dàng bị giết chết. Mộ chủ, người đi ra ngoài trước đi, ta cần nghỉ ngơi. Người sau này, tận lực không muốn cùng người ngu hoang dã tiếp xúc, không muốn cùng sư muội ta tiếp xúc. Ta không muốn gặp lại nàng, nàng đã không có thuốc chữa, chỉ đang suy nghĩ cái gì đúc người ngu. Ta sợ gặp lại nàng, ta đạo tâm, sẽ rơi vào hỗn loạn. Nói như thế nhiều, độc thủ dược thần cũng có chút mệt mỏi, vô lực hướng Diệp thần phất tay một cái, báo cho một tiếng. Hắn không muốn nhìn thấy nữ thần tuyết giao cơ. Diệp thần hỏi, vậy nữ nhi ngươi đâu? Nghe vậy, độc thủ dược thần thân thể run lên, yên lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, không có nói thêm câu nào, chỉ là vẫy tay tỏ ý Diệp thần đi ra ngoài. Diệp thần im lặng, nói tiền bối, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lập tức, Diệp thần ra luân hồi mộ địa, trở lại Titan thần hạm trên bong, ngồi xếp bằng, vừa lật duyệt trước cỏ độc chân kinh, một bên khởi động hạm thuyền, đi thượng Hoàng Thiên Cung đi tới. Đang lái tới giữa, Diệp thần bỗng nhiên cảm thấy, chung quanh hắc ám hư không, xuất hiện một ít quái dị. Từ vậy bóng tối trong hư không, hiện ra từng đạo linh phù. Dần dần, linh phù số lượng, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thiên thiên vạn vạn, hội tụ thành một phiến thật lớn phù biển, vô cùng linh khí nhô lên, mười phần nguy nga. Phù biển chấn động, không ngừng có linh phù nổ, đợt khí cuồn cuộn, như vậy tung lên sóng gió kinh hoàng, hung mãnh hết sức. Diệp thần to lớn uy vũ Titan thần hạm, ở nơi dòng này phiến phù biển bên trong, lại giống như mênh mông trong đại dương một lá thuyền nhỏ, mịt mù rất nhỏ mọn, tựa như tùy thời cũng sẽ lật. Luân hồi mộ địa bên trong. Yên lặng độc thủ dược thần, cảm nhận được ngoại giới thay đổi, sắc mặt trầm xuống, kêu lên, phù tổ tới. Hắn tiếng nói rơi xuống không lâu, vậy phiến phù biển, cuồn cuộn nổ, một phiến phù văn xen lẫn, thiên đế khí bung ra, vạn trượng thần mang ngất trời, cuồn cuộn hà thải như nước lũ. Thần hy lóe lên tới giữa, một người mặc tinh không linh phù đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào, hơi thở gầy gò ông già, mang bộ mặt tức giận, chậm rãi nổi lên. Ở sau lưng lão giả, là cả người hình gầy nhom, gầy được da bọc xương nam tử, da ảm đạm, ánh mắt không sáng. Diệp thần nhận ra, nam tử kia lại là Lâm Chấn Nhạc. Trước đây uy vũ khỏe mạnh Lâm Chấn Nhạc, hôm nay lại luân lạc đến đây. Diệp thần nhìn một cái, cũng biết là Lâm Chấn Nhạc đạo tâm bị long đong, trước bị hắn dùng thời gian pháp tắc giết chết, 100% thời gian tuyến dập tắt 90%, hôm nay cho dù hồi phục. Cũng là sản yếu ớt quá, đã không còn ngày xưa tráng kiện bá đạo. Thấy vậy, Diệp thần không khỏi cười một tí, trong đầu nghĩ cái này Lâm Chấn Nhạc, không hổ là đạo tông đệ tử, nội tình đúng là thâm hậu, chịu đựng hắn đôi rắn tròm sau thời gian giết hại, lại còn có thể hồi phục. Nếu như là người bình thường nói, đã sớm thân tử đạo tiêu. Sư phụ, chính là hắn. Lâm Chấn Nhạc nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp thần, hướng bên người lão giả nói. Cái đó ông già, lộ vẻ lại chính là đạo tông bát tổ bên trong phù tổ. Vây khốn Diệp thần phù biển, chính là xuất từ thủ bút của hắn. Phù tổ ánh mắt, mang vô cùng lãnh ý cùng thiên đế uy áp, bắn tới. Diệp thần không có yếu thế, nhìn thẳng hắn ánh mắt, dựa vào võ tổ đạo tâm cùng độc thủ dược thần chống đỡ, cũng không có bị phù tổ áp chế. Ngươi chính là luân hồi chi chủ. Phù tổ gặp Diệp thần có thể chịu đựng hắn thiên đế uy áp. Ra mặt rung một tí, trong lòng biết luân hồi tiếng tốt không uổng. Đúng vậy, là phù tổ thiên tôn sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, hạnh hội. Diệp thần đúng mực, chắp tay. Phù tổ ha ha cười một tiếng, nói ha ha, lời khách sáo cũng không cần nói. Luân hồi chi chủ, người đem ta học trò, giết hại đến đây, ngày hôm nay dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời. Hắn con mắt nhìn xem Lâm Chấn Nhạc, mang vô hạn đau tim ý. Lâm Chấn Nhạc là hắn thần đạo cảnh học trò bên trong, có tiền đồ nhất một cái, nhưng thiếu chút nữa thì bị Diệp thần tuyệt sát, hôm nay tuy không có chết tuyệt, nhưng đạo tâm bị long đong, kém không nhiều là lâm vào là phế nhân, sợ rằng liền tham gia đạo tông thi đấu tư cách cũng không có. Diệp thần cười nói, không biết phù tổ thiên tôn, muốn cái gì giao phó.
Lâm Chấn Nhạc lớn tiếng nói, Diệp Thần, ta băng tiếng nói muội muội đâu? Diệp Thần nói, nàng đã đi rồi. Lâm Chấn Nhạc mặt liền biến sắc, cẩn thận bắt, lại cảm ứng được Diệp Thần trên mình, tựa hồ lưu lại một chút ấm nhang nhuyễn ngọc linh khí, đó là sở băng tiếng nói mùi. Hắn trong nháy mắt tim như bị đao cắt, nói, ngươi và nàng chuyện gì xảy ra, ngươi làm bẩn nàng. Diệp Thần cười một tiếng, nói, không có, là nàng chủ động, ta cũng không có biện pháp. Lâm Chấn Nhạc ngũ quan vặn vẹo, gầm to nói, ta giết ngươi. Hắn thân thể bạo xông lên ra, leo lên Titan thần hạm, hướng Diệp Thần phóng tới, liền phải liều mạng. Diệp Thần thần sắc rừng rưng, một cái thần kiếm ngự lôi quyết, gọi ra mười mấy cái sấm sét kiếm khí, trên không bổ xuống. Lâm Chấn Nhạc bạo xông lên mà đến thân thể, sẽ bị vậy sấm sét kiếm khí chém chết. Lúc này, phù tổ thân thể thoáng một cái, vậy leo lên hạm thuyền, đem Lâm Chấn Nhạc kéo trở lại. Diệp Thần gọi ra sấm sét kiếm khí, cũng bị một cổ vô hình uy áp, toàn bộ nghiền diệt. Ẩu tả! Phù tổ trợn mắt nhìn Lâm Chấn Nhạc một mắt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dáng. Lâm Chấn Nhạc cắn răng nghiến lợi, nói, sư phụ, nhất định phải làm thịt thằng nhóc này. Phù tổ hừ một tiếng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta tên đồ đệ này không ra hồn, ngược lại là để cho ngươi chê cười. Bất quá, ngươi không chào hỏi, một chút mặt mũi cũng không cho ta, liền đem hắn giết hại đến đây, nếu là truyền ra ngoài, ta cái này phù tổ, mất hết mặt mũi. Ngươi bồi thường ta 2 triệu hoàng kim nguyên ngọc, chuyện này cứ tính như vậy, mọi người sau này vẫn là bằng hữu. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, cũng có chút không nhịn được, nói, 2 triệu, ngươi tại sao không đi cướp? Phù tổ trầm giọng nói, 2 triệu, một phần cũng không thể thiếu, nếu không ta lập tức đem ngươi trấn áp, giao cho hoa tổ xử lý. Hắn biết Diệp Thần và hoa tổ tới giữa, ân oán mâu thuẫn cực lớn. Cầm đế và độc thủ dược thần sự việc, hắn mặc dù cũng không biết. Nhưng, hoa tổ biến 7 bảo liên đăng, bị Diệp Thần đoạt đi, nhưng là mọi người đều biết. Có thể nói, hoa tổ đối Diệp Thần hận thấu xương. Nếu như Diệp Thần rơi vào hoa tổ trong tay, vậy sợ rằng sẽ chết rất thảm. Diệp Thần nghe phù tổ uy hiếp, trong lòng rét một cái, nhưng cũng không có khuất phục, nói, phù tổ, là người đệ tử xúc phạm ta ở phía trước, hắn luân lạc đến đây, cũng là lỗi do tự mình gánh, không trách ta. Phù tổ lạnh lùng nói, ngươi không cần nói nhảm, tóm lại, 2 triệu nguyên ngọc, nội trong hôm nay giao cho ta, nếu không, ta liền mang ngươi đi gặp hoa tổ. Ngươi không có tiền, có thể kêu ngươi luân hồi trận doanh người, đưa tiền tới đây, ta có thể chờ. Diệp Thần ra mặt run lên, xem phù tổ vậy bộ dáng lãnh khốc, chuyện hôm nay, chỉ sợ khó mà làm tốt. Tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần gặp nguy hiểm, Diệp Thần treo ở bên hông bể tim chuông, cũng là tự động vang lên. Dĩ nhiên, cái này bể tim chuông tiếng vang, chỉ có Nhâm Phi Phàm có thể nghe được, người khác là không nghe được. Nhâm Phi Phàm sớm ở bể tim chuông phía trên, bày ra nhân quả luật, chỉ cần Diệp Thần gặp nguy hiểm, chuông liền sẽ vang động. Mà vào giờ phút này, đối mặt phù tổ uy hiếp cùng lường gạt, Diệp Thần không thể nghi ngờ là rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong. Lúc này, độc thủ dược thần lại nói, mộ chủ, hắn muốn mang ngươi đi gặp hoa tổ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cầm đế năm đó nhất quý trọng cửu tiêu hoàn bội cầm, ngay tại hoa tổ mạn đà trong sơn trang, nếu như chúng ta có thể đi vào, có lẽ có thể đem cửu tiêu hoàn bội cầm đoạt trở lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nếu là đi hoa tổ địa bàn, ta còn có sống đi ra có thể. Độc thủ dược thần nói, đừng lo lắng, ngươi và hoa tổ ân oán, đã khiến cho đại chủ tể chú ý, đại chủ tể ở sau lưng nhìn. Không có đại chủ tể cho phép. Hoa tổ cũng không dám tùy tiện giết ngươi. Hơn nữa, có ta ở đây, tin tưởng ta, lúc cần thiết, ta có thể đảm bảo ngươi trở lui toàn thân. Ta có một cái nhằm vào hoa tổ sát chiêu, nhưng thi triển cực kỳ khó khăn, coi như là ta đỉnh cấp thời điểm, cũng khó mà làm. Nhưng mượn ngươi luân hồi huyết mạch, có thể đem vậy đại sát chiêu thả ra ngoài. Tuy nói một chiêu kia, giá phải trả to lớn, nhưng đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối có thể che chở ngươi chu toàn. Còn nữa, ngươi đừng quên, ngươi trước đây hủy diệt hắn 7 bảo liên đăng, để cho được hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn hôm nay muốn giết ngươi, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần nghe độc thủ dược thần mà nói, hơi trầm ngâm suy tư, đi hoa tổ địa bàn, không thể nghi ngờ là đặc biệt mạo hiểm. Nhưng nếu như,
thật có thể bảo đảm tánh mạng an toàn, mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao. Dẫu sao, cầm đế nhất là quý trọng cửu tiêu hoàn bội cầm, ngay tại hoa tổ địa bàn bên trong. Nếu là có thể đoạt lại cửu tiêu hoàn bội cầm, cũng tu bổ như lúc ban đầu, Diệp Thần liền có thể được cái này cầm đệ nhất thiên hạ tên đàn. Vậy cầm đàn, cũng là dõi mắt chư thiên, duy nhất có tư cách trình diễn nằm mộng xuân hiểu tồn tại. Cân nhắc luôn mãi sau đó, Diệp Thần trong lòng có quyết định, trước đè xuống bể tim chuông tiếng vang, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phù tổ, nói, phù tổ, muốn không có tiền, ta một viên nguyên ngọc đều sẽ không cho ngươi, ngươi đi thôi. Nghe vậy, phù tổ ngũ quan nhất thời vặn vẹo một tí, nói, ngươi thật khi lão phu là nói đùa. Ta hỏi lại ngươi một câu, 2 triệu nguyên ngọc, có chịu hay không lấy ra? Ngươi nếu dám nói không chữ, ta lập tức đem ngươi trấn áp, đưa đến hoa tổ trong tay, để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Diệp Thần nói, ta muốn phù tổ tiền bối địa vị là đạo tông tôn tổ, hẳn là nói phải trái người. Phù tổ vui vẻ cười to, nói ta dĩ nhiên là nói phải trái, ngươi giết hại ta đệ tử, lại không chịu bồi thường, vậy ta phải để cho ngươi trả giá thật lớn, hoa tổ ra số tiền lớn truy nã ngươi, vậy ngươi hãy đi theo ta một chuyến đi. Dứt lời, phù tổ vung tay lên, toàn bộ phù biển cũng chấn động đứng lên, thiên thiên vạn vạn đạo linh phù phiêu bay lên, chuỗi liền đứng lên, hóa thành từng cái phù liên, huyên náo vang dội, đem Diệp Thần cùng cả chiếc titan thần hạm, cũng trói quấn quanh ở. Tràng diện này, 10 phần nguy nga, Diệp Thần hoàn toàn nhúc nhích không được. Rồi sau đó, vậy từng cái phù liên không ngừng bện qua lại, cuối cùng hóa thành một cái linh phù tạo thành hình cầu cực lớn, vô số sáng trói phù văn xen lẫn, vô cùng là lộng lẫy, giống như trôi lơ lửng ở hắc ám trong hư không một ngôi sao. Cuối cùng, linh phù kia hình cầu không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ thành giống như một viên đá cuội vậy, bị phù tổ cầm nặn ở trong tay. Chúng ta đi. Phù tổ cười đắc ý, liền mang theo Lâm Chấn Nhạc, đi hoa tổ lãnh địa, Mạn Đà Sơn Trang bay đi. Thằng nhóc này chết chắc. Lâm Chấn Nhạc trong mắt thì tràn đầy mừng như điên thần sắc, chỉ cho rằng lần này Diệp Thần rơi vào hoa tổ trong tay, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần ở phù tổ linh phù pháp cầu bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt một phiến đen nhánh, cái gì vậy không thấy được, vậy không cảm giác được ngoại giới thay đổi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần cũng không biết trải qua bao lâu, liền cảm thấy trước mắt dần dần xuất hiện quang lượng. Hắn ánh mắt híp lại, liền thấy một cái cả người tản ra mùi thảo dược đạo ông già, đang cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình, chính là hoa tổ. Hoa tổ gương mặt, bảo bọc một tầng âm ban, hơi thở thật không tốt, ra 10 phần ảm đạm. Bất quá Diệp Thần thân thể, hoàn toàn bị từng cái phù liên buộc, nhúc nhích không được, cũng không cách nào cùng hoa tổ đối kháng. Hoa tổ sau lưng, chính là hắn lãnh địa, Mạn Đà Sơn Trang, 10 phần hùng vĩ nguy nga, có rất nhiều mạnh mẽ tu sĩ tuần tra. Thấy Diệp Thần bị bắt Sơn Trang bên trong, tất cả tu sĩ ánh mắt, đồng loạt nhìn sang, có người đồng tình, có người chế giễu, cũng không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền bị bắt. Luân hồi chi chủ, người có thể coi là rơi vào ta trong tay. Hoa tổ trong mắt tràn đầy kích động mừng như điên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, Diệp Thần lại có thể sẽ thật rơi vào trong tay hắn. Diệp Thần nhưng mà hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hủy diệt hắn rèn luyện nhiều năm 7 bảo liên đăng, làm được hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn hận không được đem Diệp Thần giết liền rồi sau đó mau. Hoa tổ, thằng nhóc này liền giao cho ngươi xử trí. Phù tổ và Lâm Chấn Nhạc, đang đứng ở Diệp Thần bên cạnh, ở phù tổ trên mặt, mang một chút âm ngoan ý. Hoa tổ cười nói, phù tổ, đa tạ thỉnh tình, ngươi giúp ta bắt luân hồi chi chủ, ta rất là cảm kích, ngày khác sẽ đem quả cảm ơn đưa đến ngươi trong phủ. Phù tổ cười nói, không sao, thằng nhóc này rất phách lối, ngươi có thể được sát sát hắn nhuệ khí. Đại chủ tể hơn phân nửa là không đồng ý giết chết hắn, nhưng ngươi có thể từ từ hành hạ, để cho hắn kiến thức một chút, so chết còn đáng sợ hơn trừng phạt. Hoa tổ nói, đây là tự nhiên, ha ha. Phù tổ chắp tay nói, vậy ta liền cáo từ câu trước. Dứt lời, hắn liền dẫn Lâm Chấn Nhạc rời đi. Ở phù tổ hai thầy trò sau khi đi, hoa tổ sắc mặt cũng là hoàn toàn đổi được âm lạnh xuống, quát lên, người đâu, đem thằng nhóc này mang đi máu thịt vũng bùn. Hai người lính gác cường giả bước ra khỏi hàng, kêu, ưng. Liền đem Diệp Thần giam ở, mang nhập Mạn Đà Sơn Trang bên trong. Hoa tổ lại kém người đi bẩm báo đại chủ tể, hỏi xử trí Diệp Thần chuyện.
coi như không thể tùy tiện giết Diệp Thần, hắn tổn thất như thế nhiều, tổng không thể từ bỏ ý đồ. Diệp Thần tiến vào Mạn Đà Sơn Trang bên trong, liền thấy Sơn Trang này bố trí nhã trí, đình đài lầu các, hòn non bộ giả nước, linh khí dồi dào, sân nhỏ bên trong loại có rất nhiều hoa cỏ dược liệu, đều là ngoại giới hiếm thấy chân quý giống, không khỏi sinh trưởng được 10 phần tươi tốt. Vậy hai người lính gác, áp giải Diệp Thần đi tới Sơn Trang sau núi có một hang, hai người ép Diệp Thần tiến vào hang, dọc theo một cái đi thông dưới đất con đường, không ngừng đi xuống đi. Các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Diệp Thần thuận miệng hỏi, càng đi về phía dưới đất, hắn càng ngửi được một cổ nồng nặc quỷ dị mùi máu tanh, còn có cô lỗ lỗ ngâm nước tiếng, vô hình làm ra đầu tê dại. Đến ngươi cũng biết. Vậy hai người lính gác, không hề nhiều nói, liền mang theo Diệp Thần một đường đi dưới đất đi tới. Điều này đi thông dưới đất con đường, tựa như không có cuối, 10 phần rất lâu, Diệp Thần đi nửa giờ, cũng không có đi tới điểm cuối. Không khí đổi được kiềm chế trong đó, sâu trong lòng đất truyền tới mùi máu tanh, càng để cho người cảm thấy tim đập rộn lên. Bất quá, Diệp Thần có rất nhiều lá bài tẩy, ngược lại cũng không hoảng, tâm thần duy trì chấn định. Rốt cuộc, ở lại đi sau nửa giờ, Diệp Thần đi tới điểm cuối. Đây là một cái mục nát hoang vu thế giới lòng đất, bốn phía tràn ngập màu xám cho sương mù, không có bất kỳ lòng đất thực vật hoa cỏ tồn tại, cũng không có bất kỳ sinh linh. Liền con sâu con kiến cũng không có, có chỉ là thối giữa ao đầm, máu thịt tạo thành vũng bùn, không ngừng toát ra huyết phao, mùi máu tanh gay mũi, làm người ta nôn mửa. Vũng bùn bên trong, thối giữa thi thể cùng vệt trắng xương, lẫn nhau hòa lẫn, có âm hồn quỷ hỏa chiếm cứ trên đó, tăng thêm mấy phần khủng bố. Ở nơi này máu thịt vũng bùn bốn phía, đứng sừng sững từng cây một màu đen cột đá, những thứ này cột đá giống như là loại nào đó cổ quái nghi quỹ. Đem toàn bộ máu thịt vũng bùn vây lại. Mà nhìn kỹ lại, liền có thể thấy ở máu thịt vũng bùn trung tâm, tựa hồ còn có một cái tế đàn vậy thạch đài, lại hình như là một cái trận pháp, thấp thoáng ở rất nhiều thối giữa máu thịt bên trong, không ngừng hấp thu máu thịt vũng bùn ở giữa huyết khí, lại đem hắn dẫn dắt tới đất mạch bên trong, lớn mạnh địa mạch lực lượng. Chỗ này kêu máu thịt vũng bùn, có thể nói là hoa tổ đào tạo phân bón địa phương. Thấy Mạn Đà Sơn Trang khắp nơi nở rộ hoa cỏ dược liệu sao? Những hoa kia cỏ dược liệu chất dinh dưỡng, cũng đến từ cái này máu thịt vũng bùn. Thi thể và xương trộn máu thịt ao đầm, chính là tốt nhất phân bón. Mặc dù hoa tổ lần nữa tuyên bố, hắn chế tạo máu thịt vũng bùn giết người, đều là tội có cần phải có thế hệ. Nhưng cụ thể sự thật như thế nào, ta muốn ngươi chắc đoán được. Độc thủ dược thần ở luân hồi mộ địa bên trong. Hướng Diệp Thần giải thích cái này máu thịt vũng bùn lai lịch, lại là hoa tổ đào tạo phân bón địa phương. Cầm đế hài cốt, còn có máu ta thịt, ban đầu vậy ở trong đó, bất quá 5 tháng lưu chuyển, hôm nay là một chút cặn bã cũng không còn. Độc thủ dược thần lại lộ ra một cái tự giễu vậy nụ cười. Diệp Thần trong lòng khẽ run, máu này thịt nát đàm, như vậy bẩn thỉu hôi thối, nhưng là năm đó cầm đế đất chôn xương. Không thể không nói. Hoa tổ đích xác là lòng dạ ác độc, vượt xa Diệp Thần tưởng tượng. Cái này máu thịt vũng bùn, không biết hoa tổ tàn sát nhiều ít sinh linh, mới chế tạo ra tới. Diệp Thần sơ lược một cảm ứng, liền cảm thấy máu này thịt nát đàm, sâu đạt vạn trượng, đơn giản là khủng bố, bên trong toàn bộ chất đầy thối giữa máu thịt cùng xương. Thằng nhóc, ngoan ngoãn chờ hoa tổ thiên tôn xử trí đi. Vậy hai người lính gác, cầm ra đặc thù cấm linh xích sắt. Đem Diệp Thần cột đến bùn bờ đầm một cây cột đá trên. Dĩ nhiên, cái này cấm linh xích sắt, không cách nào chân chính cấm tuyệt Diệp Thần linh khí. Đang thức tỉnh liền luân hồi nguyên thể sau đó, Diệp Thần thể chất, thì trở nên được vô cùng cường hãn, trong cơ thể linh khí, đã không phải là vậy thủ đoạn có thể cấm tuyệt. Ở trói tốt Diệp Thần sau đó, vậy hai người lính gác rời đi, cũng không để lại trông chừng ý. Bởi vì chỗ này, là Mạn Đà Sơn Trang đáng sợ nhất cấm địa. Không người có thể chạy khỏi đi ra ngoài. Ở canh phòng đi liền sau đó, độc thủ dược thần thần hồn thân thể, liền từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Để cho ta tính một chút, hoa tổ lão già kia, rốt cuộc cầm cửu tiêu hoàn bội cầm, giấu ở địa phương nào. Vậy cầm đàn, là cầm đế dùng cực kỳ hiếm thấy cửu tiêu phượng tê mộc đúc thành, dây đàn là dùng 9 tầng trời mộng băng tàm tơ tằm chế tạo, lại quán chú rất nhiều cổ thần tinh hồn. Đàn đúc thành ngày, nguyên thiên đế tự mình khai quang ban phúc.
Lúc ấy hắn chuẩn bị đánh vào tinh không bờ bên kia, muốn cầm đế giúp hắn đánh ca tiễn biệt. Có thể nói, vậy cửu tiêu hoàn bội cầm, là cao cấp thần khí pháp bảo, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ, có vô số chúc phúc đại khí tượng, coi như là ta, cũng không cách nào hủy diệt. Độc thủ dược thần vừa nói, một bên bấm ngón tay suy tính, muốn bắt ra cửu tiêu hoàn bội cầm cụ thể chỗ. Cái đàn này, khẳng phô định ngay tại Mạn Đà Sơn Trang, hơn nữa không thể nào bị hoàn toàn phá hủy, bởi vì cái đàn này bản thân chính là cao cấp thần khí, nguyên thiên đế tự tay khai quang ban phúc qua, phá hủy cực kỳ khó khăn. Diệp thần nghe độc thủ dược thần mà nói, trong lòng đối với cửu tiêu hoàn bội cầm, cũng là tràn ngập tò mò. Vậy cầm đàn, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý cùng lợi hại? Nếu như có thể tìm được, hơn nữa tu bổ như lúc ban đầu mà nói, Diệp thần phỏng đoán bản thân có thể khải đàn ra nằm mộng xuân hiểu. Như vậy thứ nhất, hắn sắp tới đem đến đạo tông thi đấu bên trong, liền có nắm chắc đoạt lấy hạng nhất. À, cái đàn này. Đột nhiên, độc thủ dược thần sắc mặt đại biến, trong tay thần quang phun trào, hội tụ thành một màn thiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một phiến hắc ám. Bóng tối trong hình, có một cái cổ kính đàn khí, chạm trổ cửu tiêu phượng hót đồ đằng, thanh nhã cao tuyệt, tràn ngập từng luồng thanh quang, lộ vẻ lại chính là cửu tiêu hoàn bội cầm. Nhưng mà, ở cửu tiêu hoàn bội cầm bên trên, nhưng quấn vòng quanh từng luồng thi độc sát khí. Vậy từng luồng thi độc sát khí, che giấu cửu tiêu hoàn bội cầm linh khí, để cho được cái đàn này, nhìn như có chút ảm đạm. Mà ở cửu tiêu hoàn bội cầm bốn phía, chất đống từng tầng một thối giữa máu thịt xương, tầng tầng đè ép, không biết dày bao nhiêu. Diệp thần vừa nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời rõ ràng, ánh mắt co rúm một cái, nhìn về máu thịt vũng bùn. Nói, vậy cửu tiêu hoàn bội cầm, ở máu thịt vũng bùn phần đáy. Độc thủ dược thần ngưng trọng nói, xem ra là, không nghĩ tới hoa tổ lão nhân kia, lại có thể cầm chân quý như vậy cao nhã đàn cổ, chôn ở máu thịt vũng bùn này cùng bẩn thỉu địa phương. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy phải thế nào lấy ra? Độc thủ dược thần chau mày, nói, muốn cầm ra cửu tiêu hoàn bội cầm, cần lặn rơi máu thịt vũng bùn vạn trượng sâu để, sợ là không quá dễ dàng. Máu này thịt nát đàm, tích lũy vô số hài cốt thối giữa, chướng khí thi khí nồng nặc, coi như là thiên đế chủ thần cấp bậc cao thủ, cũng không khả năng tùy tiện lặn rơi xuống đi. Xem ra, hoa tổ cầm cửu tiêu hoàn bội cầm mai táng ở phía dưới, liền không dự định lấy thêm ra tới, thật là tàn nhẫn độc à. Diệp thần cũng cảm nhận được khó khăn, hắn đã bắt được cửu tiêu hoàn bội cầm cụ thể chỗ, nhưng máu thịt vũng bùn quá sâu, thi khí sát khí cũng quá mức khủng bố, hắn và độc thủ dược thần cũng không thể lặn rơi xuống đi, đem đàn mang lên. Suy nghĩ một chút, Diệp thần nghĩ đến một cái biện pháp, nói ta nắm giữ một môn bí pháp, kêu đại hoang trộm thiên thuật, trên lý thuyết, có thể ăn cắp thế gian vạn vật. Dừng một chút, Diệp thần lại lắc đầu nói, bất quá, ta đại hoang trộm thiên thuật tu vi còn chưa đủ, cách nhau vạn trượng sâu máu thịt vũng bùn, ta cũng khó mà đem cửu tiêu hoàn bội cầm trộm ra, trừ phi hoang lão tự mình ra tay. Độc thủ dược thần ánh mắt hơi chăm chú, nói, hoàng tự tại sao? Hắn đã thành đạo tông bát tổ một trong, muốn gọi hắn ra tay trộm đồ, chỉ sợ không quá dễ dàng. Diệp thần gật đầu một cái, đúng là, hiện tại coi như là hắn, muốn gặp hoàng lão một mặt, cũng là muôn vàn khó khăn. Độc thủ dược thần trù trừ nói, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Liền lắc mình trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Diệp thần vậy đang ngưng thần suy tư. Suy nghĩ như thế nào có thể cướp lấy cửu tiêu hoàn bội cầm. Thời gian ước chừng qua 4 tiếng, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, liền thấy hoa tổ mang mấy cái thị vệ, sải bước đi tới máu thịt vũng bùn, đứng ở diệp thần trước mặt. Thằng nhóc, mùi vị như thế nào? Hoa tổ cười lạnh nhìn về phía diệp thần. Diệp thần bị trói ở trên cột đá, trước mặt chính là máu thịt vũng bùn, từng luồng mùi máu tanh gay mũi. Không ngừng kích thích hắn. Máu thịt vũng bùn tản ra hơi thở, sát khí xâm nghiêm, lại mang có kịch độc mục nát thi khí, đủ để đem thông thường thần đạo cảnh tu sĩ, trực tiếp ăn mòn thành xương trắng. Bất quá Diệp thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể sau đó, thể chất đổi được cực kỳ cường hãn, coi như trực diện máu thịt vũng bùn, cũng là không bị ảnh hưởng chút nào, những máu kia mùi tanh đối hắn mà nói, bất quá là và gió mưa nhỏ. Dĩ nhiên, nếu là đem hắn ngâm đến máu thịt vũng bùn bên trong đi, tư vị kia chắc là không tốt lắm chịu. Ha ha, hoa tổ, làm sao,
đại chủ tể không cho phép ngươi giết ta sao? Diệp Thần cười cười nhạt, chút nào không hoảng hốt, nhìn thẳng Hoa Tổ ánh mắt, nói. Hoa Tổ ra mặt co rút một tí, hừ một tiếng, nói, thằng nhóc thúi, đừng quá kiêu ngạo, ta coi như bất tiện giết ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Ta đã phát tin cho các ngươi luân hồi trận doanh, kêu Nhâm Phi Phàm mang đồ tới đây chuộc ngươi. Ngươi hủy diệt ta bảy bảo liên đăng, như muốn sống, trừ phi Nhâm Phi Phàm mang theo luân hồi sách tới gặp ta. Nếu như ta không lấy được luân hồi sách, ngày mai sẽ cầm ngươi đẩy vào máu thịt vũng bùn. Ngươi sẽ không thật chết đi, nhưng ngươi huyết nhục, sẽ trở thành là ta trồng trọt hoa cỏ phân bón, ngươi xương, vậy sẽ toàn bộ mục nát hết, cuối cùng chỉ còn lại một món hồn phách, kéo dài hơi tàn, ha ha ha. Càng nói xong lời cuối cùng, Hoa Tổ giọng thì càng tàn bạo, trong mắt sát khí lộ ra. Diệp Thần nói, cái gì luân hồi sách, ta luân hồi trận doanh, cũng không có loại vật này. Hoa Tổ lạnh lùng nói, đừng giả bộ hồ đồ, nếu như không có luân hồi sách, Nhâm Phi Phàm làm sao sửa đổi đi qua, một bước lên trời thành cấp 9 thiên đế. Coi như là luân hồi sách cướp xám, đó cũng là luân hồi sách một phần chia. Hoa Tổ tự nhiên biết, luân hồi sách cho tới bây giờ không có bị chân chính chế tạo ra đã tới, nhưng có cướp cho tồn tại. Những cái kia cướp xám, là luân hồi sách ảo tưởng khái niệm, hướng thực tế chuyển hóa thời điểm, thất bại vẫn diệt biến thành, như nhau có sửa đổi đi qua năng lực, chỉ bất quá không có chân chính luân hồi sách cường đại như vậy thôi. Như bánh xe hồi sách cướp xám, chính là Nhâm Phi Phàm trung cực lá bài tẩy. Hoa Tổ chỉ muốn cướp biến lấy luân hồi sách cướp xám, như vậy thứ nhất, hắn tất cả tổn thất đều có thể đền bù, thậm chí một lần hành động có sửa đổi đi qua năng lực, đây quả thực là nghịch thiên. Diệp Thần cười nói, ha ha, mạng ta, tựa hồ còn không như vậy đáng tiền chứ. Phù Tổ chỉ muốn 2 triệu nguyên ngọc, người mở miệng thì phải luân hồi sách cướp xám, thật là để mắt ta. Hoa Tổ hừ một tiếng, nói thôi, lười được cùng ngươi nói nhảm, tóm lại, mặt trời lặn ngày mai trước, nếu như Nhâm Phi Phàm không cầm luân hồi sách tới chuộc ngươi, ngươi sẽ trở rơi vào máu thịt vũng bùn đi. Nói xong, Hoa Tổ liền vung tay lên, mang người thủ hạ rời đi. Hắn cũng không có dụng hình phạt đánh khảo hành hạ Diệp Thần, bởi vì bây giờ còn đang đàm phán giây phút. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm chịu giao ra luân hồi sách cướp xám, hắn có thể hoàn hảo không hao tổn thả Diệp Thần. Dẫu sao bắt được luân hồi sách cướp xám sau đó, hắn thì có sửa đổi đi qua năng lực, đủ để một bước lên trời. Nhưng nếu như, Nhâm Phi Phàm không có đem luân hồi sách mang đến, hắn tuyệt đối sẽ để cho Diệp Thần chịu đựng thế gian thảm thiết nhất trừng phạt. Nhâm Phi Phàm sẽ cứu ngươi, nhưng tuyệt sẽ không rơi vào Hoa Tổ tiết tấu, mặc cho hắn bố trí. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ Dược Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đích xác, nếu như Nhâm tiền bối hạ xuống, hắn có lẽ có biện pháp, có thể lấy ra cửu tiêu hoàn bội cầm. Vậy cửu tiêu hoàn bội cầm, chôn sâu ở máu thịt vũng bùn dưới, Diệp Thần và độc thủ Dược Thần, đều là bó tay. Nếu như Nhâm Phi Phàm hạ xuống, sự việc có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thời gian vội vã, Diệp Thần bị trói ở trên cột đá, ước chừng một ngày. Trói hắn xích sắt, ở máu thịt vũng bùn tinh khí không ngừng dưới sự xung kích, đều có ăn mòn mài nát vụn dấu hiệu, có thể thấy máu thịt nát trong đàm sát khí, có bao nhiêu nồng nặc kinh khủng, người nếu là rơi vào, sợ rằng hài cốt không còn. Ngày này đi qua, ước định thời gian vậy đến. Vào giờ khắc này, Diệp Thần nghe đến bên ngoài, truyền tới to lớn khí lưu tiếng nổ, đó là thiên đế khí bạo động khí tượng. Nhâm tiền bối tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhưng cẩn thận bắt dưới, vừa không có phát hiện Nhâm Phi Phàm hơi thở. Ha ha ha, Hoa Tổ, người khẩu vị không nhỏ à, luân hồi sách ngươi đều muốn, vật kia uy áp ngút trời, đại chủ tể cũng không dám đụng, ngươi lại dám muốn, thật không sợ chết sao. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi già nua phóng túng tiếng cười. Lại là Hoang Lão thanh âm. Hoang Lão? Diệp Thần ngây ngẩn, tuyệt đối không nghĩ tới. Nhâm Phi Phàm không có tới, Hoang Lão nhưng tới. Hoang tự tại, người tới ta Mạn Đà Sơn Trang làm chi? Hoa Tổ thanh âm vang lên, rõ ràng mang hốt hoảng. Diệp Thần nghe ngoại giới vang động, dứt khoát ra cầm xích sắt trên người và phù liên, toàn bộ tháo ra, sải bước đi ra ngoài. Hoa Tổ, là Nhâm Phi Phàm kêu ta tới, ngươi lập tức thả Diệp Thần, nếu không ta đem ngươi làm ác, truyền giao, để cho con dân của ngươi và tín đồ
đều tốt tốt nhận rõ Sở, người rốt cuộc là một người nào, ha ha ha. Hoàng lão nở nụ cười lạnh, tựa hồ nặn đến Hoa Tổ cái chuôi. Hoa Tổ bối bên trong lòng dạ ác độc, nhưng bên ngoài danh tiếng, là đàng hoàng nhân hậu tồn tại, hắn thật nhiều tín đồ cùng con dân, cũng cầm hắn làm hiền lành nhân nghĩa thần tới sùng bái, là hắn cung cấp vô số tín ngưỡng năng lượng. Nếu như hắn làm ác, toàn bộ bại lộ, vậy tín đồ của hắn căn cơ, nhất định phải sụp đổ, thực lực thật to suy yếu, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Dĩ nhiên, nếu như Hoàng lão dám làm như vậy nói, vậy cũng ngang hàng là xé rách ra mặt, không chết không thôi. Hoàng tự tại, người đừng phách lối, người không tư cách cùng ta nói chuyện. Người bất quá là một cái may mắn lên trước con kiến hôi, người không xứng bước vào ta lãnh địa, lập tức cho ta lăn, kêu Nhâm Phi Phàm tới đây. Hoa Tổ lớn tiếng gầm thét, giọng tức giận vô cùng. Đây là, Diệp Thần một đường cuồng xông lên, đã từ lòng đất vò tới mặt đất, liền thấy toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang, đều là gươm thuốt vỏ, nỏ dương dây, chứ nhiều hộ vệ cùng tu vi đều xuất hiện, từng cái rút ra đao rút kiếm, mặt đầy phòng bị, đằng đằng sát khí. Hoa Tổ mang đại đội nhân mã, đang cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời. Bầu trời bên trong, mặt trời mới vừa đi xuống. Nhưng bầu trời nhưng là huy hoàng sáng rỡ, Hoàng lão cao cứ trên bầu trời, cả người thần mang nổ tung, thiên đế khí cuồn cuộn, làm người ta nghẹt thở. Thời khắc này Hoàng lão, so với trước kia, không biết cường đại nhiều ít. Hoàng lão đắc đến đại chủ tể cất nhắc, tấn vị đạo tông tôn tộc, lại lột xác như vậy. Diệp Thần trong lòng ngầm âm thầm chấn động kinh, tuy nói giờ phút này Hoàng lão thực lực, còn không bằng Nhâm Phi Phàm, nhưng ở vô vô thời ý không bên trong. Vậy có thể nói là cao cấp cao thủ. Ồ, thằng nhóc, người ra ngoài rồi. Hoàng lão thấy Diệp Thần hiện thân ra, khá để ý bên ngoài. Hoa Tổ liếc mắt nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt nhất thời đổi được tàn bạo, quát lên, giết hắn. Vốn là, bởi vì đại chủ tể hạn chế, hắn là không dám qua loa động thủ. Nhưng hiện tại, hắn đã đánh mất lý trí, chỉ muốn giết Diệp Thần cho hả giận. Trong nháy mắt, Hoa Tổ bên người rất nhiều cường giả. Liền hô xì xì hướng Diệp Thần lướt đi. Ánh đao kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đan điền linh khí vận chuyển, trên mình chảy ra thời gian cùng không gian bí ẩn ánh sáng, mơ hồ tạo thành thời không đôi rắn. Hắn liền chuẩn bị không để ý giá phải trả, thì triển ra đôi rắn chòm sao, liều chết chống đỡ. Hu 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 hu. Nhưng vừa lúc đó, một đạo lạnh lẽo oán thê lương tiếng tiêu, đột ngột vang lên. Thổi tiêu người. Chính là Hoàng lão. Hoàng lão trong tay, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xuất hiện một chi ống tiêu, tổng cộng có 9 lỗ, tiêu trên mình khắc vô số thật nhỏ nốt nhạc, những thứ này nốt nhạc liền kết đứng lên, thật giống như có thể tạo thành một bài hát. Nghẹn ngào thê lương tiêu khúc, từ Hoàng lão giữa môi dòng nước chảy ra. Một khúc đứt ruột gan, chân trời không chỗ mịch chi âm. Vậy rất nhiều muốn đánh giết Diệp Thần võ giả các tu sĩ, tại nghe khúc này sau đó. Đều là sắc mặt thảm biến, giống như tâm can tồi đoạn, cả người run rẩy kịch liệt, trong tay đao kiếm loảng xoảng rớt xuống đất, tất cả người chật vật lui về phía sau, ngũ quan vặn vẹo. Là Long Lầu Huyền Ca đoạn trường khúc, Hoàng tự tại, người lúc nào nắm giữ. Hoa Tổ thần sắc đại biến, lập tức liền đã hiểu. Hoàng lão nơi thổi bài hát, chính là năm đó cầm đế sáng chế thập đại giang khúc một trong, kêu làm đoạn trường khúc. Một khúc đoạn trường. Dễ dậy nhân tâm phổi kịch liệt, ruột gan nứt từng khúc, vô cùng lợi hại. Hoàng lão lần này thổi, trong nháy mắt chân áp toàn trường, bá đạo vô cùng. Ta có thể chấp trường cửu khúc ống tiêu, tự nhiên cũng có thể thổi đoạn trường khúc. Hoàng lão khẽ mỉm cười, trong tay hắn ống tiêu, chính là thập đại cổ thần khí một trong, là cầm đế lưu lại cửu khúc ống tiêu. Ở thập đại cổ thần khí bên trong, cửu khúc ống tiêu uy lực yếu nhất, có thể trở thành cổ thần khí. Thật ra thì không phải nói cầm đế có lợi hại dường nào, mà là chi này ống tiêu, bị hắn tặng đưa cho đại chủ tể, dính đại chủ tể quang, cho nên vạn cổ bất ma, có tư cách bước lên thập đại cổ thần khí. Diệp Thần gặp Hoàng lão luyện ở giữa cửu khúc ống tiêu, thần quang phẩm tương chạm nhiên, phù văn khí tượng thâm hậu, muốn đến là đã từng đại chủ tể ban phúc khai quang, phẩm chất đã vượt qua trước kia. Hoa Tổ, Diệp Thần và ta liên quan ngươi cũng biết, thằng nhóc này là người ta. Ngươi còn không tư cách tổn thương hắn, lập tức thả người, chớ ép ta động thủ. Hoàng lão thu hồi cửu khúc ống tiêu, cười tủm tỉm nhìn Hoa Tổ, một bộ trên cao nhìn xuống hình dáng.
hắn mới vừa một bài đoạn trường khúc, đã trương hiện ra tự thân thực lực và thủ đoạn. Hoa Tổ ra mặt lay động, đâu chịu tùy tiện thả người, nói, Hoàng tự tại, người bị đại chủ tể chỉ rõ, đích xác là mai kia đắc đạo, hăm hở, nhưng ở ta Mạn Đà Sơn Trang, người còn không tư cách phách lối. Mạn Đà tròm sao, cho ta mở ra. Hoa Tổ bóp một cái pháp quyết, nhất thời màn đêm buông xuống, đầy trời ánh sao tách thả ra, ký kết thành Mạn Đà tròm sao đồ đằng. Cái này Mạn Đà tròm sao, chính là đích thân hắn chế tạo ra, vô cùng lợi hại. Mạn Đà tròm sao vừa ra, trong thoáng chốc, hư không rất nhiều ảo tưởng khái niệm nổ, toát ra thiên thiên vạn vạn đóa hoa tươi, phồn hoa vây quanh, hồng diễm ướt át, ùn ùn kéo đến, ở trên trời hình thành nguy nga rừng hoa. Hoang cứ bị tầng tầng rừng hoa vây lại, tựa như tùy thời có thể bị mai táng, cực kỳ nguy hiểm. Thiên địa trên hiện dưới, khắp nơi tràn ngập thấm người hoa nhang. Chỉ bất quá, hoa này lưng sau đó, nhưng mang nhọn khí tức nguy hiểm. Từ hoa kia nhang bên trong, Diệp Thần lại mơ hồ cảm nhận máu thịt vũng bùn khí tượng. Hoa Tổ có thể đem Mạn Đà tròm sao, tu luyện tới rừng hoa trải thiên bước, muốn đến không thiếu hấp thu máu thịt vũng bùn tinh hoa. Nhất thối giữa máu thịt, có thể thay đổi thành nhất phong phú phân bón, đào tạo được nhất xinh đẹp đóa hoa. Hoàng lão mắt lạnh nhìn bốn phía đỏ tươi rừng hoa, lâm nguy không loạn, nói, Hoa Tổ, người muốn xé rách ra mặt, vậy ta tùy thời phụng bồi. Đại chủ tể cho ta mấy kiện pháp bảo, vừa vặn có thể thử một chút uy lực. Nói xong, Hoàng lão thân trên khí lưu nổ ầm, giống như có cái gì cuồng bạo đáng sợ thần khí pháp bảo, sắp phá thể bay ra. Chậm! Hoa Tổ mặt liền biến sắc, lập tức kêu ngừng Hoàng lão. Làm sao, chịu thả người? Hoàng lão cười nói. Hoa Tổ hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ phạm xuống di thiên tội lớn, sao có thể như thế tùy tiện liền đi? Ngươi không để ý đạo tông quy củ, qua loa nhúng tay ta và người ngoài sự việc, cũng không sợ đại chủ tể trách phạt. Ha ha, người ta đều là đạo tông tôn tổ, nếu như nội đấu, chỉ sẽ để cho người ngoài chê cười. Như vậy đi, ta lui một bước, ta có một cái hoa nô, hắn tu vi là thần đạo cảnh đỉnh cấp. Nếu như luân hồi chi chủ, có thể chiến thắng ta vậy hoa nô, ta liền thả hắn rời đi. Nếu không, hắn phải lưu lại, ngươi như cố ý mang hắn đi. Trừ phi có bản lãnh tiêu diệt ta Mạn Đà Sơn Trang. Lời nói này nói được Hồng Lượng điếc tai, Hoa Tổ nguyện ý làm ra lui nhường, có thể thả Diệp Thần rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần phải chiến thắng hắn một cái hoa nô. Nghe được Hoa Tổ mở ra điều kiện, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hoa Tổ tự nhiên sẽ không ăn cái gì tốt tim, không thể nào tùy tiện để cho chạy hắn. Theo như lời hắn cái đó hoa nô, thực lực sợ rằng sẽ vô cùng cường đại. Diệp Thần tuyệt không thể nào tùy tiện chiến thắng. Hoàng lão chân mày cao lại, nói, người vậy hoa nô, tu vi là thần đạo cảnh đỉnh cấp. Hoa Tổ nói, đúng vậy, ta nghe luân hồi chi chủ thần uy vô địch, có nghịch phạt cường giả bản lãnh, muốn đi đối phó ta dưới quyền, một cái thần đạo cảnh đỉnh cấp nô tài, vậy không coi vào đâu việc khó. Hoàng lão ha ha cười nói, chỉ sợ ngươi cái đó nô tài, không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Hoa Tổ nói, lại không đơn giản, hắn tu vi vậy không vượt ra ngoài thần đạo cảnh. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như các ngươi chịu nhận chiến, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nếu như không chịu, Hoàng tự tại, vậy ngươi kêu nhiều một chút người tới, thử một chút xem có thể hay không tiêu diệt ta Mạn Đà Sơn Trang, cầm luân hồi chi chủ cứu ra ngoài. Hoàng lão nhìn một chút Diệp Thần, nói, thằng nhóc, như thế nào, dám tiếp chiến sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Gặp toàn trường người ánh mắt, cũng đang nhìn hắn. Nơi này dẫu sao là Mạn Đà Sơn Trang, là Hoa Tổ lãnh địa, coi như Hoàng lão hạ xuống, nếu quả thật xé rách ra mặt quyết chiến, chỉ sợ cũng là Hoa Tổ bên này chiếm ưu thế. Suy nghĩ sau một lúc, Diệp Thần liền gật đầu nói, chiến đi, ta không có vấn đề. Hắn suy nghĩ chỉ cần là thần đạo cảnh trong phạm vi địch thủ, hắn cũng có nắm chắc đối kháng. Chỉ cần không phải vượt qua thần đạo cảnh kẻ địch. Hắn cũng có cơ hội chu diệt. Rất tốt. Hoa Tổ nghe được Diệp Thần đáp ứng, vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên, Hoa Nô, đi ra bái kiến luân hồi chi chủ. Thanh âm hắn rơi xuống, đám người phía sau, thì có một cái nô bộc lối ăn mặc, bụi bặm mệt mỏi ông già, chậm rãi đẩy ra đám người đi ra. Vậy ông già thân thể gầy đét còng lưng, như một cái xấu hầu, gương mặt gầy đét đến đáng sợ, hốc mắt lõm sâu, da nổi lau một cái lau ám ban.
cả người thật giống như chúng độc như nhau, môi phơi bầy tím bầm vẻ, một bộ sắp chết chưa chết hình dáng, mười phần kinh người. Cho dù ai thấy cái này ông già, cũng cảm thấy hắn vô cùng nhỏ yếu, thật giống như một hồi gió là có thể đem hắn thổi ngã. Diệp Thần nhướng mày một cái, từ ngoài mặt xem, thật không nhìn ra cái này ông già, thậm chí có thần đạo cảnh đỉnh cấp thực lực. Hoa Nô gặp qua lão gia. Vậy ông già cung kính hướng Hoa Tổ thi lễ. Hoa Tổ gật đầu một cái, nói, người đi lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Hoa Nô nói, ừ, xoay người lại nhìn Diệp Thần, luân hồi chi chủ, xin chỉ giáo. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Hoa Nô, như cũ không nhìn thấu đối phương tu vi lai lịch. À, là tên nô tài này. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần nhìn chằm chằm Hoa Nô, nhưng phát ra một trận phẫn nộ kinh ngạc thanh âm. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần tò mò. Độc thủ dược thần nói, người này chính là năm đó bán đứng ta nô tài, ha ha, đã nhiều năm như vậy, nô tài kia còn chỉ là thần đạo cảnh, xem ra thiên phú đích xác tồi, khó khăn thành đại khí, coi như đầu phục Hoa Tổ, cũng bất quá là phế vật thôi. Diệp Thần trong lòng động một cái, độc thủ dược thần từng nói qua, hắn năm đó chủ mưu dùng si tình cổ, để cho thần tuyết giao cơ hội tâm chuyển ý, lại vợ chồng liên thủ phản kích Hoa Tổ, đáng tiếc tin tức bại lộ, hắn một người làm, bán đứng hắn, đem tin tức nói cho Hoa Tổ. Cuối cùng, hắn bị Hoa Tổ mai phục chu diệt, lúc này chết. Lúc đầu năm đó người bán đứng hắn, chính là Diệp Thần trước mắt cái này Hoa Nô. Mộ chủ, người cẩn thận một chút. Nô tài kia cùng ta học qua không thiếu độc thuật, người chớ không thể khinh thường. Độc thủ dược thần nhắc nhở. Được, ta biết. Diệp Thần trong lòng ngầm ám phòng bị, liền hướng vậy Hoa Nô chắp tay, nói, mời. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần một kiếm đâm ra, đầu tiên là sử dụng thần kiếm ngự lôi quyết, kiếm dẫn thiên lôi, cuồng bạo kiếm khí, hướng Hoa Nô bổ tới. Một kiếm này chỉ là dò xét, hắn muốn xem cái này Hoa Nô, rốt cuộc thực lực như thế nào. Chung quanh chư nhiều hộ vệ cửa, rối rít tránh ra, nhường ra một khối đất trống, để cho Diệp Thần cùng Hoa Nô so chiêu. Hoa Tổ sờ một cái râu, yên lặng quan sát, diễn cảm khá là bình thản, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Trên bầu trời, Hoàng Lão cũng là lạnh nhạt diễn cảm, bình tĩnh nhìn Diệp Thần và Hoa Nô tỉ thí. Hắn đối Diệp Thần, có thể là có to lớn lòng tin, có thể nói hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch. Hoa Nô thấy Diệp Thần thiên lôi kiếm khí chém tới, bước chân như trượt cá vậy đi lui về phía sau mấy bước, xem thân hình hắn gầy đét suy hủ hình dáng, thân pháp nhưng là mười phần linh hoạt. Tiên thiên độc long khí, cho ta tiêu diệt. Hạ một sát, Hoa Nô bóp một cái pháp ấn, trong cơ thể thả ra từng luồng bóng tối hơi thở, giống như sương mù vậy, thấm ra từng trận kịch độc thối giữa mùi vị, một nổi lên, liền làm được hư không suy suy vang dội. Vậy kịch liệt độc tố, tựa như liền không gian đều có thể ăn mòn. Vậy từng luồng khí độc, hóa thành từng cái độc long, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, trên không gầm thét, chấn động tâm hồn người. Diệp Thần chém đi giết sấm sét kiếm khí, lập tức liền bị Hoa Nô tiên thiên độc long khí cuốn lấy, tất cả lôi quang nhất thời ảm đạm xuống, kiếm khí trong nháy mắt hội diệt. Rồi sau đó, vậy từng cái độc long, liền gầm thét đạp chết hướng Diệp Thần, mang đáng sợ kịch độc khí. Chú ý, cái này lại là ta độc môn độc thuật, kêu tiên thiên độc long khí. Môn thần công này, cần hấp thu đại lượng kịch độc nguyên thế chấp, ở trong đan điền lắng đọng, cuối cùng lại tinh luyện thành tinh thuần khí độc, có thể hóa độc long, một thả ra, có thể chiếm đoạt chân thần, phai mở hồn phách, mười phần hung mãnh tàn nhẫn độc. Độc thủ dược thần trịnh trọng nói. Lúc đầu in cái này Hoa Nô sử thần thông, chính là hắn độc môn bí pháp một trong, tiên thiên độc long khí. Chừng năm cái độc long, gầm thét đạp chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần thầm giật mình, từ vậy tiên thiên độc long khí lộ ra khí tượng xem ra, cái này Hoa Nô, tu vi đúng là thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng so với vậy thần đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ, mạnh hơn rất nhiều. Độc thuật lực sát thương, có thể so với vậy thần thông hung mãnh nhiều. Diệp Thần mắt xem năm cái độc long đạp chết tới, lập tức thúc giục không gian quy luật, mở ra một mặt không gian cự vách đá, muốn đem độc long ngăn trở. Suy. Nhưng, vậy năm cái độc long, trên mình bộc phát ra kịch khí độc tức, nhưng là đặc biệt khủng bố, mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, lập tức liền đem Diệp Thần triển khai không gian cự vách đá, dòng thực ra một cái lỗ hổng, lại gầm thét liều chết xung phong. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, phải biết,
hắn khi lấy được đôi rắn tròm sao sau đó, đối không gian phép tắc lĩnh ngộ, thật to tăng lên, nơi bày ra không gian phòng ngự, vậy chân thần khó mà phá hỏng. Nhưng cái này cái hoa nô, dựa vào một tay tiên thiên độc long khí, nhưng là ung dung phá hư Diệp thần phòng ngự. Diệp thần theo bản năng liền muốn lui về phía sau né tránh, nhưng thời điểm này, độc thủ dược thần kêu lên. Chớ núp, cứng rắn bị hắn một chiêu. Diệp thần tâm niệm chuyển động nhanh chóng, lập tức liền dừng lại ở bước chân, không có né tránh, cứng rắn chịu hoa nô một chiêu. Xuy xuy xuy. Vậy năm cái độc long, lập tức liền nhào cắn đi lên, quấn quanh ở Diệp thần, đáng sợ khí độc tràn ngập, để cho được Diệp thần ra, cũng là xuy xuy vang dội, toát ra khói đen, khí độc nhanh chóng dọc theo da hắn, thấm vào đến thân thể trong kinh mạch mặt. Tiền bối, người cái này là dụng ý gì? Diệp thần khẽ cắn răng, những cái kia khí độc đặc biệt mãnh liệt, cuồng bạo dị thường, lại có rất nhiều tạp chất, càng mang theo vô vô thời ý không đặc thù giết hại quy luật, cho dù hắn có cổ độc thần mạch, cũng không cách nào tiêu hóa, lập tức liền cảm thấy da thịt đang nhanh chóng thối rữa, tựa như liền xương đều phải bị rong thực. Những thứ này khí độc là có thể hấp thu, ta truyền cho ngươi một môn công pháp, kêu lên tim loại ma quyết. Môn pháp quyết này, có thể hấp thu khí độc, ở trong đan điền trồng một viên ma độc hạt giống, sau này viên này ma độc hạt giống, nảy mầm sinh trưởng, là có thể trở thành ngươi lực lượng chi nguyên, thật to tăng lên ngươi thực lực. Độc thủ dược thần cong ngón tay bắn ra, một đạo thần quang bắn vào Diệp thần đầu óc bên trong. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp thần liền cảm ngộ đến một bài công pháp huyền diệu, lấy đạo tâm loại ma, hấp thu khí độc, ở đan điền bên trong trồng ma độc hạt giống, nắm giữ kịch độc nguyên. Không nghi ngờ chút nào, môn công pháp này, thập phần cường đại, ma chủng ra đời sau đó, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có thể bộc phát ra kinh thiên khí độc, càn quét chư thiên, độc bộ hoàn vũ, cực kỳ hung hãn. Nhưng, môn công pháp này, cũng có chí mạng nguy hiểm, chính là ma chủng bản thân mang theo ma nghiệt sát khí, rất có thể thương tổn tự thân. Ví dụ như độc cô Già La, nàng liền tu luyện qua đạo tâm loại ma quyết, hơn nữa tác dụng phụ nghiêm trọng đến khó mà tự lo liệu bước, cần dựa vào âm la tiên dù bảo vệ. Dĩ nhiên, Diệp thần có luân hồi huyết mạch, tự nhiên không sợ ma chủng cắn trả. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp thần trong lòng lướt qua đủ loại ý niệm, muốn hấp thu khí độc, nhưng vội vàng tới giữa, lại nơi nào tới kịp. Hắn mới vừa lĩnh ngộ đạo tâm loại ma quyết, vậy tiên thiên độc long khí khí độc, đã thấm vào đến hắn xương tủy bên trong, phải đem hắn cả người ăn mòn thành thi nước. Không tốt. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nguy cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mở luân hồi nguyên thể. Oanh! Luân hồi nguyên thể mở, Diệp thần quanh thân gió bão nổ, trên trán hiện ra một đạo phong chi đồ đằng, mạnh mẽ luân hồi hơi thở, đem trong cơ thể rất nhiều kịch độc, toàn bộ xếp hàng đi ra. Ồ! Hoa nô cảm nhận được Diệp thần cuồng bạo khí thế, gương mặt cũng là biến đổi. Hắn vốn đang cho rằng, kịch độc ăn mòn đến Diệp thần trong cơ thể. Diệp thần không chết cũng phải trọng thương, nhưng nào nghĩ tới Diệp thần mở luân hồi nguyên thể sau đó, hung mãnh như vậy, lập tức liền đem khí độc toàn bộ bước ra. Tiền bối, lần sau ngươi có thần công gì bí kỹ, sớm chút truyền thụ cho ta. Diệp thần cười khổ một tí, hướng độc thủ dược thần nói. Cửa này đạo tâm loại ma quyết, truyền thụ được quá hấp tấp, hắn lâm trận chiến đấu, nơi nào tới kịp vận chuyển. Độc thủ dược thần có chút lúng túng tằng hắng một cái. Cũng biết mới vừa hung hiểm, nếu như không phải là Diệp thần đã nắm giữ luân hồi nguyên thể, mới vừa có thể tại chỗ thì phải độc phát chết bất đắc kỳ tử. Ta nắm giữ rất nhiều thần công bí kỹ, cũng mang theo kịch độc khí, ngươi còn không bước lên thần, không thích hợp tu luyện. Chỉ có ở ngươi chiến đấu giây phút, cả người tiềm năng bị kích thích ra, ta lại truyền thụ cho ngươi, ngươi mới có thuận lợi nắm trong tay có thể. Độc thủ dược thần không biết làm sao giải thích. Được rồi. Diệp thần lắc đầu một cái, cũng không có lại trách cứ độc thủ dược thần, sự chú ý trở lại hoa nô trên mình. Hoa nô độc thuật lợi hại, nhưng nhược điểm lớn nhất, chính là thể chất đích xác yếu đuối, ở Diệp thần luân hồi nguyên thể uy áp hạ, liên tiếp lui về phía sau. Hoa tổ thấy vậy, biết rõ không thể để cho hoa nô đạo tâm sắp treo, liền trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, hắn luân hồi nguyên thể, cửu thiên đồ dọn ra bên trong, chỉ là thức tỉnh một đạo đồ đằng, chưa đủ là mắc, người độc thuật. Đủ để ăn mòn hắn thân thể. Nghe vậy, hoa nô tinh thần chấn động, nói ưng. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thi triển ra tiên thiên độc long khí. Lần này,
chừng 9 cái độc long, ùn ùn kéo đến, dương nanh múa vuốt gầm thét, cuồng như vậy đạp chết hướng Diệp Thần. 9 cái độc long, bộc phát ra kịch khí độc tức, phóng lên cao, tạo thành một đạo to lớn cột khói, vô số kịch độc nguyên thế chấp vần quanh, tựa như cả bầu trời cũng có thể ăn mòn, 10 phần nguy nga. Bầu trời bên trong, Hoàng lão thấy một màn này, cũng là khiếp sợ, chỉ sợ Diệp Thần không đỡ được. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần không chút nào ngăn cản ý, liền đón từng cái độc long, cuồng xông lên lên. 9 cái độc long đạp chết tới, trực tiếp quấn quanh đến trên người hắn, cũng hóa thành nguyên thủy kịch khí độc tức, điên cuồng đi trong cơ thể hắn thấm vào đi. Nhưng, Diệp Thần ra, vẫn là sáng bóng tinh khiết hình dáng, ẩn nhiên có luân hồi trói lọi tràn ngập, không có một chút bị khí độc ăn mòn dấu hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Hoa Nô, Hoa Tổ, Hoang Lão, và những người ở chỗ này, toàn đều ngây dại. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được, Hoa Nô phóng thích ra tiên thiên độc long khí, tựa hồ toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu. Là cổ độc thần mạch, thằng nhóc này, luân hồi huyết mạch đã trưởng thành đến như vậy trình độ sao? Hoa Tổ kinh hãi run sợ, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Hắn chỉ cho là cổ độc thần mạch, đem khí độc hấp thu hết. Nhưng xem Diệp Thần tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng 8 trời, theo lý mà nói, hắn cổ độc thần mạch, còn không có lớn như vậy uy năng, có thể hấp thu tiên thiên độc long khí. Hoa Tổ nhưng không biết, Diệp Thần hấp thu tiên thiên độc long khí, dựa vào thủ đoạn, cũng không phải là cổ độc thần mạch, mà chỉ nói tim loại ma quyết. Lần này hắn có chuẩn bị, thấy Hoa Nô tiên thiên độc long khí gào thét tới đây, lập tức liền âm thầm vận chuyển đạo tâm loại ma quyết, cùng khí độc vào cơ thể sau đó. Hắn liền đem khí độc toàn bộ bắt được, hội tụ đến trong đan điền. Từng luồng nghiêm ngặt khí độc hội tụ, rất nhanh ở Diệp Thần trong đan điền lắng đọng, ngưng kết thành một viên đen nhánh hạt giống, tràn ra thâm trầm kịch khí độc tức. Đó chính là đạo tâm loại ma quyết ngưng kết trái ma chủng, cảm nhận được vậy ma chủng sát khí, Diệp Thần cũng là âm thầm run sợ. Vật này, ở lại mình trong đan điền, thật sẽ không trở thành mối họa sao? Lòng hắn niệm khẽ nhúc nhích. Theo bản năng liền muốn dùng hóa thiên đại pháp, trực tiếp đem vậy ma chủng hóa đi. Độc thủ dược thần nói, mộ chủ, người thiên phú quả nhiên lợi hại, cái này lần đầu tiên thi triển, lập tức loại ma thành công, thậm chí ngưng kết ra ma chủng, ha ha ha, ta có người kế nghiệp. Chờ một chút, người muốn làm gì, cái này ma chủng cũng không thể hóa đi, đây là đem ngươi tới kịch độc nguyên, là hết thảy độc thuật năng lượng căn cơ, có thể muôn ngàn lần không thể hủy diệt. Độc thủ dược thần giọng đầu tiên là vui sướng, thậm chí có thể nói là mừng như điên, nhưng ở cảm thấy được Diệp Thần có hóa đi ma chủng ý niệm sau đó, liền lập tức khiếp sợ, lật đật lên tiếng ngăn cản. Diệp Thần nhướng mày một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng độc thủ dược thần, đem viên kia kịch độc ma chủng, lưu ở trong đan điền. Dẫu sao, hắn vậy mơ hồ cảm nhận thực được, viên này ma chủng tồn tại, tựa hồ cùng mình cổ độc thần mạch, xa xa hô ứng. Có lẽ có thể lớn mạnh cổ độc thần mạch năng lượng. Mà lúc này, Hoa Nô nhưng xem không tin tà vậy, thấy Diệp Thần cầm khí độc toàn bộ sau khi hấp thu, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể linh khí toàn bộ thả ra, hóa thành 36 cái độc long, nanh vuốt múa, kịch khí độc tức ngất trời, để cho được bầu trời đều bị rong thực ra một cái lỗ thủng, vô số không gian chảy loạn ở trên trời gào thét. 36 cái độc long hóa ra, Hoa Nô vậy đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Hắn nguyên bản liền gầy đét thân thể, lập tức thật giống như biến thành thây khô, đã không nhìn ra chút nào người sống hơi thở. Xoát xoát xoát. Vậy 36 cái độc long, ùn ùn kéo đến, từ 4 phương 8 hướng gầm thét, tập sát Diệp Thần. Diệp Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vận chuyển đạo tâm loại ma quyết, đem tập sát vào cơ thể độc long, từng cái bắt được luyện hóa hết, khí độc lắng đọng đến đan điền bên trong, tiếp tục lớn mạnh ma trùng. Cái này không thể nào. Hoa Nô sợ ngây người, 36 cái độc long, toàn bộ như châu đất xuống biển vậy, không có tổn hại đến Diệp Thần một cái chút nào mau, ngược lại để cho Diệp Thần hơi thở, bộc phát lớn mạnh. Hắn thân thể run rẩy, mơ hồ tựa hồ lại đoán được cái gì, há mồm kêu lên, à, là độc thủ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, rất sợ độc thủ Dược Thần sẽ bại lộ, ở Hoa Nô câu này lời còn chưa nói hết, hắn liền bàn chân đạp một cái. Thân thể nổ bắn ra ra, một chiêu thiên thương quyền, hung mãnh bá đạo, nện ở Hoa Nô trên đầu. Phịch! Hoa Nô đầu nổ lên, nơi có thời gian tuyến mất đi, hắn bị Diệp Thần một quyền giết chết,
lại không có máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Máu hắn đã sớm khô héo, chỉ có một ít thảm óc trắng tung tóe ra, tình cảnh cũng là 10 phần thảm thiết. Diệp Thần một quyền đánh chết Hoa Tổ, toàn trường đều kinh hãi. Những người ở chỗ này, nơi kinh ngạc, không phải Diệp Thần lực lượng mạnh mẽ, mà là Diệp Thần mới vừa hấp thu khí độc thủ đoạn. Mạnh như vậy mãnh liệt khí độc, vậy thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, đều phải bị ăn mòn. Nhưng, Diệp Thần nhưng hoàn toàn chịu đựng được, hơn nữa hoàn toàn hấp thu, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Hoa Tổ, đa tạ. Diệp Thần thu quyền đứng, hướng Hoa Tổ chắp tay. Hoa Tổ ra mặt lay động, thấy Hoa Nô bị giết chết, nhất thời giận dữ nói, thằng nhóc, ta kêu ngươi so tài tỷ võ, ngươi nhưng vọng động sát thủ, rõ ràng không cầm ta coi ra gì. Nếu ngươi thái độ như thế, vậy ngươi liền phải chịu đựng ta cơn giận đốt trời. Ai cũng không cứu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Tổ sải bước ra, một chưởng liền hướng Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hoa Tổ không để ý thân phận, lại phải hướng hắn ra tay. Hắn hôm nay căn bản không phải Hoa Tổ đối thủ. Lão già kia, ngươi muốn làm gì, thua không nhận nợ sao? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh già nua, đột ngột xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, phịch đích một tiếng, huy trưởng thay hắn chặn lại Hoa Tổ một trường, chính là Hoang Lão. Hoang Lão mới vừa còn ở trên trời, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, cái này là dùng đại hoang trộm thiên thuật, đem hai người cách nhau không gian, toàn bộ trộm mất, cho nên hắn ngay lập tức tới, thẳng như quỷ mị. Hoang tự tại, ngươi cho ta lăn. Hoa Tổ thật sự nổi giận, trên trời mạn đà tròm sao ánh sao bùng nổ, chiếu vào liền Diệp Thần trên mình. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm thấy trong đầu xuất hiện ảo ảnh, thật giống như thấy được vô biên vô tận rừng hoa, phồn hoa như rực rỡ, nhưng ngầm ý định giết người, phải đem hắn chiếm đoạt mai táng. Bất quá hạ một sát, Hoang Lão vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, hắn đầu óc ảo ảnh liền biến mất. Hoa Tổ, ngươi nếu là không chịu phục, chúng ta kêu đại chủ tể tới đánh giá phân xử. Hoang Lão trầm giọng quát lên. Những lời này, nhưng để cho giận dữ Hoa Tổ, cũng là cả người run run một cái, bình tĩnh lại. Hắn nói qua, chỉ cần Diệp Thần có thể chiến thắng Hoa Nô, hắn liền thả người, há có thể làm trái lời hứa. Tuy nói Diệp Thần giết người, nhưng tỷ võ tỷ thí, sống chết treo ở một phát, nơi nào có thể tùy tiện nương tay. Cũng không thể trách móc hắn. Trong nháy mắt, Hoa Tổ xem quả cầu ra xì hơi vậy, sắc mặt như chết đáng sợ. Thằng nhóc, chúng ta đi thôi. Hoang Lão cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo Diệp Thần, ngự gió phá không đi. Mạn Đà Sơn Trang chư nhiều hộ vệ, cũng không dám cản trở đoạn. Hoa Tổ chính là mặt đầy cho tàn, trong ánh mắt lại mang sâu nặng sát ý, hơi khuất khuất ngón tay, suy tính thiên cơ, tựa hồ bắt được cái gì, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, độc thủ dược thần lão nhân kia, còn không hoàn toàn biến mất? Hắn đã trở về. Ha ha ha! Diệp Thần không hề biết Hoa Tổ tâm tình. Bên tai hắn tràn đầy Hoang Lão liều lĩnh cười to. Thằng nhóc, người thiếu ta một cái mạng, ha ha ha. Hoang Lão hết sức cao hứng, đưa ra một ngón tay, ở Diệp Thần trước mặt run lên. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Dừng một chút, Hoang Lão nụ cười lại thu liếm, ngưng trọng nói, bất quá, ta lần này xuất thủ, coi như là hư đạo tông quy củ, đại chủ tể khẳng định sẽ hàng phạt. Một tháng sau đại lộ tranh phong bắt đầu, ta đoán chừng là không thể làm chủ trọng tài. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, đạo tông thi đấu thời gian, đã xác định chưa? Hoang Lão đạo, xác định, ngay tại một tháng sau, à, vốn là đại chủ tể để cho ta làm chủ trọng tài, nhưng hiện tại ta phá hư quy củ, chủ này trọng tài là không làm được. Hi hi, coi là ngươi và Nhâm Phi Phàm may mắn, nếu không, ta làm chủ trọng tài, ngươi muốn lấy đệ nhất tên. Cũng không như vậy ung dung, ta nhiều ít được để cho ngươi nhìn một chút ta lợi hại. Diệp Thần nói, đại chủ tể thật đúng là để mắt ngươi, để cho ngươi thay thế Huyết Đao Tà Tổ vị trí, lại để cho ngươi làm chủ trọng tài. Hoang Lão cười hắc hắc nói, hắn dĩ nhiên để mắt ta, dẫu sao ta cùng ngươi cái này luân hồi chi chủ, có thiên ti vạn lũ quan hệ mà. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bén nhạy phát hiện không đúng, nói, không đúng, nếu như chỉ là ta quan hệ. Hắn không có lý do đối ngươi như thế chiếu cố. Đại chủ tể như vậy ân cố Hoang Lão, sau lưng nhất định có nguyên nhân khác. Hoang Lão cười híp mắt nói, không tệ không tệ,
ngươi lại có thể nhìn ra không đúng, tâm tư vậy coi là bén nhạy, ha ha ha, thôi, ngươi cùng ta tới, ta từ từ cùng ngươi nói. Dứt lời, Hoàng lão cũng không cùng Diệp thần đáp ứng, biến dạng hư không, mang hắn một đường phá không mà đi. Không cần thiết đã lâu, Hoàng lão liền đem Diệp thần dẫn tới một phiến thật lớn lãnh thổ bầu trời. Từ trên bầu trời nhìn xuống đi xuống, Diệp thần liền thấy một cái đế quốc khổng lồ, cuộc sống trăm triệu tỷ vạn con dân, kiếm đạo vô cùng hưng thịnh, đa số người đều ở đây tập kiếm. Vậy múa kiếm diễn luyện tiếng la, từ trên mặt đất truyền tới, chấn động mây xanh. Đây là địa phương nào? Diệp thần ánh mắt híp lại, quan sát cái này tòa đế quốc khổng lồ, lại nhạy cảm thấy, ở đế quốc trung tâm, là một phiến 10 phần hoang vu đường cùng, không có chút nào người ở dấu vết, cũng không có bất kỳ kiến trúc tồn tại, càng không có sinh linh. Vậy phiến đường cùng, như một viên sáng chói minh châu lên to lớn điểm đen, tản mát ra hắc ám thê lương hơi thở. Đường cùng chu vi ngàn dặm, thác loạn cắm thiên thiên vạn vạn thanh kiếm, lại là một cái kiếm thật lớn mộ. Ly kỳ hơn chính là, Diệp thần thật giống như ở đó kiếm mộ bên trong, bắt được thiên nữ nhân quả chập chờn. Chỗ này kêu thần kiếm đế quốc, đã từng là đạo tông hộ pháp bên trái dùng, kiếm tử tiên trần đất phong. Hoàng lão mỉm cười, hơi có chút được thời đắc ý, nói, bất quá, hôm nay cái này thần kiếm đế quốc, là ta lãnh địa, đại chủ tể đã đem chỗ tòa này đế quốc, ban cho ta. Diệp thần nói, vậy kiếm tử tiên trần đâu? Hoàng lão chỉ trong đế quốc lòng kiếm mộ, nói, hắn mà, sẽ ở đó kiếm mộ bên trong. Vậy phiến kiếm mộ, tên là cổ kiếm hoang mộ, ở cực kỳ lâu trước kia, kiếm tử tiên trần liền dọn vào ở, chuyện của ngoại giới vụ đã sớm lại nữa hỏi tới, chỉ một lòng ảo tưởng đúc siêu phẩm thiên kiếm. Tên kia đã điên rồi, siêu phẩm thiên kiếm, lại làm sao có thể đúc đi ra. Chỉ là đáng tiếc thiên nữ, không lâu sau, sẽ bị hắn ném nhập trong lò lửa nhúng kiếm. Hi hi, ta còn muốn thấy được thiên nữ bị ngươi đúc luyện thành đan dược, trực tiếp nuốt trọn tới, các ngươi đã từng cảm tình tốt như vậy, nếu là ngươi cuối cùng cầm nàng nuốt, tình cảnh kia liền thật là quá kích thích. Hoàng lão càng nói càng hưng phấn, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hình dáng. Chớ nói, Diệp thần giơ tay lên cắt đứt hoàng lão, cũng không muốn lại sách chuyện đã qua. Thiên nữ ở nơi này, sẽ ở đó kiếm mộ bên trong, không bao lâu. Nàng phỏng đoán lại phải chết. Hi hi, tốt, ta không nói. Cùng để ta đi, chúng ta trò chuyện một chút, ta có một cái ý nghĩ, nếu là nói ra, bảo đảm hù chết ngươi, ha ha ha. Hoàng lão ý hưng tốt vô cùng, liền mang theo Diệp thần, đi tới thần kiếm đế quốc đô thành, đi tới hắn trong hoàng cung. Cái này thần kiếm đế quốc, đã là hắn lãnh địa, đế quốc hàng tỷ thần dân, đều ở đây tín ngưỡng màng bái hắn, vô số cuồn cuộn tín ngưỡng lực. Hội tụ đến đô thành trong hoàng cung, cuối cùng toàn bộ tụ vào hoàng lão thân thể. Hoàng lão híp mắt, đặc biệt hưởng thụ cái này vạn chúng sùng bái cảm giác. Hắn thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, kém không nhiều là một bước lên trời, hiển nhiên cũng cùng thần kiếm đế quốc tín ngưỡng cung phụng có liên quan. Hoàng cung bên trong thánh điện, hoàng lão rất có hứng thú kêu người dọn tới bàn ghế, mang lên bàn cờ, hướng Diệp thần làm một động tác tay mời, ngồi. Diệp thần liền ngồi xuống, hoàng lão cười híp mắt, tự mình trên bàn cờ xuống một viên cờ đen, nói. Thằng nhóc, người có thể từng nghĩ qua, liên quan tới cuối cùng vấn đề. Diệp thần im lặng, theo dưới tay một viên cờ trắng, nói, nghĩ tới một ít, nhưng không có câu trả lời. Hoàng lão vui vẻ cười to, nói, ngươi không có câu trả lời, ta có. Vừa nói bót đích một tiếng, lại đè xuống một con cờ. Diệp thần kinh hãi. Trợn mắt nhìn hắn nói, người nói gì sao? Hoàng lão cười nói, ta đã nghĩ được, cuối cùng trật tự, một cái hoàn mỹ trật tự, hoàn mỹ thế giới, rốt cuộc là cái gì? Diệp thần bộ dạng sợ hãi, nói, là cái gì? Hắn rất muốn biết, cái này thế gian, rốt cuộc có cái gì trật tự, là có thể nói hoàn mỹ tồn tại. Hắn luân hồi trật tự, là không hoàn mỹ, chúng sanh phải bị luân hồi khổ sở, ở luân hồi trật tự chung sinh chết chìm nổi. Tự nhiên không thể nói là hoàn mỹ. Trước mắt Diệp thần ý nghĩ luân hồi trật tự, chỉ là tương đối ổn thỏa, thiện ác có thứ tự, sống chết có luân, so với giống vậy trật tự muốn vững chắc rất nhiều, nhưng tuyệt không thể nói là hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, hoàng lão lại nói, hắn đã nghĩ được một cái hoàn mỹ trật tự, đã tác phẩm nghĩ ra cuối cùng hoàn mỹ thế giới, rốt cuộc là hạng hình dáng. Diệp thần dĩ nhiên là khiếp sợ,
bởi vì hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra hoàn mỹ trật tự. Hoàng lão cười hắc hắc nói, đại chủ tể vậy đồng ý ta ý nghĩ, cho nên cho ta vô số chỗ tốt, hắn quyết tâm muốn cùng ta cùng nhau thành lập vậy hoàn mỹ trật tự. Hi hi, thật ra thì coi như không có hắn ân cố, làm ta phá giải cuối cùng vấn đề sau đó, ta là một đêm ngộ đạo, dựa vào mình cũng có thể bước lên vô cùng xưng đế, bởi vì ta đã ngộ đạo, cuối cùng đạo lý, rốt cuộc bị ta lĩnh ngộ ra được. Diệp thần vội vàng hỏi, Hoàng lão, người rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì, một cái hoàn mỹ trật tự, rốt cuộc là cái gì? Vô vô thời ý không nhất cuối cùng vấn đề, liền là như thế nào thành lập một cái hoàn mỹ thế giới? Hiện ở cái thế giới này, tràn đầy giết hại, hắc ám, hỗn loạn, tội ác, cùng hoàn mỹ không chút nào sát thực tế. Rất nhiều thiên đế chủ thần, vạn cổ tới nay, vậy đang suy tư cái vấn đề này, muốn thành lập trung cực hoàn mỹ trật tự. Bọn họ thậm chí có người ảo tưởng có trung cực thần tồn tại, chỉ cần trung cực thần hạ xuống, liền có thể thành lập được một cái thật chính vĩ lớn hoàn mỹ thiên quốc. Nhưng theo Diệp thần biết, cái gọi là trung cực thần, nhưng thật ra là không tồn tại, trước mắt cái đó cuối cùng vấn đề, như cũ không rõ ràng. Ban đầu thiên bia người thủ bia, vậy từng khổ tư minh tưởng cái vấn đề này, khẩn cầu Diệp thần có thể tìm ra giải pháp. Nhưng hiện tại, Diệp thần cũng không có ý nghĩ ra một cái hoàn mỹ thiên quốc thế giới, rốt cuộc là như thế nào hình dáng. Nếu như Hoàng lão tác phẩm nghĩ ra, vậy hắn liền vô địch, chỉ là dựa vào phá giải cuối cùng nghịch thiên công đức, hắn liền có thể một bước bước lên vô cùng thành làm thiên đế. Mà hôm nay Hoàng lão, đã là thiên đế, mặc dù thực lực còn không bằng Nhâm Phi Phàm, nhưng có thể nhanh như vậy đã đột phá hạn chế, bước lên vô cùng xưng đế, cái này chứng minh, hắn đúng là phá giải cái đó cuối cùng vấn đề, nghĩ tới một cái hoàn mỹ trật tự. Nếu không, dựa hết vào đại chủ tể cất nhắc, hắn thực lực không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Hoàng lão cầm một con cờ, gõ nhẹ trước bàn cờ, cười nói. Ta muốn nói cho ngươi, để cho ngươi vậy kiến thức một chút, cái này cuối cùng thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vời, biết bao hoàn mỹ, so ngươi luân hồi thiên quốc có thể hoàn mỹ hơn. Bất quá đáng tiếc, ngươi tu vi còn chưa đủ, ta nếu là đem vậy cuối cùng ý nghĩ nói ra, đủ để nghiền bạo ngươi đạo tâm, ngươi không chịu nổi. Diệp thần hít sâu một hơi, nói, không quan hệ, ngươi nói, nếu quả thật có thể biết hoàn mỹ trật tự, rốt cuộc là cái gì, ta chết cũng không tiếc. Hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Giờ khắc này Diệp thần, cầu đạo chi tâm, so trước kia đảm nhiệm thời khắc này, đều mãnh liệt hơn. Hắn chỉ muốn biết, vậy cuối cùng thế giới, hoàn mỹ trật tự, rốt cuộc là cái gì. Nếu như có thể biết được, giờ khắc này hắn, thậm chí nguyện ý bỏ ra sinh mạng. Hoàng lão ngưng xem nhìn Diệp thần, thấy Diệp thần như thế biểu tình kiên quyết, cũng không nhịn được gật đầu một cái, nói. Thằng nhóc ngươi có thể, cầu đạo chi tâm nóng bỏng, có ta một nửa tiêu chuẩn. Nhưng ta không thể hại chết ngươi, cuối cùng câu trả lời, ta còn chưa thuận tiện nói cho ngươi. Diệp thần lại là thất vọng, vừa tức giận nói, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Hoàng lão cười hắc hắc nói, đừng tức giận, ta tuy biết đáp án. Nhưng muốn chân chính sáng tạo ra cuối cùng hoàn mỹ thế giới, còn cần dựa vào ngươi hỗ trợ. Chúng ta có thể hợp tác. Diệp thần tức giận nói, ta liền câu trả lời cũng không biết, lại hợp tác như thế nào. Hoàng lão cười nói, ngươi trước cùng ta hợp tác, sau này tự nhiên biết đáp án. Đại chủ tể cũng là chúng ta đồng minh, ngươi bất tâm động sao? Diệp thần nghe đến những chỗ này, đích xác là có chút động lòng. Và hoàng lão hợp tác. Đi xây hoàn mỹ thế giới, trước không nói có thể thành công hay không, chỉ ít xây dựng trong quá trình, hắn có cơ hội theo dõi thật tướng, biết được vậy cái gọi là hoàn mỹ trật tự, rốt cuộc là cái gì. Mà có đại chủ tể làm bạn, vậy càng có thể thu hoạch vô số cơ duyên, coi như cuối cùng vậy hoàn mỹ thế giới xây không đứng lên, hắn vậy có thể được thiên đại chỗ tốt. Hợp tác thế nào, không gọi tới Nhâm tiền bối sao? Diệp thần hỏi. Hoàng lão khoát khoát tay, nói, không cần. Không cần, chuyện này, ngươi không muốn để cho người khác biết. Hoàn mỹ thế giới xây dựng trước, không cho ô nhục, muốn là biết người quá nhiều, người nhiều tim tạp, lại hoàn mỹ trật tự, cũng khó mà tạo dựng lên. Diệp thần gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Chuyện này, hắn sẽ bảo đảm bí mật. Hoàng lão đạo, rất tốt, đại lộ tranh phong, còn có một cái tháng lại bắt đầu, thời gian cấp bách, ngươi phải mau sớm tăng lên thực lực. Tốt nhất có thể tại thi đấu bắt đầu trước, có thể bước lên thần.
Diệp thần, ta bước lên thần và xây hoàn mỹ thế giới có liên quan sao? Hoàng lão đạo, đương nhiên là có quan, ngươi nếu là thực lực quá yếu, thì như thế nào có thể giúp được ta và đại chủ tể? Chỉ có ngươi bước lên thần, chàng này đạo tông thi đấu, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi phải đoạt cúp, bắt lại thiên đế thần nguyên, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu là ở đạo tông thi đấu bên trong, ngươi không lấy được hạng nhất, như vậy hoàn mỹ thế giới xây, ngươi vậy không tư cách nhúng tay, ta và đại chủ tể sẽ đem ngươi đá ra. Diệp thần gật đầu một cái, cũng biết mình thực lực, còn xa xa kém hơn hoàng lão và đại chủ tể, phải mau sớm tăng lên. Chỉ còn lại một tháng thời gian, bước lên thần có chút khó khăn. Diệp thần đưa ra mình lo âu, trước mắt hắn tu vi, chỉ là vô lượng cảnh tầng 8 trời, khoảng cách bước lên thần, ở giữa còn kém một cái tiên đế cảnh giới. Ngắn ngủi một tháng, muốn đột phá, nơi nào có như thế dễ dàng. Hoàng lão đạo, khó khăn cũng phải thử nghiệm, ta biết có một nơi cơ duyên, có lẽ có thể tăng lên ngươi thực lực. Diệp thần trong lòng động một cái, hỏi cơ duyên gì? Hoàng lão đạo, là một nơi nguyên mạch, ở U thần ma quật bên trong. Đó là đạo tông địa bàn, trừ đạo tông đệ tử bên ngoài, người ngoài cấm chỉ bước vào. Ở U thần ma quật bên trong, có một cái linh khí 10 phần dư thừa nguyên mạch, vậy cái nguyên mạch, cách mỗi ngàn năm thời gian, liền sẽ hiện ra một lần nguyên khí linh triều. Vậy nguyên khí linh triều, nếu như ngươi có thể hấp thu, đủ để nhanh chóng tăng lên thực lực. Ngươi phải bắt chặt thời gian trôi qua, nếu không vậy nguyên khí linh triều, rất có thể bị thiên nữ cắn nuốt hết. Diệp thần nói, thiên nữ. Hoàng lão đạo, đúng vậy, kiếm tử tiên trần vì nhúng kiếm, cần tăng lên thiên nữ linh khí nội tình, liền chuẩn bị để cho nàng đi U thần ma quật, hấp thu nguyên khí linh triều. Đạo tông rất nhiều đệ tử, cũng cho mặt mũi kiếm tử tiên trần, rối rít tránh lui, dự định để cho thiên nữ một người hấp thu. Nếu là thiên nữ đơn độc hấp thu nguyên khí linh triều, nàng thân thể linh khí tinh hoa, tất có thể thật to tăng lên. Nhưng cái này cùng ngươi không quan hệ. Đó là kiếm tử tiên trần vì đúc kiếm, chúng ta cũng mặc kệ như thế nhiều, cũng không thể trắng trắng để cho thiên nữ nuốt một mình ngàn năm một lần linh triều.